Chương 2906, với anh em cũng có thể ra tay độc ác. Anh Lam, giao công trình chiến tích này cho anh chẳng phải là càng hay hơn sao? Diệp Phàm cười nói. Làm sao có thể, dự án này mấy năm trước đã xin phép rồi, chỉ là chưa được phê xuống. Đều là cái lão hổ một tay xử lý. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là người chấp hành theo thôi. Dự án này sau khi hoàn thành, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể kiếm được chút cơm thừa canh cặn thôi. Cái lão hổ lúc nói về chiến tích chỉ cần nhắc tới tên Lam Tồn Quân là đã khá lắm rồi. Lam Tồn Quân có chút bực bội nói. Biện pháp thì luôn có mà, chỉ là anh không dám nghĩ thôi. Lẽ nào anh thực sự không thèm dự án đại lộ tinh huy này sao? Nếu như đổi là anh một tay xử lý thành công, vậy thì sẽ có một khoản lớn cho con đường của anh từ nay về sau rồi. Diệp Phàm cười nói. Nói không muốn là dối mình dối người, tôi nằm mơ cũng cười vì đại lộ tinh huy ở trong tay mình. Nhưng mà việc này hiển nhiên là không thể. Không phải là không dám muốn mà muốn cũng không đến tay mình. Nếu như tôi có năng lực như anh thì có lẽ sẽ có cách. Lam Tồn Quân nói. Ha ha, anh có muốn làm hay không? Diệp Phàm hỏi một cách thần bí. Thật sự có cách, không thể nào. Lam Tồn Quân hơi thở ngày càng nặng nề. Tôi nói với anh, chỉ cần có thể kéo dài dự án này ra, đợi cái lão hổ chạy rồi, thì thời gian này cấp trên cũng không thể cử một bí thư thành ủy xuống. Mà kinh nghiệm của anh cũng vẫn chưa đủ để đi tranh lấy vị trí này. Thường thì anh sẽ làm đại diện bí thư, sau đó chủ tịch thành phố sẽ nắm được thời gian này, đây chính là thời kỳ thích hợp nhất mà. Vậy nếu do anh chủ trì thì chẳng phải đại lộ tinh huy sẽ biến thành bút tích của anh sao? Diệp Phàm cười nói. Biết đến mùa nào cái lão hổ mới phủi mông đi, không chừng tôi còn phải cút nhanh hơn anh ta cũng nên. Lam Tồn Quân thở dài. Ha ha, người anh em. Cái lão hổ trong vòng một tháng bắt buộc phải đi, vì thế cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Diệp Phàm cười nói. Thật sự lão ta sẽ đi à, anh Diệp, tin này anh lấy từ đâu thế? Việc này còn không có chút phong thanh nào. Hơn nữa cái lão hổ sẽ đến đâu? Lam Tồn Quân kích động, giọng nói dường như có chút biến điệu. Xem kìa, tôi làm người anh em kích động quá rồi, tin tức này là cực kỳ chính xác. Cậu cũng không nghĩ xem, bố vợ tôi làm gì sao? Diệp Phàm nói, tôi tin nhưng anh ta sẽ đi đâu? Lam Tồn Quân kiềm chế, tim đập thình thịch. Ồ, cậu thì vui rồi nhưng tôi thì lại xui xẻo. Diệp Phàm buồn bực thở dài. Không phải là tới Hoành Không các anh nhậm chức bí thư đảng ủy đấy chứ? Lam Tồn Quân nhận thấy điều gì đó, liền thốt ra lời. Cậu đoán trúng rồi, anh ta sẽ tới Hoành Không, tới lúc đó tôi bị tảng đá vừa thối lại vừa cứng này đè đầu thì khổ rồi. Nhưng tôi cũng sớm có sự chuẩn bị rồi. Chỉ cần anh ta không tới ngáng chân là chúng tôi bình an vô sự. Nếu như anh ta còn muốn khống chế tập đoàn Hoành Không giống như khống chế thành phố Hạng Nam thì tôi tuyệt đối không nương tay đâu. Diệp Phàm tôi không ngại làm tướng Kinh Quốc đến Hoành Không đánh bí thư hổ. Diệp Phàm nói. Không gây cản trở là không thể, nhưng đến lúc đó lại phiền phức lớn. Ôi, anh cứ chuẩn bị sớm đi là vừa. Hơn nữa cần gì trợ giúp anh cứ nói ra. Người này nếu thật sự có thể đến Hoành Không vậy thì chứng minh rằng thế lực đằng sau rất chắc chắn. Việc này ủy viên Kiều biết rõ nhất, tại sao ông ta lại không để anh ta về. Hoặc là đổi một nơi khác cũng được. Lam Tồn Quân có chút khó hiểu. Ông ta nói là không còn cách nào khác. Hơn nữa, có lẽ ông ta và Bí Thư Ninh cũng không muốn quản chuyện này. Dù sao mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nếu như ra tay quá nhiều lần sẽ khiến mọi người dị nghị. Càng là người chức cao vọng trọng thì lại càng chú ý tới điều này. Việc này coi như đã định rồi, khoảng ngày quốc tế lao động, anh ta sẽ xuống nhậm chức. Vì thế thời gian cho tôi cũng chỉ có một tháng. Nhưng trước tiên không đề cập đến việc này nữa. Ý tưởng của tôi là để dự án đại lộ tinh huy vào tay anh. Diệp Phàm nói. Làm thế nào, anh Diệp cứ nói đi. Mẹ kiếp, tôi xem tên này ăn nói thế nào. Hơn nữa lại dục đến mức như vậy. Hóa ra trước khi phủi mông chạy lấy người, muốn kiếm chút lợi lộc này. Hơn nữa, hôm qua hắn ta không ngờ còn bàn bạc với tôi. Nói là tập đoàn Hoành Không hiện tại rất khó khăn, trước kia ở thời kỳ phát triển cũng đã đóng rất nhiều thuế cho Hạng Nam. Giải quyết rất nhiều vấn đề về việc làm cho công nhân viên thất nghiệp, cũng coi như là đã đóng góp rất nhiều công sức cho thành phố. Không thể vì hiện nay họ gặp khó khăn mà bỏ mặc họ được. Sau đó tôi hỏi anh ta muốn trợ giúp thế nào cho Hoành Không. Anh ta nói là trước tiên dựa vào hình thức tương trợ kêu gọi ủng hộ mấy chục triệu để trợ giúp tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa,
chính sách hỗ trợ của thành phố cũng nên góp chút sức lực, xem có thể giúp được Hoành không không. Lúc đó, tôi suýt chút nữa là đờ đẫn rồi, trong lòng còn nghĩ tên cái lão hổ này thật sự đã biến thành nhà từ thiện rồi. Không ngờ tất cả đều có nguyên nhân của nó. Cái lão hổ sắp đến Hoành không, lợi dụng việc này để lấy lòng các cán bộ, công nhân của Hoành không. Đây là thủ đoạn tạo lợi thế đó. Hơn nữa lại là tiêu tiền của chúng tôi để tạo danh tiếng cho bản thân. Lam Tồn Quân nói, mấy chục triệu đến khi nào thì rót xuống, phải nhanh lên một chút. Anh ta muốn nổi tiếng thì để anh ta đạt được ước nguyện đó đi, nếu như mấy chục triệu kia được rót xuống vậy thì kêu Diệp Phàm tôi gọi anh một tiếng cái tổ tông cũng được. Diệp Phàm nói tiếp, nếu không thì sau khi chúng ta ra tay, e là cái lão hổ sẽ nổi trận lôi đình mà thay đổi chủ ý đấy. Việc này đương nhiên là tôi không phản đối, tuy nói là cục tài chính thành phố trực tiếp rót cho các anh có chút đau xót. Nhưng đây là công ty của anh Diệp, Lam Tồn Quân tôi đương nhiên sẽ không phản đối, vì thế nên đã đồng ý rồi. Cái lão hổ nói chiều hôm nay sẽ triệu tập hội nghị thường vụ, đem chuyện này ra nói một chút là ổn rồi. Đoán là 100% sẽ thông qua. Một khi hội nghị thường vụ phê duyệt, tôi lập tức gọi các anh đến. Tên gọi thì có rất nhiều. Ví dụ như quyên tặng các anh khu xây dựng cải tạo. Lam Tồn Quân nói, thật ra anh ta rất cũng đau đớn. Ý của cái lão hổ là hỗ trợ 50 triệu. Lam Tồn Quân nói, có vậy thôi à? Diệp Phàm hỏi, có vậy thôi à, anh Diệp, anh biết rõ là tổng thu nhập tài chính một năm của hãng Nam chúng tôi cũng chỉ có vậy. 50 triệu là được rồi đó. Đương nhiên, hứng thú của anh Diệp hiện tại cũng lớn lắm. Chúng tôi và các anh cơ bản là không cùng đẳng cấp. Diệp Tồn Quân thiếu chút nữa hét lên rồi. Không được, 80 triệu, không thương lượng. Khẩu khí Diệp Phàm cũng rất lớn, giống như đang ra lệnh vậy. Cái này chỉ sợ là không được thông qua, cho dù là tôi đồng ý thì cái lão hổ cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, dự án đại lộ Tinh Huy đang cần tiền, nếu rót xuống 80 triệu sẽ nhiều người nói ra nói vào. Đến lúc đó, cái lỗ tai này của tôi phải nhét đầy bông rồi. Lam Tồn Quân nói tình hình thực tế. Tôi không quan tâm đến việc anh dùng biện pháp gì, 80 triệu không được thiếu một xu. Diệp Phàm nhắc lại một lần nữa. 80 triệu thì 80 triệu đi, tôi xem như là đã nhìn thấu anh rồi. Anh cũng tham quá đấy. Đối với anh em còn nặng tay như thế, đúng là xui xẻo. Lam Tồn Quân có chút bực bội nói tiếp. Nhưng mà anh nói đi, làm thế nào mới có thể để đại lộ Tinh Huy vào tay tôi đây? Chết vì nghèo không bằng chết vì bạn mà. Diệp Phàm cười một tiếng rồi nói tiếp. Đại lộ Tinh Huy của các anh không phải là chưa chính thức phê duyệt sao, trước khi chưa chính thức phê duyệt thì còn có sự thay đổi. Đương nhiên, thay đổi mà tôi nói không phải là chỉ tỉnh phủ định dự án này, mà là kéo dài thêm một thời gian. Việc này tôi sẽ làm để tỉnh ủy kéo dài chương trình này sau một tháng rồi thảo luận. Đến lúc đó, sau khi cái lão hổ phủi mông đi rồi nói tiếp. Mà lúc đó anh chạy xuôi chạy ngược giả vờ đi đến tỉnh tranh thủ một chút. Cái này một khi có công văn phê duyệt chính thức thì công lao này chẳng phải thuộc về anh rồi sao? Cao chiêu, đúng là cao chiêu. Nhưng mà anh Diệp, cao chiêu này của anh không mấy người có thể thực hiện được. Bởi vì nếu muốn hội nghị thường vụ tỉnh ủy kéo dài dự án này thì làm thế nào để ra tay? Anh Diệp, việc này anh có nắm chắc không vậy? Lam Tồn Quân có chút không yên. Tôi không thể giúp cậu được, cách này là tôi nghĩ ra, muốn làm thì cậu tự nghĩ cách đi, tôi không phải là bảo mẫu. Diệp Phàm vung ra một câu khiến Lam Tồn Quân suýt nữa giơ chân, trong điện thoại kêu lên. Tôi nói anh cũng thật không ra sao cả, nghĩ cách muốn ép tôi đưa 80 triệu, cách này của anh cũng quá đáng tiền rồi. Hơn nữa quan hệ giữa ông Ninh và anh cũng thân thiết như vậy, anh chỉ cần mở miệng, chỉ cần ông Ninh đồng ý nén chuyện này xuống một tháng vậy là được việc rồi. Bảo tôi phải làm thế nào, e là đến cửa nhà ông Ninh tôi cũng không bước chân vào được. Không được, không được. Anh Diệp lần này phải giúp tôi một tay mới được. Vậy thì 80 triệu này tôi sẽ tranh thủ trong 5 ngày rồi chuyển cho anh, thế nào anh Diệp, anh phải nể mặt chút đi. Biện pháp thì đương nhiên là đáng tiền rồi, đây là thông tin, cũng là ý tưởng, có lúc ý tưởng cũng có thể cứu được một doanh nghiệp đấy. Nhận 80 triệu của cậu vẫn là ít, nể mặt anh em nên đã giảm 50% rồi. Nếu không thì người ngoài cho tôi 200 triệu tôi cũng không chỉ cách cho đâu. Diệp Phàm dương dương đắc ý đến mức trong lòng Lam Tồn Quân đang chửi mẹ kiếp. Lần này không giúp đỡ anh em, phải vậy không? Lam Tồn Quân gần như cầu khẩn. Không giúp cậu cậu sẽ không đưa ra 80 triệu, phải vậy không? Diệp Phàm nói ẩn ý.
Đưa, đưa. Lam Tổn Quân vâng lời tàn độc. Ha ha, vậy thì đúng rồi, thật ra cậu không phải là không có cách, cậu chỉ muốn tôi thuyết phục ông Ninh. Cậu từng nghĩ đến trong nhà cậu cũng có người có chức vị, một cuộc điện thoại của người ta là ông Ninh sẽ giãn chuyện này ra một tháng, cái mặt này chắc chắn phải nể mà. Cái này cũng không phải ngay tức khắc, cũng không phải là sửa đường vá cầu, càng không phải là vi phạm nguyên tắc, đúng vậy không? Diệp Phàm nhắc nhở. Đúng vậy, tôi nhất thời hồ đồ rồi. Lam Tồn Quân cuối cùng cũng hiểu ra, bố anh ta Lam Bình Phong là chủ tịch thành phố Tân Môn. Để ông ta gọi điện thoại cho đồng chí Ninh Chí Hòa, chuyện nhỏ này tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà anh Diệp cũng chơi quá bẩn đấy. Hai chữ đổi lấy 80 triệu của tôi. Lam Tồn Quân vẫn không thể quên được. Không có gì, đều là anh em mà. Diệp Phàm cười nói. Không cái con khỉ ý, anh không có gì nhưng tôi đau xót. Lam Tồn Quân văng một câu thô tục. Ha ha ha. Sau khi cúp điện thoại xuống, Diệp Phàm lại ngửa mặt lên trời cười một hồi, cười đến mức cánh cửa phòng làm việc cũng rung lên. Khiến Khổng Ý Hùng ở phòng ngoài phải bịt lỗ tai, còn cho rằng chủ tịch Diệp bỗng nhiên bị thần kinh, khiến anh ta lo lắng hồi lâu. Ý Hùng, việc thư ký của tôi anh lo xong chưa? Diệp Phàm mở cửa đi tới hỏi. Chương 2907, yêu cầu anh ta một khoản, thế nào? Đang trong thời gian tuyển chọn, muốn chọn một người phù hợp không hề dễ dàng. Nếu ông chủ có thể đợi được vậy thì đợi thêm một thời gian nữa đi. Thời gian này tôi sẽ thay thế. Nếu như không đợi được thì tôi sẽ gọi vài người trước. Khổng Ý Hùng nói, Diệp Phàm nhìn anh ta rồi cười nói. Vậy thì đợi đi. Thực ra, trong lòng Diệp Phàm hiểu là Khổng Ý Hùng cố ý kéo dài thêm vì anh ta đang muốn đi theo Diệp Phàm vài ngày nữa. Thật sự sau khi có thư ký thì thời gian Khổng Ý Hùng làm việc cùng mình sẽ ít đi. Tính toán nhỏ nhặt này của Ý Hùng, Diệp Phàm cũng không để tâm lắm. Bí thư Diệp, tôi. Khổng Ý Hùng bị Diệp Phàm liếc mắt qua, anh ta run lên, ấp úng không nói lên lời. Ha ha ha, anh ấy à, được rồi, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Diệp Phàm nói rồi lại quay người sang hỏi. Chỗ ở của tôi đã xử lý xong chưa? Tôi đang định báo cáo với anh, toàn bộ bên đó đều làm xong hết cả rồi. Hơn nữa, tôi mời người xem ngày thì ngày kia chính là ngày hoàng đạo, chuyển nhà sẽ gặp may mắn. Khổng Ý Hùng nói. Được rồi, Ý Hùng, vất vả cho anh rồi, nhưng mà tôi cũng không để ý đến ngày hoàng đạo gì đâu, tối nay chuyển đi. Đến lúc đó lặng lẽ chuyển đến là được rồi, không phải làm rầm rộ lên làm gì. Diệp Phàm nói, vẫn là có ý khen ngợi tác phong cẩn thận của Khổng Ý Hùng, người này làm chủ nhiệm văn phòng đảng ủy là phù hợp. Vậy được, tôi sẽ gọi Khương Quân và Cục trưởng Bao qua đây giúp một tay. Khổng Ý Hùng đúng là khéo hiểu lòng người, biết được hai người này đều người thân tín với chủ tịch Diệp. Được, anh nghĩ chu đáo quá. Diệp Phàm gật đầu khen ngợi, còn vỗ nhẹ lên vai Khổng Ý Hùng, có vẻ rất cảm kích, Diệp Phàm nói. Ý Hùng, anh phải chuẩn bị thật tốt đấy. Chủ tịch, tôi luôn chuẩn bị làm đầy tớ cho chủ tịch. Khổng Ý Hùng không ngờ lại đứng nghiêm trang, suýt nữa là hành quân lễ rồi. Được, tốt lắm. Diệp Phàm gật đầu. Nhưng mà, chủ tịch, cái này, cái này. Khổng Ý Hùng ấp úng muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám hỏi. Anh ta cũng nhạy cảm nhận được điều gì đó, vì thế nên rất kích động. Ngày mai sẽ triệu tập hội nghị thường vụ, ban lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề của anh. Tôi thấy anh đi đến chỗ chủ nhiệm Đào thế nào? Diệp Phàm để lộ chân tướng sự việc. Tôi nghe chủ tịch bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó. Khổng Ý Hùng nói, cái miệng anh ta run lên, hốc mắt ngấn nước. Cũng không biết là nước mắt thật sự hay cố nặn ra nữa. Ha ha ha, giống đàn bà làm gì vậy, còn nước mắt nước mũi nữa, lau đi. Diệp Phàm cười. Vâng, vâng vâng. Khổng Ý Hùng nhanh chóng lấy tay lau nước mắt. Vừa lau nước mắt vừa cười, hơi có chút quái dị. Đây là cái mà anh xứng đáng có được, anh sớm đã nên ngồi vào vị trí đó rồi, chuẩn bị một chút đi, vị trí đó và chức phó là không giống nhau đâu. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai anh ta rồi đi nhanh về hướng nhà ăn. Diệp Phàm có một phòng nhỏ, là Khổng Ý Hùng đặc biệt tạo ra. Vốn là Diệp Phàm muốn cùng công nhân viên ăn cơm, nhưng có lúc phải nói một số chuyện không tiện nên không cùng ăn với họ. Mà trong nhà ăn thì các cán bộ lãnh đạo đều giống nhau, lãnh đạo tổng công ty ăn ở một nhà ăn khác. Đương nhiên là đồ ăn cũng có phần ngon hơn. Vừa mới ngồi xuống ăn thì chuông điện thoại reo lên. Truyền đến là tiếng cười của Lang Phá Thiên. Ha ha ha,
Cười gì hả lão lang, cứ như nhặt được vật báu ấy. Diệp Phàm nói. Đúng vậy. Lang Phá Thiên cười. Quái, anh thật sự nhặt được vật báu hả? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Đương nhiên là vật báu rồi, không phải là Điền Nhất Đao sao? Mấy ngày nay chúng tôi đều đang quan sát tới anh ta. Anh ta vừa về đến cảng Cửu thì bốn phương đã đều hỏi thăm người giải độc này. Hơn nữa, công sức không phụ lòng người, còn để anh ta liên hệ với ngũ độc giáo nữa. Đập phá số tiền lớn, nếu như có thể trị được sẽ cho 10 triệu đồng. Lang Phá Thiên cười nói. Tập đoàn mì của anh ta đúng là có thể kiếm ra tiền. Với 10 triệu này ngũ độc giáo có thể là ra tay. Dù sao đối với thằng ngốc mà nói thì giải độc và uống nước lã cũng dễ dàng như nhau mà. Giơ tay ra là có được 10 triệu, kiếm tiền kiểu này đúng là nhanh, con mẹ nó. Tôi cũng muốn đi hạ độc hại người sau đó giải cứu. Diệp Phàm cười nói. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, giống như việc phát tán độc trên người Điền Nhất Đao cũng rất tốn sức lực. Mặc dù là thằng ngốc thì cao thủ kiểu này cũng bị hao tổn. Còn ngũ độc giáo giống như thằng ngốc thì không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 4 bàn tay. Thằng ngốc này là Phật Đà đà chủ của ngũ độc giáo. Nghiệp vụ ở Đông Nam Á đều là thằng ngốc này quản. Thật ra ngũ độc giáo e là cũng chỉ có vài phân đà, một lục địa có một là cũng rất khá rồi. Ngũ độc giáo dựa vào trị độc chữa bệnh để kiếm tiền. Đa phần độc của họ đều dùng để chữa bệnh. Thật đúng là đừng nói, bọn họ tự nghĩ ra phương pháp lấy độc trị độc để chữa một số bệnh hỗn tạp thật sự là có hiệu quả. Lang Phá Thiên nói, nếu thằng ngốc đã chịu ra tay vậy thì bảo bối của các anh đều bay đi mất rồi còn vui mừng cái nỗi gì. Diệp Phàm nói, bảo bối mà chúng ta nhắm đương nhiên không để ngũ độc giáo phá hoại đi, vì thế trong tổ đã ra mặt cảnh cáo người của ngũ độc giáo, bên kia liền thay đổi rồi. Đề xuất phải 200 triệu, ha ha, Điền Nhất Giao khuynh ra bại sản cũng chưa đủ số tiền 200 triệu. Toàn bộ của cải mà tên này có chẳng qua cũng chỉ đến 7-80 triệu. Trong tổ sớm đã điều tra qua, vì thế tên này lại kiên trì một ngày, nhưng công lực tán rất nhanh. Người này nóng nảy, hắn ta hiện tại đã vội vàng đến tổng bộ Hoành Không các anh rồi. Chắc chắn là sẽ đến tìm anh đấy. Đến lúc đó, anh yêu cầu hắn một khoản, thế nào? Dù sao nhà họ Điền có tiền mà, bỏ chút huyết cũng là đáng. Lang Phá Thiên cười khanh khách, thật giống như sói phương Bắc. Điền Nhất Đao gặp phải chúng ta coi như là hắn ta xui xẻo. Diệp Phàm cũng cười, hỏi. Chuyện bãi Yến Nguyệt có hay không? Tôi đang định nói với anh chuyện này, cao chiêu mà tổ cung đưa ra quả thật là có hiệu quả. Một khi đã đến ủy ban thảo luận thì các đồng chí biết ngư đồng đại hùng ở tổ A chúng ta đã đều nhất loạt đồng ý. Bọn họ cũng hiểu rõ dưới chân núi đại hùng có gì. Hơn nữa núi Sương Bối lại ở Quảng Đông, tam phương này hình thành một tam giác bao bọc lẫn nhau. Thật đúng lúc, địa bàn của nhà máy phi không các anh. Núi Sương Bối và căn cứ núi Đại Hùng thật sự hình thành một hình tam giác khác thường. Trong tình huống khẩn cấp hoàn toàn có thể trợ giúp lẫn nhau, sau khi Trương Tư lệnh biết đã gọi người đi đo đạc, đến bản thân anh ta cũng hoảng sợ. Lập tức vui mừng nhướng mày, vì thế trong đơn đã nói một cách rất tỉ mỉ, chi tiết, đương nhiên liên quan đến núi Đại Hùng cũng không có nhiều ủy viên hiểu được vai trò thực sự của nó. Nhưng hai chức phó của ủy ban quân giới, còn cả trưởng ban bảo vệ an ninh đã hiểu được việc này. Mấy vị đại lão đều đồng ý, các đồng chí ủy viên bên dưới thì còn có ý kiến gì nữa, đều nhất trí thông qua rồi. Vì thế, công văn phê chuẩn đã đưa xuống dưới. Trương Tư lệnh bảo tôi thông báo cho các anh biết, bảo các anh cử người xuống làm các thủ tục trao đổi. Hơn nữa, bên này cũng đang giục các anh, yêu cầu các anh trong vòng một tháng phải chuyển đi. Lang Phá Thiên nói. Diệp Phàm vừa nghe thấy thế, trong lòng mừng rỡ, cười nói. Không vấn đề gì. Trong 5 ngày tôi sẽ dọn đi hết, chỉ cần nắm chắc được bãi Yến Nguyệt. Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Nghiêm Phương Long, kêu anh ta lập tức cùng với một số nhân viên có liên quan đến phương diện này đến Quảng Châu để tiến hành công tác chuẩn bị. Đương nhiên, việc lớn như thế này thì bắt buộc Chủ tịch Diệp cũng phải đi. Hơn nữa, vì có thể hợp tác với Hoàng Triều Đế Đô, cũng cần Diệp Phàm phải đích thân đi một chuyến. Tuy nhiên ngày mai phải triệu tập hội nghị thường vụ để thảo luận về vấn đề đề cử người. Tạm thời thì Diệp Phàm không thể rời khỏi. 2 giờ chiều, Diệp Phàm vừa đi tới gần cửa phòng làm việc thì thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đang ngồi ở gian ngoài phòng khách. Ông ta vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Khổng Ý Hùng còn chưa kịp giới thiệu, ông ta đã đứng lên, chào hỏi một cách nhiệt tình. Bí thư Diệp, chào anh, tôi là Tống Thành Tín,
người được công ty cử xuống Hoành Không đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy. Là bí thư Tống à, chào ông. Diệp Phàm đưa tay ra bắt. Bí thư Diệp, chức bí thư đảng ủy trấn này thật sự là làm không nổi rồi. Tôi muốn quay về tổng công ty để làm những công tác văn phòng. Tống Thành Tín có chút tức giận nói. Sao vậy? Diệp Phàm ngồi xuống hỏi, trong lòng đã nghĩ đến điều gì đó. Chắc là người này bị chủ tịch trấn làm cho tức giận nên đến đây kể khổ đây. Trấn Hoành Không này là một địa phương rất kỳ lạ. Bí thư đảng ủy trấn là do công ty tập đoàn Hoành Không bổ nhiệm, còn chủ tịch trấn cùng với các cán bộ trực thuộc trong trấn thì lại là huyện Hoàng Cương trực thuộc thành phố Hạng Nam bổ nhiệm và cai quản. Không liên quan gì đến tập đoàn Hoành Không, cái này đã khiến cho bí thư đảng ủy trấn người mà tập đoàn Hoành Không cử xuống vừa không có quyền nhân sự trong trấn cũng không có quyền sở hữu tài sản. Quyền gì cũng không có. Hiển nhiên là một pho tượng Bồ Tát đặt trong miếu của trấn này, trên danh nghĩa thì dễ nghe bí thư đảng ủy trấn, nhưng trên thực tế không là cái gì cả, không tức giận mới lạ. Tuy nhiên, dù là một pho tượng Bồ Tát thì tập đoàn Hoành Không cũng không nỡ buông tay. Dù sao cũng có lúc cần thông báo thông tin. Hơn nữa, trấn Hoành Không lại lớn như vậy, diện tích các vùng khác không bằng một huyện nhỏ phía Nam. Mà tập đoàn Hoành Không lại ở trấn Hoành Không, chắc chắn là có nhiều chuyện phải quan hệ với trấn. Công ty cử người đến đó cũng là vì muốn tranh thủ ít lợi ích cho công ty. Thật tức chết được, chức bí thư này của tôi đến quyền nói cũng không có, vậy còn làm để làm gì? Tống Thành Tín nói. Không để ông nói, nghiêm trọng đến mức ấy sao? Bất kể thế nào thì ông cũng là người đứng đầu trấn Hoành Không này mà. Là người nào mà hống hách đến vậy, hắn ta muốn làm gì? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chính là việc ở Sơn Trang Chu Tước mà bí thư Diệp đang ở. Tống Thành Tín nói. Sơn Trang Chu Tước có chuyện gì, lẽ nào có người không để tôi ở đó sao? Diệp Phàm hỏi, anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng vậy, việc này tôi vừa nhận được thông báo của thị trấn. Nói là quyền tài sản của Sơn Trang Chu Tước là thuộc về trấn Hoành Không. Những ngày này vì để bí thư Diệp có thể sớm chuyển đến đó mà ngày nào cũng có công nhân bận rộn. Trước kia cũng không ai quản việc này, bây giờ vừa nghe nói là bí thư Diệp phải chuyển đến đó ở, không ngờ lại có người nhảy ra tranh giành quyền tài sản. Ở bộ máy lãnh đạo đảng ủy trấn, tôi đã nói lý với họ, nói là Sơn Trang Chu Tước này vốn là nơi ở của Thiếu tướng Vân Hùng của Quốc dân đảng. Sau khi giải phóng thì thu hồi về Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Cương. Chỉ là sau đó Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Cương đã giao Chu Tước Sơn Trang này cho tập đoàn Hoành Không rồi. Quyền tài sản này đã được chuyển cho tập đoàn Hoành Không, sao có thể là trấn Hoành Không được? Tống Thành Tín nói, thật đúng là gan to, không ngờ lại dám cướp đoạt lợi ích của chủ tịch. Hơn nữa, việc này bọn họ cũng không thông báo với chúng tôi, muốn làm gì vậy? Tôi thấy đồng chí Mâu Đại Cơ này có phải là bỗng nhiên phát sốt đến hồ đồ rồi không? Khổng Ý Hùng đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Mâu Đại Cơ là chủ tịch trấn Hoành Không. Chương 2908, đụng phải quỷ rồi. Không sao cả. Diệp Phàm xua tay rồi nói tiếp. Nếu họ đã nói quyền sở hữu tài sản thuộc về trấn Hoành Không, vậy thì mời họ đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu là được rồi. Bọn họ không có. Tống Thành Tín lắc đầu. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Hơn nữa, bọn họ cũng phản bác chúng ta, nói chúng ta mang giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đến. Cái này, tôi vừa hỏi qua bộ phận có liên quan của công ty rồi, nói là không có, Sơn Trang Chu Tước không có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Khi ấy căn nhà ấy vốn là của Vân tướng quân người đã chuyển đến Mỹ. Nhưng lúc đó e là cũng không làm các giấy tờ đại loại như giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Sau đó huyện Hoàng Cương đã cấp nó cho tập đoàn Hoành Không, đoán chừng cũng chỉ nói miệng vài câu là cấp. Mấy chục năm về trước thì làm gì có nhiều quy tắc như vậy. Cái này, bọn họ cũng đều nhận thức được điểm này, nói là lúc đó huyện Hoàng Cương nói là chỉ là cho tập đoàn Hoành Không mượn dùng một thời gian ngắn. Bây giờ bọn họ yêu cầu hoàn trả lại cho trấn Hoành Không. Lẽ nào đến các loại giấy tờ tương tự để chứng minh cũng không có sao? Diệp Phàm hỏi. Không có, tôi đã điều tra qua rồi. Dù là một mảnh giấy nhỏ cũng không có. Thời điểm đó cơ bản là không thịnh hành những cái này. Toàn bộ chỉ nói miệng, cái này thật là có chút khó khăn rồi. Huyện Hoàng Cương đột nhiên lại thay đổi lời nói, chúng tôi thật sự không lấy được chứng cứ nào để chứng minh Sơn Trang Chu Tước này là của công ty chúng ta. Tống Thành Tín lắc đầu nói. Nhưng bọn họ cũng không thể chứng minh, đúng vậy không? Sơn Trang Chu Tước này trên thực tế là của tập đoàn Hoành Không. Năm đó ai sử dụng thì là của người ấy,
trừ phi ai đó có thể mang ra các giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Diệp Phàm nói, nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp. Nhưng mà tôi có chút khó hiểu, trước đây khi không có ai ở thì huyện Hoàng Cương này cũng không có ai để ý tới, tại sao bây giờ vừa nghe thấy tôi muốn chuyển đến là có kẻ đã ra tay rồi? Có phải là trong huyện có vài đồng chí không ưa tôi? Cái này, vừa rồi tôi cũng thăm dò được một số tin đồn, nghe nói có người đã nhắm Thông Thiên Sơn, nói là có thể đầu tư tiền khai thác du lịch. Mà Thông Thiên Sơn lại là của Trấn Hoành không, nếu như lại dựng gần Sơn Trang Chu Tước thì chẳng phải là một chuyện phiền phức sao? Ví dụ, nếu như quy hoạch của bọn họ dính đến Sơn Trang Chu Tước vậy chẳng phải là sẽ qua đây thương lượng với chúng ta sao? Đến lúc đó, e là phải chi một khoản tiền để đoạt lấy. Hơn nữa địa bàn Sơn Trang Chu Tước rộng như vậy, phong cảnh nơi đó cũng đẹp nữa. Lại thêm vào là nơi một vị tướng của Quốc Dân Đảng đã từng sống ở đó, vậy thì nơi đó có thể coi là văn vật rồi. Đến lúc đó, bày ra một số ảnh chụp các loại của vị tướng quân đó, không chừng có thể biến nơi đó thành cảnh điểm du lịch cũng nên. Hơn nữa lại thêm phong cảnh tươi đẹp, ví dụ như Vân tướng quân lúc ở Thông Thiên Sơn đã làm gì, như trừ loạn, những thứ này đều là tư liệu sống tương đối tốt. Bây giờ người ta thích tìm hiểu về chuyện xưa ở phương diện này. Tống Thành Tín nói. Đúng lúc này, Khổng Ý Hùng nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt bực tức đi từ ngoài vào. Không được rồi, bọn họ đang đến gây khó dễ. Đã xảy ra việc gì vậy? Diệp Phàm chau mày. Chủ tịch Trấn Hoành không Mâu Đại Cơ đã cùng với công an và một số nhân viên của Ủy ban Nhân dân chạy thẳng đến Sơn Trang Chu Tước rồi. Có phải là họ đến cưỡng đoạt Sơn Trang Chu Tước? Bí thư Diệp, tôi thấy chúng ta phải nhanh chóng gọi cục trưởng Bao đem một số người qua đó thôi. Nếu không Sơn Trang một khi đã bị bọn họ cưỡng đoạt về thì sau này muốn lấy lại cũng phiền phức. Một số chuyện trước khi không có tài liệu chứng minh, người nào giành được thì là của người đó, khó mà nói. Hơn nữa, những ngày này chúng tôi đã mua rất nhiều đồ đến đó, để bọn họ phá hoại thì thật tiếc. Khổng Ý Hùng nói. Ha ha, không sao đâu. Diệp Phàm xua tay cười. Bọn họ không chiếm được đâu. Bí thư Diệp, tôi lập tức qua đó khuyên nhủ. Không thể để bọn họ làm loạn lên được. Tống Thành Tín đứng dậy nói. Được rồi, như thế này đi, bên cục trưởng Bao, dặn dò họ mấy phút nữa rồi qua đó. Diệp Phàm nói, Khổng Ý Hùng có chút buồn bực, không hiểu là bí thư Diệp đang nghĩ gì mà có vẻ không chút hoảng hốt. Một lát sau cục trưởng Bao đi vào. Bao Nghị, anh cùng mấy người qua đó đem người có ý bừa bãi phá hoại Sơn Trang Chu Tước của công ty chúng ta về đây. Vẻ mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm túc. Tôi lập tức đi ngay. Bao Nghị đứng nghiêm trang nói. Đừng vội, đợi mấy phút nữa rồi qua. Diệp Phàm nói, Bao Nghị vâng lời rồi đi ra ngoài. 5 phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát của Cục Công an Hoành không trực thuộc tập đoàn Hoành không đã tiến thẳng tới Sơn Trang Chu Tước. Khổng Ý Hùng cũng cùng đi với Bao Nghị. Lái nhanh lên một chút, tôi sợ là bí thư Tống không trụ được. Khổng Ý Hùng chỉ về phía trước rồi nói. Đừng vội thế chủ nhiệm Khổng. Chủ tịch Phàm đã dặn là từ từ qua đó, nhưng mà phải tỏ ra có uy thế. Bao Nghị cười nói. Thật ra anh ta cũng không hiểu vì sao mà Diệp Phàm lại dặn dò như vậy, chỉ là Diệp Phàm không nói nên anh ta cũng không dám hỏi. Chỉ cần 7-8 phút là có thể đến được đó, không ngờ lạ dùng đến 10 phút. Nhưng lúc xe dừng ở cửa lớn Sơn Trang Chu Tước, Khổng Ý Hùng vừa xuống xe đã trợn tròn mắt. Bởi vì anh ta thấy một loạt người nằm dưới đất, phải đến 30 người. Mà các vật dụng như xẻng, gậy gộc vốn ở trong tay họ đều đã biến thành mớ lộn xộn bị ném ra xa. Mà hơn chục công an do thị trấn Hoành không cử đến đều nằm trên mặt đất kêu la đau đớn, còn những nhân viên của Ủy ban Nhân dân thị trấn mặt mũi tím tái, bầm dập. Khổng Ý Hùng còn kinh ngạc khi phát hiện ra đến đồng chí Mâu Đại Cơ phó chủ tịch huyện Hoàng Cương kiêm chủ tịch trấn Hoành không lúc này cũng bị người ta lột hết quần áo đem anh ta treo lên cây. Mặt anh ta sưng phù như mặt heo. Anh ta sợ đến mức cứ ngồi trên cây mà hét cứu tôi với. Nhưng lại không dám giãy giụa quá mức, sợ sẽ bị chặt đứt dây. Ha ha ha. Bao Nghị dẫn đầu đi vào vì thế nên tất cả các đồng chí công an đều được một trận cười lớn. Khổng Ý Hùng khá từng trải nên anh ta không dám cười. Trước tiên là chụp ảnh đã sau đó đem những phần tử xấu có ác ý phá hoại tài sản công ty của chúng ta bắt lại. Bao Nghị vung tay lên, sau khi những máy ảnh chụp tanh tách. Những vị công an kia như sói như hổ nhào tới, không niệm tình đến còng tay những người kia lại. Còn chủ tịch Mâu cũng được thả xuống. Chủ tịch Mâu, anh đường đường là chủ tịch thị trấn Hoành không mà làm cái trò gì thế này.
Muốn chơi trò khỏa thân thì đến đường lớn mà chơi, chơi gì ở trên cây thế này? Bao Nghị cười một tiếng rồi ra lệnh cho cấp dưới đến chụp ảnh đồng chí chủ tịch thị trấn không một mảnh vải trên người. Tin rằng ngày mai một khi lên báo thì hoàn toàn có thể đứng trang đầu của nhật báo hạng Nam. Các anh muốn là gì, chúng tôi đến để xem căn nhà của chúng tôi, không ngờ lại bị người xấu đánh đến nông nỗi này. Bọn xấu này chắc chắn là người của công ty các anh, tôi phải đến huyện, đến thành phố để tố cáo các anh, đến công an các anh cũng dám đánh. Các anh to gan lớn mật phải không? Chủ tịch Mưu hiện tại từ trên cây được thả xuống, vừa được thả xuống cái tính khí ngang ngược lại nổi lên. Mùi khai bốc lên từ đâu vậy? Bao Nghị ngửi ngửi rồi cho mày. Cái này, hình như là chủ tịch Mưu tè ra quần rồi. Các cậu ngửi xem, chắc chắn là từ quần của chủ tịch Mưu bốc ra, trong mùi khai này còn rất nặng mùi rượu, nghe nói chủ tịch Mưu là anh hùng tử quốc. Một bữa mà không uống một bát rượu trắng thì không rời khỏi bàn đấy. Một đồng chí công an nói ẩn ý. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mưu đại cơ. Ông ta đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lớn. Nói láo, đâu có mùi khai nào. Tè thì cũng đã tè rồi, cũng không phải là chuyện gì mất mặt cả. Chủ tịch Mưu, có cần phải thay ra cái quần khác không? Chứ quần mà ngấm nước tiểu mặc vào là dễ bị cảm lắm đấy. Thời gian này mà bị cảm thì khó khỏi lắm. Một khi đã bị cảm thì phải mất mười mấy ngày mới khỏi được, vậy thì vất vả đấy. Trong lòng Tống Thành Tín vô cùng khoái chí, anh ta cố tình bước về phía trước giả vờ giả vịt hỏi thăm một cách ân cần. Tống Thành Tín, cậu có phải đang nói tiếng người đấy không? Mưu đại cơ vừa xấu hổ vừa giận dữ, chỉ tay vào Tống Thành Tín rồi hét lên. Nói chuyện với người thì đương nhiên phải dùng tiếng người rồi, chẳng lẽ lại nói với súc sinh à? Anh ta khoái chí đến mức không tả nổi rồi. Trong lòng thầm nghĩ không ngờ ông cũng có ngày hôm nay, đáng đời. Được lắm Tống Thành Tín, đừng cho rằng cậu. Mưu đại cơ vừa bực vừa xấu hổ, cả người nhũn ra rồi ngất xỉu. Nếu không phải là Tống Thành Tín nhanh tay kéo lại thì ông ta đã bị ngã chết rồi. Lão Tống, vừa rồi là chuyện gì vậy? Khổng Ý Hùng lén lút kéo Tống Thành Tín đến bên cạnh hỏi. Đụng quỷ rồi. Tống Thành Tín vẻ mặt sợ hãi nói. Đụng quỷ. Khổng Ý Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời cao rực rỡ, không kìm nổi mà nói. Tôi nói này ông Tống, ông không phát sốt đấy chứ. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì làm gì có quỷ chứ. Thật sự là đụng quỷ rồi. Nghe nói là Sơn Trang Chu Tước này vốn là có quỷ lộng hành. Trước kia là buổi tối, không ngờ bây giờ trời sáng cũng dám dọa người. Xem ra, con quỷ này càng ngày càng lợi hại rồi. Tống Thành Tín vẻ mặt sợ hãi, không giống như đang giả vờ. Tôi thấy ông đúng là chúng ta rồi. Khổng Ý Hùng cho là mình bị chơi xỏ, có chút tức giận nhìn về phía Tống Thành Tín rồi hừ một tiếng. Ông Khổng, tôi không phải là đùa giỡn với anh đâu, thật sự là đụng quỷ rồi. Vừa rồi tôi vội vàng chạy tới nơi này, phát hiện ra Mưu đại cơ mang người theo đang đập cửa chính xông vào. Mà người trông giữ cửa cũng không ngăn cản được bị công an thị trấn đẩy một cái ngã sang bên cạnh. Tuy nhiên ông kia đã giấu chìa khóa đi rồi, vì thế mà Mưu đại cơ lệnh cho người đập cửa sắt. Tôi vừa nhìn thấy thế đã xông đến ngăn cản bọn họ không cho bọn họ vào. Không ngờ Mưu đại cơ cười lạnh một tiếng nói Sơn Trang Chu Tước là của trấn bọn họ, mình muốn đập cửa nhà mình thì có gì vi phạm pháp luật mà không được. Sau đó ông ta sai khiến mấy người kéo tôi sang một bên. Nhưng vào lúc này, Mưu đại cơ và bọn họ có vẻ như bị chúng ta, kêu trời kêu đất. Tôi tận mắt nhìn thấy Mưu đại cơ có vẻ như bị quỷ rút miệng vậy, nói ba, sau đó mặt sưng phù như mặt heo, cuối cùng bay lên, quần áo trên người cũng bị xé sạch. Hơn nữa, bộ quần áo rách nát kia lại được bện thành dây thừng rồi treo Mưu đại cơ lên ngọn cây. Mà những công an ở trấn cũng tương tự, người nào người nấy bị quỷ đánh cho lảo đảo, không lâu sau đó toàn bộ bị ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Anh Khổng, anh nói xem đây không phải là chọc quỷ thì gọi là cái gì? Tống Thành Tín vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy con quỷ kia không đánh ông sao? Khổng Ý Hùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tôi cũng không hiểu, tôi và người canh cửa đều không bị đánh, xem ra con quỷ này là quỷ tốt, đã giúp tập đoàn Hoành Không chúng ta. Tống Thành Tín nói. Chương 2909, luyện công trong bụng mẹ. Con quỷ này không chừng thật sự là đồng chí nào đã chết của tập đoàn Hoành Không biến thành quỷ rồi. Khổng Ý Hùng nói, ra vẻ không tin. Trở về cơ quan, Tống Thành Tín còn báo cáo chuyện đụng quỷ cho Diệp Phàm. Khổng Ý Hùng đứng bên cạnh nói xen vào là không thể nào.
Ha ha, cái này cũng khó nói mà. Những việc mà Mâu Đại Cơ và người của ông ta làm đến quỷ cũng không tha cho bọn họ. Đây là báo ứng đáng đời. Diệp Phàm cười. Trong lòng thầm nghĩ đến kiệt tác của đại hiệp Sa Thiên cao thủ của anh ta, đánh 30 tên đó không tốn chút sức lực nào. Cao thủ thập đẳng mà. Đây là sự khác biệt với người bình thường. Bí thư Diệp, anh thật sự tin cái này sao? Cái này sao có thể? Khổng Ý Hùng nói xong lắc đầu. Anh Khổng, tôi quả thật là nhìn thấy như vậy, tuyệt đối không phát hiện ra bất kỳ người nào đang tác quái. Lúc đó tôi cũng không choáng, nhìn rất rõ ràng. Nếu anh không tin thì đợi một lát nữa sau khi cục trưởng Bao thẩm vấn xong rồi anh hỏi cục trưởng Bao. Tống Thành Tín có chút nóng nảy. Một lát sau, Bao Nghị bước vào. Kết quả báo cáo không ngờ lại không khác gì mấy so với những gì Tống Thành Tín kể. Cục trưởng Bao, thật sự như vậy à, làm sao mà có thể chứ? Khổng Ý Hùng vẫn khó mà tin được chuyện này. Ha ha, trên đời này cái gì mà chẳng có, cái này không ai có thể chứng minh là có quỷ thật hay không, đúng vậy không? Tôi hỏi 30 tên bọn chúng, tên nào cũng hoảng sợ đến mức không ổn rồi. Bao Nghị cười nói. Anh ta còn nháy mắt với Diệp Phàm, bởi vì Bao Nghị cũng là cao thủ ngũ đẳng, đương nhiên cũng biết được chút gì đó, đoán là có cao thủ đã dùng nội công đánh người. Nhưng, Bao Nghị cũng khâm phục sát đất rồi. Chủ tịch Mâu của chúng ta tỉnh lại chưa vậy? Diệp Phàm tỏ vẻ quan tâm hỏi. Sớm đã tỉnh rồi, hơn nữa còn không nghe người ta khuyên, sửng sốt chạy khỏi bệnh viện rồi. Bao Nghị cười nói. Anh cố ý thả ra đúng không? Diệp Phàm cười nói. Bắt ông ta cũng không có ý nghĩa gì, để ông ta đi cầu quân cứu viện là được rồi. Dù sao chuyện này cũng phải giải quyết, chỉ bằng để người đứng sau bọn họ qua đây giải quyết. Bao Nghị nói. Ha ha ha. Đoán là không lâu sau lãnh đạo huyện Hoàng Cương hoặc lãnh đạo thành phố Hạng Nam sẽ ra mặt. Diệp Phàm cười nói. Đó là điều chắc chắn. Bao Nghị cười nói. Diệp Phàm cùng với Bao Nghị đi vào văn phòng. Bí thư Diệp, quả là lợi hại, cao thủ đó là do anh sắp xếp đúng chứ? Bao Nghị vừa vào đến phòng đã nói. Có thể cho tôi gặp vị cao thủ thần bí đó được không, khâm phục sát đất rồi. Ha ha ha, đến lúc cần cho anh gặp thì tự nhiên có thể gặp. Anh đi ra ngoài trước đi, chuẩn bị bọn họ sắp vồ đến rồi. Diệp Phàm cười nói. Sợ cái gì? Trong ánh mắt Bao Nghị hiện lên một tia sắc bén. Sau khi Bao Nghị ra khỏi phòng, Diệp Phàm gọi điện cho Sa Thiên, cười to rồi nói. Trò đùa này của cậu rất huyễn hoặc đấy, làm cho ai nấy đều cho rằng mình đụng quỷ rồi. Đụng quỷ, có ý gì vậy? Sa Thiên hỏi. Cậu ấy à? Mánh khóe của cậu làm chủ tịch Trấn Hoành không chúng tôi sợ tè ra quần rồi, lại còn giả bộ nữa. Diệp Phàm nói. Tôi thật sự không rõ anh Diệp ạ, anh kể cho tôi nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Sa Thiên vội vàng hỏi. Cậu thật sự không biết sao? Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Thật sự không biết là chuyện gì đã xảy ra? Sa Thiên nói, thế là Diệp Phàm kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh ta. Cao thủ à, chí ít cũng cùng đẳng cấp với tôi. Nhưng người này đến ban ngày mà mọi người cũng không nhìn thấy, bình thường mà nói là nằm trên cây. Nhưng có thể vận dụng nội công một cách thành thạo như vậy thì quả thật là lợi hại. Sa Thiên lòng đầy khâm phục nói, sau đó anh ta nói tiếp. Anh Diệp, xin lỗi, hiện tại tôi không ở Sơn Trang Chu Tước. Không sao, cậu có việc đi ra ngoài cũng là bình thường, hơn nữa, tôi lẽ nào lại sợ cái gì hay sao? Diệp Phàm cười nói. Không phải. Là Tuyết Nha gọi tôi quay lại Hồng Diệp bảo, nói là có chuyện cần thương lượng. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi quay về đó. Bây giờ vẫn đang trên đường, sáng nay đi vội quá nên tôi quên mất gọi điện thoại cho anh. Sa Thiên nói. Lạ thật, không phải anh thì rốt cuộc là ai làm? Lẽ nào ở trong Thông Thiên Sơn này có cao thủ sao? Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc, không thể ngờ được đó không phải là Sa Thiên làm. Vậy người kia trở nên thần bí rồi. Tôi đang nghĩ, trước kia Sơn Trang này là của Vân Hùng tướng quân của Quốc Dân Đảng. Sơn Trang này về sau luôn loạn lên chuyện ma quỷ, có khi nào có liên quan đến Vân Hùng không? Quỷ thì chúng ta khẳng định chắc chắn là không có, chắc chắn là có cao nhân nào đó tác quái. Mục đích là không để ai vào Sơn Trang đó. Vậy thì cao nhân này khẳng định là có quan hệ với Vân tướng quân. Sa Thiên phân tích. Xem ra, tối nay tôi chuyển qua đó còn phải làm bạn với quỷ rồi. Diệp Phàm cười nói. Anh cũng phải chú ý một chút, chỉ sợ lúc đang ngủ có kẻ vào đánh lén. Người này bản lĩnh cao thế nào thì không ai dám khẳng định,
tôi thấy tốt nhất vẫn là bảo Bao Nghị sắp xếp mấy công an đứng bên ngoài canh. Chỉ cần nói đứng bắt quỷ là được rồi, nếu không tôi sẽ lập tức quay lại. Sa Thiên nói, ha ha ha, không cần đâu, con quỷ này thường không hại người, chỉ là hù dọa thôi, tôi thực sự muốn gặp anh ta rồi. Diệp Phàm cười, nếu như anh ta lợi hại hơn tôi, vậy thì nhiều nhất cũng chỉ là quăng tôi ra ngoài thôi, sẽ không lấy mạng tôi đâu. Nói cũng phải, vậy thì anh cẩn thận một chút, cũng không biết là Tuyết Nha muốn nói cái gì mà vẻ thần bí như vậy, thật là phiền phức. Sa Thiên nói, phiền phức cái nỗi gì, người ta nhớ cậu rồi, không phải sao? Cậu ý à, phải đối xử tốt với Tuyết Nha đấy, nếu không tôi sẽ không đồng ý đâu. Diệp Phàm cười nói, tôi không trăng hoa như anh đâu. Sa Thiên nói, suýt chút nữa khiến Diệp Phàm nghẹn ngào rồi. Được rồi, được rồi, trong tình cảm cậu một lòng một dạ. Diệp Phàm có chút hậm hực cúp điện thoại, nhưng cũng thầm vui mừng, Sa Thiên đã sôi nổi hơn trước nhiều rồi. Một giờ đồng hồ qua đi, Diệp Phàm không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ Phí Đống, nói. Diệp Phàm, gần đây ta có cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác gì vậy ạ? Người cứ nói ạ. Diệp Phàm nói, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là Phí Đống cảm thấy sắp buông xuôi mọi thứ rồi. Trong lòng không khỏi có chút bi thương, sống chết ông trời đã định, Phí Đống cũng ngoài 100 rồi, phải chết cũng là bình thường. Dù là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi kiếp luân hồi. Có lúc cảm thấy hình như có người tiến vào phòng, nhưng luôn không nhìn rõ người đó. Sau đó ta lại suy nghĩ, có mấy đêm còn ngồi cạnh trông coi, nhưng người đó lại đến rồi. Chỉ có điều giống như một cái bóng, vừa lóe lên rồi chợt tắt. Nhưng ta nói là một loại cảm giác, không phải nói nhìn thấy người đó. Có cảm giác như người đó đang tồn tại nhưng dù ta dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không nhìn thấy. Việc này ta đã nói với Đường Thành. Nó sợ tới mức lập tức tăng cường việc canh giữ phòng Viên Viên, hơn nữa còn cài cả camera nữa. Nhưng những cái đó vẫn không có tác dụng, vẫn là không phát hiện ra điều gì. Tôi đang nghĩ có phải ta già rồi nên có ảo giác không? Bởi vì những người khác không cảm nhận thấy gì, mà bên Viên Viên này một ngày 24 tiếng đều có hai y tá thay phiên nhau trực ban. Ta hỏi qua bọn họ thì họ đều nói không có cảm giác gì cả, họ thấy ta có chút buồn vui thất thường nên cho rằng tôi mắc hội chứng người già gì gì đó. Cái này lẽ nào thật sự là ta già rồi sinh ảo giác? Phí Đống nói làm Diệp Phàm sợ một phen. Hắn ta nói, liệu có phải là cái người hại Viên Viên lẻn vào rồi? Nếu như người đó đột phá tới cảnh giới tiên thiên đại năng giả, đến nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì vậy thì có lẽ chúng ta không thể phát hiện ra hắn. Giống như trước kia cụ tổ Phi Linh đang Tuyết Nha Nha cũng không thể phát hiện ra. Mà con rơi Vương Nam Lăng Hậu của ta trước kia cũng không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Nhưng người đó thật sự tồn tại. Cháu nói xem hắn ta lén lút vào làm gì, ta phát hiện thấy Viên Viên không bị thương chút nào cả. Hơn nữa ta cũng đã kiểm tra qua, dường như cơ thể của Viên Viên còn khỏe mạnh hơn trước. Trước kia cháu nói Viên Viên là cao thủ tứ đẳng, sau này bị hạ xuống nhị đẳng, nhưng hiện tại dùng tin tức tra qua thì phát hiện Viên Viên không ngờ đã phục hồi tứ đẳng rồi. Nhưng Viên Viên vẫn hôn mê bất tỉnh, vốn dĩ dựa vào thời gian thì con của cháu đã chào đời rồi. Mà bác sĩ cũng đang chờ, chuẩn bị xong tất cả rồi. Nhưng dường như bụng của Viên Viên không có động tĩnh gì. Mà hai bào thai đều rất bình thường, nghe bác sĩ nói là đầu chúng đều rất to. Có lúc bào thai còn đạp bụng mẹ như đang luyện công, đến bác sĩ nhìn thấy cũng suýt cười thành tiếng. Nói là con của cháu trời sinh đã là thiên tài luyện võ gì đó. Việc này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, có lẽ là trùng hợp. Phí Đống nói. Diệp Phàm cũng nghe thấy mà nghẹn giọng. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao có thể, lẽ nào đây là bào thai trong bụng mẹ bắt đầu luyện công mà mọi người thường nói, lẽ nào Diệp Phàm nhân phẩm cảm động đến Thượng Đế khiến con của tôi cũng thần bí như thế. Thời gian cũng thật nhanh, liệu có phải là vì cháu và Viên Viên đều luyện công qua vì thế nên đã đẩy lùi thời gian sinh đẻ lại? Diệp Phàm hỏi, có lẽ là không thể, ở thời cổ đại cũng thường xuyên có vợ chồng là cao thủ. Cũng không nghe nói là mang thai quá 10 tháng. Nhiều nhất thì cũng chỉ chậm lại hơn chục ngày thôi, nhưng thời gian vẫn chưa đến, chúng ta tiếp tục chú ý tới là được. Nhưng ta đang nghĩ, nếu như cảm giác của ta không phải là ảo giác, giả thiết có vị cao nhân vụng trộm vào phòng Viên Viên vì tìm cái gì đó. Vậy thì vị cao nhân đó hình như là cũng không có ác ý với Viên Viên, vì thế cháu cũng không cần lo lắng quá làm gì. Nếu như hắn ta muốn hại Viên Viên thì sớm đã ra tay rồi.
hà tất phải đợi đến giờ vẫn chưa ra tay, phải vậy không? Phí Đống an ủi Diệp Phàm. Liệu có phải có âm mưu, mưu tính gì đó với con của cháu không? Sau này ép cháu phải giao hộp thần bí ra. Ví dụ như làm con cháu ở trong bụng mẹ mắc phải bệnh gì đó không chữa được, chỉ có hắn ta mới có cách chữa trị, vậy thì cháu sẽ bị chi phối rồi. Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng. Vậy sao không bày mưu trực tiếp với cháu không phải sẽ càng hiệu quả hơn sao? Cái này không thể nào đâu. Phí Đống phủ định. Cũng phải, hà tất phải hao tâm tổn sức đến vậy. Cái này có gì khác biệt với cởi quần đi tiểu không? Trong lòng Diệp Phàm cũng gật đầu đồng ý với Phí Đống. Chúng ta từ từ quan sát, nếu như thật sự có cao thủ công lực cao, chúng ta cũng không có sức ngăn cản, chỉ có thể yên lặng dõi theo thôi. Phí Đống nói. Vâng, chỉ có thể như vậy thôi. Cháu sẽ tranh thủ về một chuyến dùng đôi mắt ưng đặc biệt của mình để phân tích một chút. Còn nữa, Sa Thiên cũng sắp về tới nơi rồi, cháu sẽ bảo cậu ta và Tuyết Hồng tăng cường trực ban, chỉ có thể vất vả hai người họ chút. Diệp Phàm thở dài, trong lòng có chút buồn bực. Thanh Sơn bọn họ xuất phát rồi. Phí Đống nói. Chương 2910, tìm đến tận cửa rồi. Không phải là nói là xuất phát rồi sao ạ? Sao bây giờ mới xuất phát? Diệp Phàm hỏi. Bộ đội bí mật quốc gia sớm đã cử các phân đội nhỏ đi tìm hoang đảo mà cháu nói, nghe nói là đã có manh mối rồi. Cho nên Thanh Sơn bọn họ là đội thứ hai tiếp tục, đội đầu tiên chỉ là phụ trách lục soát, bọn họ đều là cao thủ ở phương diện này, đã mang đủ dụng cụ và một số thiết bị đi rồi. Lãnh đạo các cháu đã tuyển chọn cao thủ đi cùng với Thanh Sơn, hình như là tướng quân Tây Môn Đông Hồng phụ trách việc này. Vốn là ta cũng muốn đi xem, chỉ là đôi chân này vẫn không nhanh nhẹn. Hiện tại mặc dù nói là đã ăn xà bảo của cháu, ổn hơn rồi nhưng vẫn không đi lại bình thường được. Đôi chân tàn phế mà đi thì chỉ càng làm họ thêm phiền phức. Mà bên Viên Viên ta cũng không yên lòng. Phí Đống nói. Ông Lý hiện tại bệnh tình thế nào rồi ạ? Diệp Phàm có chút lo lắng. Ông ta vẫn đang gắng gượng, nghe Đường Thành nói vậy, nói là ông Lý thật ra sắp không ổn rồi, chỉ là vẫn cố gắng gượng. Ông Lý muốn hiểu hòn đảo hoang kia rốt cuộc là thế nào. Nói là việc này không giải quyết ông ta không thể chết được. Nếu không, chết không nhắm mắt. Phí Đống thổn thức nói. Diệp Phàm đau khổ kêu lên một tiếng, trong lòng rất buồn khổ. Lý Khiếu Phong một đời vì nước, nhưng đến cuối cùng không thoát khỏi cái chết. Không đến hai tiếng đồng hồ sau, cửa ngoài của Tổng bộ Tập đoàn Hoành Không đột nhiên có tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng rồi kéo bức rèm ra. Phát hiện thấy có rất nhiều xe cảnh sát đang ở trước cổng lớn. Nhưng đã bị cấp dưới của Bao Nghị chặn lại rồi. Cửa lớn đột nhiên rùm beng lên. Bí thư Diệp, đồng chí Chu Nhất Đán chủ tịch huyện Hoàng Cương đem theo Cục trưởng Cục Công an huyện và một số công an, còn có một số cán bộ ủy ban nhân dân huyện đến làm tắc nghẽn cửa lớn ở tập đoàn chúng ta. Họ làm ầm ĩ rồi đòi bí thư ra nói chuyện. Bao Nghị báo cáo. Gọi bọn họ vào. Diệp Phàm nói. Bọn họ không chịu vào. Nói là bảo chủ tịch ra đàm phán. Bao Nghị nói. Còn đàm phán, làm trò gì vậy? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Không vào thì mặc kệ họ đi, lẽ nào họ thật sự dám làm sằng bậy hay sao? Bọn họ đang kêu ầm ĩ nói là chủ tịch có gan thì đi ra mà không có thì ở nhà ôm vợ. Bao Nghị nói. Ha ha ha, tôi phải ra thật rồi, nếu không sẽ thành con rùa rụt cổ mất. Được, tôi lập tức qua. Diệp Phàm sửng sốt, cười ra tiếng. Tôi đã điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát đến rồi, nếu bọn họ dám tiến tới thì tôi sẽ ra tay. Đã lâu không giãn gân quyền cước rồi, đánh một trận sảng khoái cũng thoải mái. Bao Nghị cười nói. Anh cũng hiếu chiến gớm nhỉ, nhưng mà đối với lãnh đạo huyện Hoàng Cương chúng ta thì không thể dùng nắm đấm được rồi. Diệp Phàm cười đặt điện thoại xuống. Anh ta chỉnh lại quần áo rồi bước xuống lầu, muốn xem bọn chúng có dám ra tay cướp người không. Giỏi lắm, cục diện cũng không nhỏ. Hơn 20 cảnh sát cầm theo hơn chục tay súng, còn có 10 người đoán là nhân viên cán bộ của huyện Hoàng Cương. Xem ra tình thế này nếu thật sự không giao người ra thì sẽ cướp người rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu, mượn 1.000 lá gan của Chủ tịch Chu và cục trưởng cái cũng không dám ra tay. Cấp bậc của cảnh sát Hoành không còn cao hơn nhiều so với chúng, còn muốn luận về cấp bậc thì Bao Nghị còn là phó giám đốc sở của tỉnh. Cái phi ngoại mang cái nhãn phó cục trưởng. Làm bộ dạng như vậy chẳng qua là muốn tạo thanh thế hù dọa người dân thôi. Còn chủ tịch Mâu mặt mũi bầm dập,
dán mác chó má đang đứng bên cạnh chủ tịch huyện chỉ trỏ, dùng cái lưỡi lém lỉnh của hắn tận dụng hết công suất để đổ thêm dầu vào lửa. Chủ tịch Diệp, các anh tùy tiện bắt người cũng thật quá mức. Nhân viên của Ủy ban Nhân dân thị trấn Hoành Không và công an phạm pháp rồi, họ đang thi hành luật pháp, các anh là có ý gì vậy? Ha ha, tùy tiện bắt người, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn chủ tịch Chu, nhìn chăm chú người này cũng có chút run lên, đến mặt cũng có chút đỏ ửng. Cái này tự nhiên là biểu hiện chột dạ. Người bị các anh đánh rồi, bắt rồi giờ còn hỏi tôi, chủ tịch Diệp, anh còn giả ngu, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ. Chủ tịch Chu nói, ha ha, Diệp Phàm khoanh tay nói, tôi thực sự không rõ, cục trưởng Bao, mời anh lại đây một chút, đem sự việc kể lại rõ ràng. Nếu không thì chủ tịch Chu của chúng ta e là sẽ đập phá công ty chúng ta đấy. Nghe nói là cửa nhà tôi cũng bị họ đập phá rồi. Cái này anh phải nói cho rõ ràng, đáng trừng phạt thì nhất định phải nghiêm trị, không thể vì họ là người mà chủ tịch thị trấn Hoành Không dẫn đến mà có thể tự ý làm bậy được. Báo cáo có Bao nghỉ. Anh ta từ trong chạy lại, mặc bộ trang phục chính thức, vai có gắn ngôi sao, mấy tên cảnh sát hò hét của huyện Hoàng Cường vừa nhìn thấy Bao nghỉ cấp bậc như vợ ủy, tất cả đều im lặng. Những đồng chí này quả là có nhận thức, bất giác lùi về phía sau 3-4 bước để nhường lại cho công an. Những nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Cương cũng lùi lại một bước. Xem ra bọn họ đều rút về phía sau, ban đầu chủ tịch Tước, cục trưởng cái còn cùng người của họ đứng một chỗ. Chỉ là bọn họ đứng phía trước, các đồng chí phía sau đều triển khai thành hàng khiến người ta cảm thấy hùng mạnh. Nhưng những đồng chí đó lùi sau 3-4 bước, tạo khoảng cách với ba người chủ tịch Tước. Chủ tịch Mâu và cục trưởng cái, ba người này đứng ở đầu như ba con ngỗng ngẩn ngơ. Cái phi tức giận đến ngoảnh đầu lại ánh mắt quét một lượt cấp dưới không hăng hái, nhưng cục trưởng Bao nghị của chúng ta càng khí thế, sau khi anh ta hành lễ với chủ tịch Diệp đã bước một bước dài tới trước mặt cái phi, hai con mắt đầy sát khí nhìn cái phi chằm chằm. Các cảnh sát phía sau vừa nhìn thấy người ta cấp bậc thứ ba đứng trước mặt cục trưởng cái, trong lòng người nào người nấy run sợ, cho nên không có đồng chí nào can đảm tiến lên phía trước vì cục trưởng cái. Vì thế mà ba người cái phi vẫn hoàn ba, những nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện vốn là muốn tiến lên để trợ uy cho chủ tịch huyện nhưng vừa nhìn thấy cảnh sát đã không còn động tĩnh gì. Cảnh sát cấp bậc này cũng chỉ là cấp dưới của chủ tịch Diệp, vậy thì thân phận của chủ tịch Diệp chẳng phải là cao đến mức dọa người hay sao? Vì thế đến mấy chục người của Ủy ban Nhân dân huyện cũng án binh bất động, không dám tiến về phía trước. Cục trưởng cái, anh đem nhiều cảnh sát thế này đến để làm tắc nghẽn cửa của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Không biết đây là hành vi vi phạm sao? Việc này nói nhỏ thì là gây chuyện, nói lớn một chút thì là chủ tịch Chu và cái phi cầm đầu đến gây rối. Tập đoàn Hoành Không là đơn vị như thế nào anh không rõ sao? Cán bộ ở đây đều là do ban tổ chức tỉnh ủy khảo hạch bổ nhiệm đấy, giống như chủ tịch Diệp thì phải là ban tổ chức trung ương mới có thể bổ nhiệm được. Còn Bao nghị tôi hình như cũng là phó giám đốc sở tỉnh, tôi chỉ là cấp dưới của chủ tịch Diệp. Cục trưởng cái, anh phải nghĩ cho kỹ đấy. Làm như vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Bao nghị lớn tiếng dọa người, lấy cấp bậc đến chấn áp đối phương. Sau đó, anh ta nhíu mày, đột nhiên cất cao giọng nói. Tôi với tư cách là phó giám đốc sở tỉnh ra lệnh cho toàn thể nhân viên cán bộ, công an cục công an huyện Hoàng Cương lập tức lui lại 50 mét. Đồng chí nào không nghe lệnh sẽ bị kỷ luật, bao gồm cả đồng chí cái phi. Giọng Bao nghị phát ra như sét đánh. Những tên cảnh sát kia nhìn nhau. Nhưng tạm thời không ai lùi bước. Bởi vì họ sợ chủ tịch Chu về sau sẽ tính sổ. Thật ra chân họ đều mềm nhũn ra rồi. Chỉ là gượng chống đỡ thôi. Giám đốc Bao, hình như chức giám đốc sở như anh không thể nào mà quản được việc. Nghe nói công an chấp hành cũng là chuẩn quân sự hóa quản lý. Quân lệnh như núi, xem ra lệnh của giám đốc Bao không có tác dụng gì rồi. Diệp Phàm ở bên cạnh nói hàm ý. Tôi đếm đến 5. Người nào không lùi bước thì bị coi như cố tình gây rối, công kích lãnh đạo Hoành Không, nhiễu loạn công việc thường ngày của tập đoàn Hoành Không, bắt tất cả lại. Bao nghị nói một cách dứt khoát cũng không quay đầu lại trực tiếp ra lệnh cho công an của Hoành Không. 1, 2. Đếm đến 2, cái miệng của cái phi lên tiếng. Không phải sợ, chúng ta có lý, là phó giám đốc sở thì cũng phải nói lý. Hơn nữa, chức vụ chủ yếu của anh ta là ở tập đoàn Hoành Không, giám đốc sở chỉ là chức treo thôi. Cái phi nói. 4. Bao nghị không để ý đến hắn mà tiếp tục đếm. 5 vừa từ miệng đi ra rồi, dầm một âm thanh vang lên,
hai chục người của Cục Công an Hoàn Cương tất cả đồng loạt lùi về phía sau. Mà các nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện cũng bị chen lấn đến rút lui, cứ như vậy một đoàn người rút lui về phía sau 50 mét, vừa đúng phạm vi mà Bao Nghị ra lệnh. Cái Phi miệng run rẩy, sắc mặt Chủ tịch Chu càng ngày càng khó coi, sắp biến thành màu trái cà. Còn khuôn mặt của Chủ tịch Mâu lúc này lại trắng bệch ra. Ba người dựa vào nhau, bởi vì nếu không dựa vào nhau một chút thì sợ không đứng nổi mà ngã xuống, vậy thì mặt kia không biết giấu đi đâu rồi. Lũ hèn nhát các người, khốn kiếp. Cái Phi tức mình quay đầu nhìn chằm chằm vào cấp dưới rồi chửi. Nhưng cấp dưới bọn họ chỉ khó chịu chứ không ai dám tiến lên một bước. Điều này nói lên rằng chức phó giám đốc sở làm sao mà có thể treo được. Người ta mặc dù là treo danh nhưng muốn giải quyết Cục Công an Hoàng Cường bé nhỏ như này lẽ nào không có cách, lời cục trưởng cái như anh nói ra toàn bộ là nói láo. Chủ tịch Chu, cục trưởng cái, các anh không quản lý cấp dưới cho tốt, không ngờ lại dám đến tập đoàn Hoành không gây sự, các anh có biết tính nghiêm trọng của sự việc lần này không? Chủ tịch Mâu của trấn Hoành không các anh đem công an, còn có một số đồng chí của Ủy ban Nhân thị trấn, cả thảy là 30 người dữ tợn xông vào Sơn Trang Chu Tước. Kết quả thế nào, toàn bộ đụng phải quỷ rồi. Cửa Sơn Trang có thể đập loạn sao? Sơn Trang Chu Tước hiện là nhà của Chủ tịch Diệp, các anh đập cửa Sơn Trang chính là đập cửa nhà Chủ tịch Diệp. Không thể tưởng tượng nổi, các anh đây là hành động gì vậy, không ngờ còn dám vác mặt đến đây gây chuyện. Các anh định làm gì, muốn cướp người có phải không? Muốn cướp thì tới đi, người của các anh đều ở trong phòng thẩm vấn của chúng tôi rồi. Bao Nghị vẻ mặt nghiêm túc nói. Đụng quỷ. Cục trưởng Bao, lời nói ngu ngốc này mà anh cũng nói ra được sao? Giữa thanh thiên bạch nhật thì lấy đâu ra quỷ? Rõ ràng là các anh cử người đến âm thầm ra tay sát hại người của chúng tôi, Sơn Trang Chu Tước này là tài sản của trấn Hoành không chúng tôi đến Sơn Trang của mình các anh lại cố tình cử người đến ngăn cản. Chúng tôi mở cửa nhà mình thì phạm pháp thế nào? Chủ tịch Chu vẫn chưa mềm nhũn chân tay sao mà còn có thể nói ra những lời này, không đủ sức lực rồi. Chương 2911, cuốn gói chuồn mất. Trò đùa sao, ra tay âm thầm, anh nhìn thấy các đồng chí của chúng tôi âm thầm ra tay với anh rồi à? Chủ tịch Chu, nói gì thì cũng phải mang bằng chứng ra. Không có chứng cứ thì tất cả chỉ là vô tội. Mà vô tội cũng là phạm tội, cấp dưới của các anh cũng quá kiêu ngạo rồi, theo điều lệ quản lý trật tự trị an thì toàn bộ phải bị giam 15 ngày, hơn nữa còn bị phạt tiền. Tôi hy vọng anh nhận thức được tổng thể. Lập tức đưa người về. Nếu không chúng tôi không thể không dựa theo luật lệ quản lý trật tự trị an, đến các anh cũng bị xử đấy. Bao Nghị nói. Cục trưởng Bao, dù là một số đồng chí của trấn Hoành không có phạm tội gì thì cũng do cơ quan công an huyện Hoàng Cương chúng tôi xử lý, từ lúc nào mà tới lượt cục công an của tập đoàn Hoành không các anh xử lý vậy. Tôi hy vọng anh có thể nhìn nhận rõ sự thật, giao bọn họ cho chúng tôi. Cái Phi tìm lý do để nói. Đồng chí Cái Phi. Anh có lẽ là đã quên một chuyện, nếu như việc xảy ra ở trấn Hoành không các anh thì đương nhiên là do cơ quan công an nơi các anh xử lý. Nhưng mà bọn họ công kích vào nơi ở của chủ tịch tập đoàn Hoành không chúng tôi. Phá hoại tài sản của công ty, lẽ nào cục công an Hoành không chúng tôi đứng chứng kiến cảnh công ty bị đập rồi ngồi xổm một bên nhìn sao? Vậy thì tỉnh kêu chúng tôi xuống làm gì, gọi chúng tôi xuống là vì bảo vệ tài sản của tập đoàn Hoành không không bị xâm phạm, hơn 10.000 cán bộ công nhân của Hoành không không bị thương tổn. Việc này xảy ra ở tập đoàn Hoành không chúng tôi ra mặt xử lý là hoàn toàn chính đáng. Bao Nghị lấn áp. Hừ, hành vi này của các anh tôi sẽ tố cáo lên lãnh đạo cấp trên. Chúng ta đi. Chủ tịch Chu thấy tình hình không ổn, hơn nữa cứ đứng ở đây mà tranh cãi thì càng mất mặt, nên tức giận văng một câu rồi đi, Cái Phi nhìn thấy cũng chạy sát theo sau. Một trận thủy triều lớn trong nửa phút đã rút lui toàn bộ. Lúc đến khí thế như hồng hộc, lúc đi như chó nhà có tang. Hàng trăm công nhân của tập đoàn Hoành không chạy đến vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bí thư Diệp khí thế oai hùng. Cục trưởng Bao thật uy phong, lợi hại. Ha ha ha, giải tán thôi, đừng làm loạn nữa, lại có người bảo Bao Nghị tôi là thế này thế nọ. Bao Nghị dáng vẻ như tướng quân, xua xua tay. Màn kịch khôi hài này không đến 5 phút thì được đóng màn, Diệp Phàm cảm thấy nhạt nhẽo, đấu với những người này có chút hơi mất thân phận. Bọn người kia đúng là những kẻ ngu không chịu được. Trịnh Nhất Thiên sau khi cúp điện thoại tức đến độ đập tay xuống ghế. Nhưng anh ta lập tức phản ứng lại, chỗ này là văn phòng của cái lão hổ. Anh ta ngại ngùng nhìn cái lão hổ rồi nói. Xin lỗi, tôi đã chọc giận anh rồi.
anh còn cho rằng người của huyện Hoàng Cương có thể làm được chuyện gì sao? Bọn họ đấu với Diệp Phàm thế nào được, không cùng cấp bậc, đẳng cấp khác biệt quá lớn, người ta chụp mũ một cái là có thể dọa bọn họ tè ra quần. Cái lão hổ nói thản nhiên như có vẻ đã sớm biết kết quả rồi. Bí thư cái nói rất đúng, chủ tịch Chu cũng chỉ là một cục trưởng, còn cái phi cũng không kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Một trưởng phòng đấu với một phó giám đốc sở, đấu không nổi. Lần này mù quáng đi e là những tên đó muốn đòi lại chút mặt mũi, không ngờ là còn mất mặt hơn. Các anh xem đồng chí Lưu Tiêu Thành số một Hoàng Cương người ta ngồi đó thả lưỡi câu bình thản. Người ta sớm đã biết rằng chủ tịch Chu sẽ xám xịt trở về, nên tự mình không đi chuốc rắc rối. Cái này gọi là gì, chính là con mắt lãnh đạo. Con mắt của Chu Nhất Đán vẫn còn kém một chút. Tăng Vân Nhàn miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ra vẻ như bậc thầy uyên thâm phủi mông một cái. Sớm biết trước thì tôi trực tiếp xuống là được rồi, tôi xem bao nghị anh ta dám làm gì. Trịnh Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng. Anh đi có tác dụng sao? Cái lão hổ cũng hừ lạnh một tiếng. Có tác dụng hay không cũng mạnh hơn đồ hèn nhát cái phi. Trịnh Nhất Thiên không biết lượng sức, anh ta là phó giám đốc sở, bao nghị cũng là phó giám đốc sở. Người ta còn kiêm phó giám đốc sở tỉnh, chức bí thư đảng ủy công an thành phố hạng nam như anh vẫn phải gọi người ta một tiếng lãnh đạo. Hay là dặn bọn họ đem chuyện này nói lên trên. Tác dụng không lớn lắm nhưng chí ít có thể gây sức ép với tên họ Diệp kia. Nếu làm lớn, không chừng tỉnh sẽ cử tổ điều tra xuống. Vậy thì những người dính líu đến e là tương đối nhiều đấy. Đồn công an Trấn Hoành Không và nhân viên của Ủy ban Nhân dân Trấn đã bị tập đoàn Hoành Không tận diệt rồi. Người ta còn khai triển công việc thế nào, nếu lúc này trong Trấn xảy ra nhiễu loạn, vậy thì Diệp Phàm cũng không thoát khỏi bị liên can. Tăng Vân Nhàn cười nói. Đúng là diệu kế, chỉ bằng chúng ta ở Trấn làm chút chuyện. Đến lúc đó, đồn công an Trấn rỗng tuếch, ủy ban nhân dân Trấn lại không có ai. Trận này nhất định phải chơi rồi, nghe nói người đầu đường xó chợ ở Trấn Hoành Không này không ít, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm thì có người không thoát nổi rồi. Trịnh Nhất Thiên nói. Ha ha, cái lão hổ chỉ cười chứ không nói gì, khiến Tăng Vân Nhàn và Trịnh Nhất Thiên đoán không ra tâm tư của lão cáo giả này. Thật ra, những việc này không cần các anh ra mặt. Không cần chúng tôi ra mặt, nhưng tên ngốc Chu Nhất Đán kia thì có thể nghĩ ra cái gì? Tăng Vân Nhàn nói. Các anh ấy à, có lúc thiếu suy nghĩ. Việc này đều xảy ra rồi, lẽ nào bí thư Lưu Tiêu Thành số 1 Hoàng Cương ngồi yên được sao? Người ta đã không động tới thì thôi, một khi động đến thì khiến thỏ cũng phải chạy, các anh đừng có coi thường Lưu Tiêu Thành. Người này lòng dạ thâm hiểm. Cái Thiệu Trung tôi đây có lúc cũng rất khâm phục anh ta. Cái Thiệu Trung đánh giá rất cao Lưu Tiêu Thành. Đúng, Lưu Tiêu Thành từ trước tới giờ chưa hề ra mặt. Nhưng hình như huyện Hoàng Cương cũng bị anh ta trị cho phải nể phục đấy. Không thủ đoạn, không quyết đoán thì không thể nào không lên tiếng mà nắm toàn cục diện được. Trịnh Nhất Thiên gật đầu nói. Người này là từ tỉnh xuống, nghe nói ở tỉnh cũng rất có tiếng. Nếu không cũng không thể từ cục phó phòng nghiên cứu chính sách mà được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy Hoàng Cương được. Thường thì đồng chí ở phòng nghiên cứu chính sách của tỉnh xuống đây, đừng nói là cấp cục phó, có thể làm tới chức phó chủ tịch thường trực huyện là đã giỏi lắm rồi, một bước lên đến bí thư huyện ủy, người đứng sau mà không vững thì bản thân làm sao có thể vững mạnh được. Nhưng không hiểu người đứng đằng sau anh ta rốt cuộc là ai. Tăng Vân Nhàn nói, liếc nhìn cái lão hổ. Anh ta cho rằng việc này cái lão hổ chắc là biết rõ, có thể là sau khi Lưu Tiêu Thành xuống có người đã ra hiệu ngầm cho cái lão hổ. Nhưng cái lão hổ lại lắc đầu nói. Việc này tôi cũng không rõ, từ trước tới giờ không ai nói qua. Lúc trước cũng thăm dò anh ta vài lần nhưng miệng của anh ta như được đúc bằng đồng vậy. Mà tôi cũng đã từng ra tay một hai lần chèn ép một chút. Nhưng đều bị anh ta hóa giải một cách khéo léo. Nói ra trong lòng tôi còn chút bực mình. Không ngờ lại không trị được một bí thư huyện ủy cấp dưới. Nhưng người này cũng không làm cái gì khác người, hơn nữa tỏ vẻ rất tôn kính với tôi, vì thế nên về sau tôi cũng nhắm mắt cho qua, bình an vô sự mà. Người đứng sau thì chắc chắn có, chỉ không biết là ai thôi. Nhưng lần này Lưu Tiêu Thành có lẽ là ngồi không yên rồi. Chỉ cần anh ta ngồi không yên thì sẽ ra tay. Nhưng địa vị, thân phận của Diệp Phàm cũng bày ở đó, nếu muốn áp chế anh ra, trừ phi là đồng chí trong tỉnh ra tay. Lần này không chừng còn có kịch hay để xem cũng nên. Tăng Vân Nhàn hào hứng nói. Các anh ấy à, chỉ thích xem kịch thôi. Cái lão hổ cười nói. Đúng vậy bí thư cái.
Tên Lam Tồn Quân thật đúng là rất để bụng, không ngờ lại đề nghị cục tài chính thành phố rót xuống cho tập đoàn Hoành Không 80 triệu. Ý gì vậy, cục tài chính thành phố chứ đâu phải là cơ quan từ thiện, anh ta dựa vào gì mà đem tiền của chúng ta nhét vào túi áo Hoành Không? Thật là quá đáng mà. Tăng Vân Nhàn nói. Anh ta nói ra thì có cái tác dụng gì, khoản tiền lớn như vậy, đến lúc đó bí thư cái chỉ cần một câu nói là có thể phủ định đi rồi. Trịnh Nhất Thiên cười nói. Ha ha, phủ định cái gì? Lần này không những không thể không đồng ý mà còn phải hỗ trợ anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ cái lão hổ lại nói như vậy khiến cho hai người họ sững sờ, vẻ mặt mơ hồ nhìn cái lão hổ. Cái này, bí thư cái này. Trịnh Nhất Thiên không nhịn nổi nói. Không cần hỏi vì sao, nói thật ra thì trước đây tập đoàn Hoành Không cũng đã cống hiến nhiều cho thành phố chúng ta. Không cần nói những cái khác, cửa ải tạm thời chúng ta phải chia tay giúp đỡ một chút. Nếu như Hoành Không sụp đổ, vậy thì di chứng còn để lại quả là không ít. Ví dụ như vấn đề thất nghiệp của hơn 10.000 công nhân, còn có tiền nợ 100 triệu. Đến lúc đó, bọn họ thật sự sụp đổ rồi, thành phố Hạng Nam chúng ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Chẳng những phải lo cho hơn 10.000 cán bộ công nhân viên mà e là tỉnh còn phải nặn ra một khoản tiền để giải quyết sự việc nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ tình hình càng tồi tệ hơn. Vì thế phải kéo họ lên trước đã, đừng lập tức bắt người ta tắt thở. Chúng ta có thể kéo dài đến đâu hay đến đó, dù sao mấy năm nay chúng ta cũng không bỏ tiền ra, lần này bỏ 80 triệu đi. Coi như là làm việc thiện tích đức. Cái lão hổ cười tủm tỉm nói. Cái lão hổ đổi tính đổi nết rồi. Trong lòng hai người kia thầm nghĩ. Đồng chí của huyện Hoàng Cương vừa đi không lâu thì Khổng Ý Hùng vào nói là có một vị khách tên là Điền Nhất Đao từ cảng Cửu đến, Diệp Phàm gật đầu kêu anh ta vào. Mấy ngày này, Điền Nhất Đao có vẻ gầy hẳn đi, sắc mặt có chút xanh xao, tinh thần càng tệ hại, lúc đi đường lại có cảm giác như đi trên mây. Làm sao vậy chủ tịch Điền, xem ra sắc mặt không được tốt. Diệp Phàm biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Ôi, chủ tịch Diệp. Anh giúp tôi liên lạc với Lang Tư lệnh đi. Điền Nhất Đao ngồi xuống ghế nói. Liên hệ với anh ta, anh nghĩ là có thể à? Cái này anh phải nghĩ cho kỹ đấy. Nghe nói kỷ luật của đội thần bí đó rất nghiêm. Đến lúc đó hối hận là không thể rút lui được đâu. Cái này đối với anh mà nói là việc trọng đại cả đời đấy. Qua loa đại khái là không được đâu, với tư cách là bạn bè, tôi khuyên anh phải suy nghĩ kỹ rồi hắn quyết định. Diệp Phàm còn giả vờ giả vịt khuyên anh ta một hồi. Trong lòng tự nhủ, anh có thể chạy thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn chúng ta sao? Sớm đã nghĩ tới rồi, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu như không gia nhập thì nội công của tôi sẽ tiêu đời. Hơn nữa, nghe cao nhân nói là nếu không kịp thời điều trị thì không những nội công không còn nữa mà rất có thể cuối cùng đến tính mạng cũng không giữ được. Không phải chỉ là gia nhập đội ngũ thần bí thôi sao? Nghe nói công tác quản lý đội viên đội ngũ đó cũng khá thoải mái đấy. Điền Nhất Đao tôi vẫn có thể làm công việc mà mình thích. Nhiều nhất là thỉnh thoảng nhiệt huyết một chút mạo hiểm tính mạng. Dù sao tôi cũng nghĩ thông rồi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Thỉnh thoảng khuấy động một chút cũng thú vị. Và lại dù sao cũng là chết, chỉ bằng chết oanh liệt một chút. Điền Nhất Đao không ngờ lại có khí thế như vậy. Chương 2912, anh còn độc hơn cả Ngũ Độc Giáo đấy Diệp Phàm ạ. Thật sự đã quyết định rồi sao? Diệp Phàm xác nhận lại một lần nữa. Quyết định rồi, Điền Nhất Đao tôi dù sao cũng là một người đàn ông, lời đã nói như bát nước đã hắt đi, không thể thay đổi. Điền Nhất Đao nói. Được rồi, cái này tôi liên lạc với Tư lệnh Lang là được rồi. Tôi đã cho anh số điện thoại rồi đúng không? Diệp Phàm bắt đầu lên tiếng đòi quyền lợi. Tôi đã gọi rồi nhưng mà không ai bắt máy. Điền Nhất Đao có chút buồn bực nói. Quái, sao lại không có người? Diệp Phàm bộ dạng có chút kinh ngạc, nghĩ một lát rồi nói tiếp. Có lẽ là vậy, Tư lệnh Lang là một người rất kỳ lạ, thường không nghe điện thoại của người lạ. Hơn nữa việc của anh lớn như thế này thì có lẽ đích thân tôi phải đi một chuyến. Nếu không Tư lệnh Lang sẽ không coi ra gì rồi lại lỡ dở của anh ra. Đúng vậy, tôi sao có thể trì hoãn được? Chủ tịch Diệp, chúng ta khẩn trương đi đi. Điền Nhất Đao vội vã nói. Việc này, ôi, công ty của tôi nhiều việc quá, tạm thời thì không có cách nào mà đi được. Anh có lẽ không biết đấy chứ, chức chủ tịch này của tôi nhiều lúc cũng ngột ngạt lắm. Trước kia ban bảo vệ vũ trang trực thuộc công ty chúng tôi cũng bỏ chạy rồi. Hiện giờ đổi thành cục công an thuộc công an tỉnh.
mà xe của các đồng chí ban bảo vệ vũ trang dùng trước kia đều là xe trong quân đội, hơn nữa họ cũng mang đi rồi. Công ty chúng tôi hiện giờ đến một chiếc xe cảnh sát cũng không có. Nếu như đột nhiên xảy ra chuyện gì thì cũng không thể để họ đi xe của công ty đi bắt người xấu được. Việc này phải giải quyết xong trước đã, giám đốc Bao cũng thúc giục vài lần rồi. Chủ tịch như tôi đây cũng không còn mặt mũi nào nữa. Diệp Phàm cố tình thở dài, còn nhíu mày. Điền Nhất Đao là một người thông minh, nhưng anh ta có chút không hiểu hỏi. Hình như tôi đã nhìn thấy xe cảnh sát của công ty anh ở trên sân cỏ, có những mấy chiếc cơ, lẽ nào cục công an tập đoàn Hoành không có những trăm người hay sao? Cái kia là sở cho chúng tôi mượn dùng tạm thời, hạn cho chúng tôi một tháng phải hoàn trả lại. Không tin anh đi xem, chiếc xe cảnh sát kia còn có chữ của sở nữa. Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, Bao Nghị ở phòng ngoài la hét lên cần xe cảnh sát. Tôi nói anh có trước có sau không vậy, đi ra ngoài cho tôi. Còn chưa đến một tháng, anh la hét cái gì? Diệp Phàm kéo cửa đến phập một cái. Chủ tịch Diệp, không thể để chúng tôi đi xe đạp đi phá án đúng chứ? Anh xem sáng nay còn gây sức ép được, nếu như lại xảy ra những chuyện tương tự thì phải làm sao? Đó là phá chỗ ở của anh đấy, đến lúc đó thật sự bị phá rồi thì anh lại phê bình tôi, phải vậy không? Bao Nghị vẻ mặt nghiêm túc hành lễ. Được rồi, anh cứ ra ngoài trước, tôi đang nghĩ cách. Thành phố Hạng Nam không phải là đã nói quyên tặng chúng ta mấy chiếc sao? Diệp Phàm nói. Đợi xe cảnh sát của họ biết đến đời nào. Bao Nghị nói. Tôi đại diện cho mì đao tước Điền thì quyên tặng các anh 5 chiếc, thế nào? Điền Nhất Đao nói. 5 chiếc dùng thế nào được, đội ngũ chúng tôi có 60 người, lại còn cả đội viên dân phòng nữa, cả thảy không dưới 100. Hai người một chiếc cũng đến 50 chiếc rồi. Bao Nghị nói rồi liếc mắt nhìn Điền Nhất Đao. Hai người một chiếc, các anh cần nhiều thế để ăn à? Chủ tịch Diệp bắt đầu giáo huấn Bao Nghị. Chủ tịch Diệp, đội phá án lớn của tỉnh đều như vậy. Tôi phải đào tạo cục công an Hoành không thành một đội ngũ tinh anh. Nếu không Bao Nghị tôi cơ bản sẽ không xuống đây. Dựng đồn công an để tôi làm con khỉ gì? Không phải là một tập đoàn sao? Bao Nghị dáng vẻ bệ vệ nói. Tôi quyên tặng 50 chiếc là được rồi. Điền Nhất Đao đau xót đến mức suýt chút nữa thì bùng nổ. Anh là ai? 50 chiếc xe cảnh sát anh nói quyên tặng là quyên tặng được ngay à? Đây không phải là một số lượng nhỏ, chú em đừng có ở đây mà khua môi múa mép. Đến lúc không đưa ra được thì Bao Nghị tôi không chấp nhận đâu. Bao Nghị hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Điền Nhất Đao. Điền Nhất Đao chủ tịch hội đồng quản trị Điền Thị Cảng Cửu. Không phải 50 chiếc sao? Anh nói con số là được rồi. Điền Nhất Đao khí thế bừng bừng. Thật ra anh ta cũng hiểu rằng đoán chừng việc này là chủ tịch Diệp và đồng chí công an này đang phối hợp đóng kịch. Nhưng hiện tại anh ta cần sự trợ giúp của chủ tịch Diệp, không quyên tặng thì cái mạng này cũng không giữ được. Làm sao có thể bận tâm đến tiền nữa? Đương nhiên, trong lòng Điền Nhất Đao cũng đã thăm hỏi mấy lần bát đại tổ tông của Diệp Phàm rồi. Tôi tính xem. Xe cảnh sát của chúng tôi không phải là loại xe đồng nát được. Chí ít cũng phải là Passat của Thượng Hải sản xuất. Còn Bao Nghị tôi đây lại là phó giám đốc sở công an, nếu theo tiêu chuẩn mà tập đoàn Hoành không đề ra thì phải là Audi. Nhưng bản thân tôi cũng không thích xe con, tôi vẫn thích xe Việt dã hơn, lái thuận tiện. Hơn nữa phá án cũng tiện nhiều. Vậy thì quyên tặng Audi Q7 đi, 4 bánh khu động, chạy đường núi không vấn đề gì. Bao Nghị nói. Sao không đi giành lấy, một cục trưởng tàn mà còn đòi Q7 nhập khẩu? Điền Nhất Đao suýt chút nữa là phun ra. Nói bậy, Q7 vẫn chưa xuất hiện trên thị trường trong nước, hay là A8 đi, chung quy chung củ, lại không phải lo các đồng chí ủy ban kỷ luật tìm đến tận cửa. Diệp Phàm nói. Điền Nhất Đao thật sự muốn cầm dao mà đâm Diệp Phàm một nhát thật tàn độc, chiếc A8 này quả không rẻ chút nào, còn đắt hơn cả Q7. Cơ bản chính là loại xe sang trọng. Còn nữa, phó cục trưởng cấp dưới của tôi cũng đều là cấp cục trưởng đấy. Audi A4 là được rồi, còn cán bộ cấp trưởng phòng thì cũng chỉ có vài người, Passat là ổn. Bao Nghị lại một lần nữa rút dao, sắc mặt Điền Nhất Đao thay đổi hẳn. Bao Nghị, đừng như vậy, xứng cái này xứng cái kia, chúng ta cũng nên trợ giúp một chút. 50 chiếc xe cảnh sát thì chủ tịch Điền cứ quy về quyên góp 10 triệu là được rồi, thiếu đâu thì công ty chúng tôi bù. Đương nhiên. Cần giao cho đồng chí Bao Nghị thì tổng công ty không thiếu một xu. Cục công an các anh cũng là một ban lớn mà. Hơn nữa, bảo vệ trật tự trị an cũng là việc lớn của tập đoàn.
đồ tốt đưa các anh rồi thì phải giúp tôi bảo vệ thật tốt mảnh đất này đấy. Bằng không tôi sẽ hỏi tội anh. Diệp Phàm ra vẻ hiểu Điền Nhất Đao. Tôi nghe sự sắp xếp của lãnh đạo. Bao Nghị đứng nghiêm, hoàn thành nhiệm vụ rồi lui ra ngoài. Thật ngại quá, công ty chúng tôi đều chiều chuộng nhân viên thành ra thế này rồi. Thật ra tôi sớm đã muốn sửa đổi thói xấu này rồi. Xe của các lãnh đạo công ty tôi phối tốt quá, chức phó đều là A6, A8. Nhưng nhất thời không có thời gian. Đợi một thời gian nữa nhất định sẽ chỉnh đốn, thật không thể tưởng tượng nổi. Công ty đã thành ra thế này rồi còn chơi gì xe nữa. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này, ha ha, các lãnh đạo vất vả rồi, hưởng thụ một chút cũng là xứng đáng. Chủ tịch Diệp, lần quyên tặng này toàn quyền do chúng tôi quyết định đi. Bỏ tiền ra cũng không cần thiết, trong vòng nửa tháng nữa, Điền Nhất Đao tôi tất sẽ đưa xe đến. Có thể kết bạn với chủ tịch Diệp đây, Điền Nhất Đao tôi rất vui mừng. Tiền tài là vật ngoài thân còn bạn bè thì không có nhiều. Điền Nhất Đao tỏ vẻ rộng rãi nhưng trong lòng đương nhiên rất bực tức. Ha ha ha, vậy thì tôi đại diện cho công ty cảm ơn sự ưu ái của chủ tịch Điền dành cho công ty chúng tôi. Nghe nói các anh chuẩn bị muốn đóng gói một loại mì, yên tâm đợi khi các NHH tung ra thị trường, công ty chúng tôi sẽ đặt mấy xe hàng đầu tiên. Tôi phải tuyên truyền nhiều cho các anh, khuyến khích các nhân viên cán bộ trong công ty dùng mì của Điền Thị. Sau này lúc tăng ca cũng không cần trợ cấp nữa rồi, phát mì Điền Thị là được rồi. Diệp Phàm cười rồi bắt tay với Điền Nhất Đao. Ăn không chết được lũ tham tiền như quỷ các ngươi, đến lúc đó e là mì của ông cũng trở thành hàng quyên tặng. Trong lòng Điền Nhất Đao có suy nghĩ rất cay độc, nhưng hiển nhiên là vẫn đưa tay ra bắt. Nhưng trong nháy mắt, Điền Nhất Đao toàn thân run lên, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Bởi vì anh ta cảm thấy có một sức mạnh rất quen thuộc. Hơn nữa trong nháy mắt vây quanh lấy toàn thân mình, một lát sau, cảm giác thoải mái lại lan truyền đến toàn cơ thể. Dường như sự bủn rủn trên người trong chốc lát đã mất đi một nửa. Điền Nhất Đao kinh hãi, biết là chủ tịch Diệp này công lực còn cao hơn mình, người ta mới là cao thủ không để lộ tài. Lúc này, Điền Nhất Đao đã hiểu. Tư lệnh lang vì sao lại có chút kính trọng chủ tịch Diệp, có thể người mà người ta kính trọng ấy là cao thủ chứ không phải là thân phận chủ tịch của Diệp Phàm. Lúc này, Điền Nhất Đao thấy hơn 10 triệu của mình là đáng, hoàn toàn đáng giá. Chủ tịch Điền, sáng mai tôi phải họp. Sau khi họp xong sẽ cùng anh đi tìm tư lệnh lang. Anh bảo chủ nhiệm Khổng đưa anh tới phòng khách của tập đoàn Hoành Không chúng tôi nghỉ ngơi trước, việc của anh cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm đâu. Diệp Phàm an ủi nói. Cảm ơn anh. Điền Nhất Đao lần này gật đầu rất trang trọng, trong lòng tự nhủ thật sự rất đáng. Chủ tịch Diệp, rút được đồng chí Điền này bao nhiêu vậy? Lang Phá Thiên cười ha hả trong điện thoại. Không nhiều lắm, anh ta quyên tặng ít xe cho công ty chúng tôi. Diệp Phàm nói, những chiếc xe đó không rẻ chút nào đúng chứ anh Diệp. Lang Phá Thiên cười nói, không nhiều, cộng tất cả lại khoảng 14-15 triệu thôi. Diệp Phàm cười nói, đồ chó hoang, anh còn độc ác hơn ngũ độc giáo đấy. Lang Phá Thiên cười chửi một câu, ai bảo anh ta rơi vào tay chúng ta, đưa tới tận của rồi ngu gì mà không cầm. Hơn nữa, sau này tôi còn phải giúp anh ta tiêu thụ mì Điền Thị nữa mà. Diệp Phàm nói ẩn ý. 15 triệu, có mà ăn đến chết cũng không hoàn lại được. Lang Phá Thiên cười nói. Chúng tôi ăn nhưng lại không cần tiền, đến lúc đó anh ta phải quyên tặng mì cho công nhân công ty lúc tăng ca ấy chứ, phải vậy không? Diệp Phàm cười một tiếng, Lang Phá Thiên hít một hơi lạnh, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Anh ta kết giao với anh coi như xui xẻo tám kiếp rồi, may mà tôi đây có chút đề phòng, nếu không chút đồ tốt đó toàn bộ bị anh cho nhẵn túi rồi. Hay là anh cũng quyên một ít, tình hình công ty chúng tôi không được tốt. Thiện nhân như anh cũng kiếm được không ít mà, quyên ít, thế nào? Diệp Phàm cười nói. Thôi đi, anh còn là tỷ phú đó, cũng không thấy anh quyên tiền cho công ty nát của các anh bao giờ. Lang Phá Thiên nói. Ha ha ha, lẽ nào tôi trúng kế rồi, Điền Nhất Đao đột nhiên từ giường vùng dậy, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về con sông phía xa. Một lúc lâu sau lại ủ rũ. Hai mắt trợn tròn nằm xuống giường. Biết là chúng kế cũng không có cách nào, chỉ đành tùy anh ta bài bố thôi, tôi mệnh khổ mà, nhưng mà anh ta sao lại có thân thủ như thế, hay là anh ta cũng là xuất thân từ đội thần bí đó, không giống với tôi sau này, bên này thì sản xuất mì, bên kia thì lén lút lao động, chắc chắn là. Sáng hôm sau, hội nghị bộ máy lãnh đạo chính thức bắt đầu.
Chương 2913, tận dụng cả người đàn bà này. Bởi vì Nghiêm Phương Long trợ lý chủ tịch ngày hôm qua đã tới Quảng Đông, mà Chu Đống lại bị giam lỏng ở khách sạn hạng Nam, còn chức bí thư vẫn đang trống, có 9 vị ủy viên thường ủy thì giờ chỉ còn lại 6 người. Các đồng chí, tập đoàn chúng ta đã dần dần đi vào quỹ đạo. Tuy nói vẫn chưa hồi phục được nhưng ít nhất cũng đã có khả quan hơn. Tập đoàn chính Hạ ở thành phố Cảng Cửu đã ký với chúng ta bản ghi nhớ đầu tư 800 triệu. Còn hiệp đàm chính thức thì mấy ngày nữa bên họ sẽ sắp xếp người qua. Trong thời gian này toàn công ty đều biểu hiện rất đáng ngợi khen. Các cán bộ công nhân viên phải dựa vào diện mạo hoàn toàn mới, tinh thần mới để nghênh đón tập đoàn chính Hạ. Nếu cứ bộ dạng uể oải thì người ta vừa nhìn đã biết là công ty chúng ta không còn hy vọng gì nữa rồi, vậy thì đâu còn tâm tư mà đàm phán cái gì. Mà bên nhà máy phi không ở Quảng Đông cũng truyền đến tin tốt. Quân khu Quảng Đông tình nguyện đổi bãi Yến Nguyệt mảnh đất rộng gấp 5 lần nhà máy phi không của chúng ta lấy nhà máy phi không. Mà trợ lý Nghiêm ngày hôm qua đã đó để tiến hành công tác chuẩn bị giai đoạn đầu rồi. Đương nhiên bên đó còn một loạt các việc quan trọng phải xử lý. Ví dụ như vấn đề bố trí công nhân, bãi Yến Nguyệt được sửa sang lại thế nào. Còn cả vấn đề cùng tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô đàm phán góp vốn, và vấn đề nhà máy phi không chế tạo cơ khí được đổi thành nhà máy đóng tàu. Ngày mai tôi cũng phải bay qua đó, thời gian không đợi chờ ai cả, bên đó chỉ cho chúng ta thời gian là một tháng, e là phải ở bên nhà máy phi không đó một thời gian rồi. Sau khi tôi đi, sự việc bên này sẽ do đồng chí Dương Chấn Đông tạm thời phụ trách. Diệp Phàm thông báo tin tốt với mọi người. Quả nhiên, vừa nghe xong, 5 vị thường ủy viên còn lại đều tỉnh táo tinh thần. Bí thư Diệp, cái anh nói là sự thật sao? Dương Chấn Đông hỏi. Anh nói xem, Dương Chấn Đông. Diệp Phàm cười nói một cách thản nhiên. Tập đoàn chính Hà chẳng phải là cái công ty Cảng Cửu lừa chúng ta 120 triệu đó sao? Không ngờ lần này lại nói ra 800 triệu. Liệu có phải lại là trò lừa bịp bợm không? Chúng ta đã trải qua trận đau lần trước rồi, lần này không thể như trước được. Nói ra thì hiện tại công ty chúng ta sắp chỉ còn cái xác không rồi. Cần gì cũng không có. Dương Chấn Đông nói chen vào. Ha ha, việc lần trước là Phó Chủ tịch La Mễ Các Lâm cùng Lưu Hải Bình của Tập đoàn Chính Hà và một số phần tử bất lương trong nội bộ công ty ta làm. Mà đồng chí Chu Đống lại tắc trách mới khiến 120 triệu đó trôi theo dòng nước. Nhưng tôi ở đây có thể cho mọi người một tin vui. Trải qua quá trình toàn lực điều tra của Bộ Công an, việc này tôi đã mời bạn bè của Bộ Công an tương trợ, Lưu Hải Bình đã bị áp tải thành công rồi. Về phần 120 triệu đã được truy hồi, tạm thời còn đang ở Bộ Công an, một khi việc này có kết luận thì chúng ta có thể rút về. Diệp Phàm cười nói. Bộp bộp bộp. Các ủy viên thường vụ không khỏi vỗ tay cổ vũ, Dương Chấn Đông vừa nhìn thấy cũng đành cười gượng rồi vỗ tay cùng. Vì thế, mọi người không cần lo lắng gì cả. Lần này người đại diện cho tập đoàn chính Hà là ông cha Lôi Lạc Tư chủ tịch hội đồng quản trị của họ. Chúng tôi đã ký bản ghi nhớ với họ rồi. Anh nói, chúng ta hoàn toàn không có tiền, không có gì cả, vậy thì họ lừa chúng ta cái gì? Đương nhiên lần này chúng ta đã nhận được một bài học từ lần trước, trên phương diện chế độ tài vụ phải cẩn trọng hơn một chút. Nghiêm ngặt trong kỷ luật tài chính kinh tế, nghiêm khắc trong quản lý tài vụ, không cho phép có bất kỳ lỗ hổng nào cho người xấu lọt vào. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Diệp, bên thành phố Quảng Đông có phải có chút vấn đề, nếu họ đã chắc dùng gấp 5 lần phần đất của nhà máy phi không chúng ta để đổi, vậy thì có phải là mảnh đất đó có vấn đề không? Ví dụ như có thể là mảnh đất đó không dễ làm, còn nữa tất cả địa điểm trên mảnh đất đó quá hẻo lánh, nhà máy của chúng ta nếu xây dựng ở vùng đất hẻo lánh thì sẽ không có tiền đồ phát triển. Ví dụ như đất ở vùng núi làm sao có thể so được với thành phố? Còn nữa, mảnh đất này có phải có tranh cãi hay không? Đến lúc đó không làm rõ mà cứ mù quáng nhận lấy, sau này chỉ nguyên việc giải quyết mảnh đất tranh cãi này thôi cũng đủ làm công ty chúng ta thua thiệt rồi. Lúc này Ngô Hồng Sơn tứ đương gia của tập đoàn mới lên tiếng. Anh ta sau khi Vệ Ngọc Cường đi, cũng đã ẩn một thời gian sau đó theo sát Diệp Phàm. Nhưng mới vài ngày đã lại thay đổi, lại một lần nữa cứng đầu, Diệp Phàm cảm thấy rằng có phải đã thỏa thuận gì với Dương Chấn Đông. Còn Dương Chấn Đông lại nhắm vào vị trí của Vệ Ngọc Cường. Có thể gần đây cũng đang hoạt động, chẳng qua tên này cũng là con dã tràng thôi. Trên bàn của các anh không phải là có tài liệu sao? Còn nữa, tất cả mọi chuyện trợ lý Nghiêm là người rõ ràng nhất.
lần này có thể nắm được vùng đất bãi Yến Nguyệt này chúng ta đã phải dựa vào khá nhiều mối quan hệ. Vị trí địa lý của mảnh đất Yến Nguyệt này vốn còn tốt hơn vị trí của nhà máy phi không chúng ta. Còn phạm vi lại rộng gấp mấy lần mảnh đất của chúng ta. Mà nghe nói chính quyền thành phố Quảng Đông đang quy hoạch, chuẩn bị biến mảnh đất bãi Yến Nguyệt bên kia thành khu thương mại gì đó. Một khi quy hoạch này thành công thì mảnh đất của chúng ta sẽ có giá trị gấp mấy lần giá ban đầu đấy. Đến lúc đó các vị đợi cầm lấy số ngân phiếu đó là được rồi. Diệp Phàm cười nói, lại được nghênh đón bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thật ra, với tư cách là thành viên ban lãnh đạo Hoành Không, đồng chí nào cũng đều hy vọng công ty mình có thể phát triển lớn mạnh. Chí ít thì chi tiêu mà tay mình có thể nắm giữ sẽ nhiều lên. Hơn nữa, đi ra ngoài cũng hãnh diện. Bí thư Diệp, sợ đến lúc đó thành phố Quảng Đông sau khi quy hoạch thành khu thương mại sẽ không cho phép xây dựng xưởng đóng tàu, vậy phải làm sao? Đến lúc đó lại phải tìm một mảnh đất khác, e là rất khó tìm được nơi phù hợp. Mà lúc đó, vấn đề việc làm của hơn 10.000 cán bộ công nhân viên Hoành Không sẽ trở thành một vấn đề khiến chúng ta phải đau đầu nhức óc. Đến lúc đó hãy nói. Nếu thực sự không được thì tôi xem có thể treo biển đấu giá. Hoặc là làm một nghề khác, không nhất thiết phải đợi chết ở xưởng đóng tàu này. Hơn nữa, nếu mảnh đất đó đã được Quảng Đông quy hoạch thành khu thương mại vậy thì nơi đó chắc chắn sẽ rất phát triển, chúng ta còn sợ gì không kiếm được tiền nữa. Diệp Phàm nói, cũng đúng, khu thương mại chắc chắn sẽ trở thành điểm đến của rất nhiều các công ty và doanh nghiệp lớn, đến lúc đó mảnh đất đó sẽ là mảnh đất phồn hoa. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng các khu nhà cao tầng, như xây dựng khách sạn, nhà hàng, các siêu thị quy mô lớn, các thị trường lớn cũng được. Phó Chủ tịch Tào Nguyệt cũng xen vào một câu. Ha ha, vẫn là đồng chí Tào Nguyệt có ý tưởng. Đến lúc đó nếu như thật sự có thể đổi nghề như vậy, vậy thì việc này không chừng tôi sẽ giao cho chị xử lý. Diệp Phàm nói rồi nhìn Tào Nguyệt, anh thấy rằng người phụ nữ này hôm nay hình như có chút gì đó đặc biệt. Người phụ nữ hơn 40 tuổi. Không ngờ lại không thua kém gì các cô gái trẻ. Bí thư Diệp đã định rồi sao? Không ngờ Tào Nguyệt lại xem là thật, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Quyết định rồi. Diệp Phàm cười nói. Chủ nhiệm Khổng, anh phải ghi lời nói này lại nhé, đến lúc đó tôi sợ là bí thư Diệp sẽ quỵt nợ đấy. Tào Nguyệt nhìn về phía Khổng Ý Hùng đang làm bản ghi chép cười nói, Khổng Ý Hùng nhìn Diệp Phàm, không hiểu nên ghi lại hay không? Ghi lại. Đợi một lát nữa tôi sẽ ký tên. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên, cái này cũng cần ban lãnh đạo đến lúc đó thảo luận quyết định. Nhưng từ cá nhân tôi mà nói thì tôi hoàn toàn ủng hộ đồng chí Tào Nguyệt. Chủ tịch Diệp thật ra là đang ném mồi nhử, không chừng sẽ dùng chiêu ấy để câu Tào Nguyệt một cách triệt để. Được, có câu nói này của bí thư Diệp, Tào Nguyệt tôi cũng không có gì để nói nữa. Đến lúc đó cho dù các đồng chí khác không đồng ý. Ban lãnh đạo không đồng ý thì Tào Nguyệt tôi cũng thỏa mãn rồi. Tào Nguyệt thẳng thắn nói. Đồng chí Tào Nguyệt, cô phải suy nghĩ kỹ đó. Đừng có nghe nói đến trung tâm thương mại mà nhảy vào, trung tâm thương mại cũng đại diện cho cuộc cạnh tranh khốc liệt đó. Có biết bao nhiêu thương nhân đã bị vùi lấp trong cuộc cạnh tranh tàn khốc đó? Có thể vào đó đều là các công ty đẳng cấp cao, cạnh tranh bên Quảng Đông đó còn mãnh liệt hơn bên chúng ta nhiều. Đến lúc đó, không những phải bồi thường người ta còn phải bồi thường vị trí này của cô nữa. Dương Chấn Đông vừa nhìn thấy liền dội một gáo nước lạnh. Tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi đầu rồi, tôi không muốn tiếp tục lăn lộn như thế này nữa. Tuy nói tôi là đàn bà con gái nhưng tôi cũng đã từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Harvard. Vừa rồi tôi có ý tưởng này, đương nhiên cũng có bản lĩnh làm. Nhiều năm trở lại đây tôi đã lăn lộn ở Hoành Không thế này rồi, vẫn mãi đần độn là vậy. Tôi sớm đã mệt mỏi với cuộc sống nhàn nhã đọc báo uống trà này lắm rồi, cũng cảm thấy kiếp này mình đã sống vô ích rồi. Nếu không phấn đấu thì đợi đến 50 tuổi còn hy vọng gì nữa. Vậy nên lần này tôi quyết định đánh cuộc một lần. Các vị đồng chí ngồi ở đây, đến lúc đó hy vọng các vị có thể ủng hộ tôi. Không ngờ Tào Nguyệt lại có chí khí như thế, Chủ tịch Diệp cũng thầm giật mình, không ngờ người phụ nữ bình thường chân yếu tay mềm này lại tốt nghiệp Đại học Harvard Mỹ. Người thật sự là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Tôi ủng hộ chị, đồng chí Tào Nguyệt ạ. Hà Toàn Lý hưởng ứng đầu tiên, nhưng Diệp Phàm lại có chút thương hại nhìn anh ta. Trong lòng thầm nghĩ ủng hộ thì có được cái quái gì, đến lúc đó e là anh cũng sớm đã về tuyến 2 rồi. Bởi vì, vị trí của anh ta Diệp Phàm đã đề cử Ngũ Vân Lượng lên đảm nhiệm. Việc này Ninh Chí Hòa cũng đã đồng ý,
nhưng bởi vì vị trí giám đốc sở này cũng không cần đến ban lãnh đạo Hoành không phải thảo luận gì cả, cấp trên trực tiếp quyết định. Các đồng chí khác chỉ mỉm cười liếc nhìn Tào Nguyệt, lời nói đều mập mờ. Nghe vừa có vẻ đồng ý lại có vẻ chưa đồng ý. Tào Nguyệt cũng không tức giận, chỉ ta biết là những người này đến lúc đó vẫn sẽ lắc đầu. Nếu như thật sự có cơ hội thì đến lúc đó cần phải bỏ ra chút sức lực. Kết quả, lúc Diệp Phàm đề cử đồng chí Khương Quân làm chủ nhiệm khu công nghiệp nặng, Tổng Giám đốc công ty công trình xây dựng Thiên Mã lại bị Dương Chấn Đông ngăn cản. Dương Chấn Đông chỉ ra rằng, Khương Quân là từ quân nhân chuyển thành cán bộ, cơ bản không thích hợp kiêm hai chức này. Quân đội và quản lý nhà máy là hai việc hoàn toàn khác nhau, quản lý khu công nghiệp có tính quan trọng của nó, liên quan đến hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ và công ty. Mà hai nhà máy chủ đạo của Hoành không lại ở trong khu công nghiệp. Đến lúc đó làm không tốt, một tập đoàn lộn xộn sẽ sụp đổ trong tay Khương Quân. Người như thế này làm bảo vệ trị an thì hợp hơn, làm ngành này tuyệt đối không được. Hơn nữa, nhà máy cơ giới chúng ta lại làm xây dựng, đó chẳng phải là nhầm nghề sao? Dương Chấn Đông tôi kiên quyết phản đối. Công ty nên dùng tiền vốn có hạn vào các nhà máy chính, cải tiến thiết bị, nâng cao việc huấn luyện tố chất nhân viên, dùng vào việc góp vốn khai thác. Sao lại đi làm xây dựng, sửa đường? Chương 2914, đánh chống theo. Đúng vậy, nhà máy chủ chốt còn chưa vững vàng lại còn mở công ty khác. Cái này hiển nhiên là được cái nhỏ mà mất đi cái lớn hơn. Việc cấp bách của chúng ta hiện nay là chú trọng phát triển hai xưởng chủ chốt và nhà máy phi không. Đây mới là yếu tố hàng đầu giúp công ty phát triển lâu dài. Ba nhà máy lớn còn chưa làm được thì làm cái gì cũng đều là vô dụng. Bởi vì không tạo nên hiệu quả mang tính quyết định. Phó Chủ tịch Ngô nói, các đồng chí, mọi người đã nghe nói qua là trong thành phố muốn làm đại lộ tinh huy chưa? Diệp Phàm không để ý đến Dương Chấn Đông và Ngô Hồng Sơn, hỏi. Đương nhiên là nghe nói qua rồi, nghe nói tỉnh đã phê duyệt rồi. Vốn đầu tư lên đến 800 triệu, đây là thực là một khoản tiền lớn đấy. Tào Nguyệt nói, vậy thì được rồi, công ty công trình xây dựng Thiên Mã của chúng ta sẽ gặp vận may. Mà đại lộ tinh huy lại là đá thử vàng của chúng ta. Đến lúc đó nếu như có thể ôm lấy mối làm ăn này, chất lượng vượt trội thì công ty xây dựng của chúng ta sẽ nổi tiếng rồi. Đối với công ty xây dựng Thiên Mã, chúng tôi có lòng tin để nó phát triển lớn mạnh. Đây không phải là nhầm nghề, chúng tôi đều biết rằng ba nhà máy chủ chốt đã rơi vào thời kỳ rớt giá. Còn sản phẩm của chúng ta lại có độ tương tự rất cao so với nhà máy chế tạo cơ khí Trung Quốc. Cái chúng ta có thể sản xuất ra, họ gần như cũng có thể sản xuất ra. Chúng ta không có ưu thế về mặt chiếm giữ sản phẩm. Còn ở phương diện mạng lưới quan hệ tài lực vật lực thì chúng ta càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Lần trước tổ điều tra của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước xuống điều tra là một ví dụ. Chúng ta chẳng qua là lấy được một đơn hàng 80 triệu, không ngờ bọn họ lại nhằm vào chúng ta mà ra tay. Tôi thấy rằng, về sau, trận chiến giữa hai công ty mới đang bắt đầu. Chúng ta phải bỏ qua cho bọn họ, đó là một điều rất khó. Vì vậy cần phải khai thác một sản phẩm mới, khai thác một sản phẩm quan trọng chỉ thuộc về tập đoàn Hoành không chúng ta. Mà chúng ta phải có hai tay chuẩn bị, bên này sẽ tiếp tục làm sản phẩm mới, bên kia sẽ không ngừng khai thác thị trường, cải cách suy nghĩ, hướng đi. Không thể đến chết vẫn ôm chặt một nghề không rời được, chúng ta phải mở rộng nhiều con đường. Hiện giờ cả nước đang xây dựng cầu cống, nhà cửa, ngành xây dựng sẽ có việc để làm. Đại lộ tinh huy chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta có thể nắm chắc, ví dụ như nắm chắc được dự án công trình 200 triệu trong số 800 triệu thì chúng ta có thể đưa công ty công trình xây dựng Thiên Mã chính thức đi vào hoạt động và phát triển rồi. Đến lúc đó còn có thể điều một số nhân viên dư thừa ở tổng công ty đến, người người đều có cơm ăn áo mặc, có thể kiếm được lương cao. Bằng không chỉ tính nhân viên của ba nhà máy chúng ta thôi cũng đã quá nhiều rồi, những nhân viên dư thừa như vậy sẽ chạy đi đâu? Nếu thật sự cắt giảm biên chế, chúng ta ngồi thôi cũng đủ đau đầu rồi, ví dụ việc này tôi giao cho đồng chí Dương Chấn Đông thì sao, anh sẽ tiếp nhận chứ? Diệp Phàm ép tới. Việc này, để sau hãng nói. Dương Chấn Đông vừa nghe thấy vậy đã nhanh chóng đẩy ra, việc cắt giảm biên chế này đừng có lấy đi mạng già của mình. Đến lúc đó vợ con, anh em, họ hàng của những cán bộ công nhân kia lại tìm đến tận cửa, vậy thì thật sự là phiền chết người rồi. Tôi thấy rằng cách nghĩ này của Bí thư Diệp rất hay. Nếu bên này đã không phát triển vậy thì để cho một bên phát triển đi.
Thành lập công ty công trình xây dựng Thiên Mã nếu thật sự có thể nắm chắc công trình 200 triệu, vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn không lỗ vốn rồi, có thể đem tiền của kỳ trước về. Từ đó có thể giải quyết một phần nhân viên không có việc để làm. Thái độ rõ ràng, dứt khoát của Tào Nguyệt đã ủng hộ cho cách nghĩ của Diệp Phàm. Đúng, không thể đến chết vẫn ôm mãi một cây đại thụ được. Nếu không chúng ta nói gì đến việc phát triển đây. Hà Toàn Lý cũng thở dài. Cuối cùng thì việc của công ty xây dựng cũng không có ai phản đối. Nhưng Dương Chấn Đông lập tức nói. Công ty xây dựng coi như là có thể thành lập, nhưng do đồng chí Khương Quân đảm nhiệm chức tổng giám đốc thì có chút không phù hợp. Tính cách người này cục cằn, người làm chủ tịch thì phải đối nhân xử thế hài hòa. Cái tính khí nóng nảy của anh ta e là không đến 2 ngày sẽ đắc tội với tất thảy mọi người, còn nói gì đến việc phát triển công ty xây dựng nữa. Hơn nữa, còn có một vấn đề. Chúng ta phải nắm công trình 200 triệu của Đại Lộ Tinh Huy e là tương đối khó. Đại Lộ Tinh Huy là một dự án công trình lớn của thành phố Hạng Nam, mà thành phố Hạng Nam lại do đồng chí Cái Thiệu Trung quản lý. Dương Chấn Đông này hàm ý xúc tích, không nói cũng hiểu. Một là công kích Khương Quân, hai là công kích việc Diệp Phàm bóp cổ cái lão hổ. Anh muốn công trình này, cái lão hổ sẽ đồng ý sao? Phải nói rằng lần này Dương Chấn Đông ra tay mới là đòn sát thủ. Các đồng chí đang ngồi e là có chút lo ngại. Ha ha, đồng chí Dương Chấn Đông, hôm trước bí thư Cái Thiệu Trung đã đến tổng bộ công ty chúng ta, cái này lẽ nào anh không nhìn thấy sao? Diệp Phàm cười vẻ thần bí. Đương nhiên là nhìn thấy rồi, các anh nói chuyện trên sân cỏ, nhưng vậy thì đã sao? Dương Chấn Đông hỏi lại. Ha ha, bí thư Cái nói là trước đây Hoành Không chúng ta cũng đã cống hiến không ít cho thành phố Hạng Nam. Vì vậy nên hiện tại anh ta cũng muốn ra tay tương trợ chúng ta một phen. Hơn nữa còn quyên tặng tập đoàn Hoành Không chúng ta 80 triệu tiền trợ cấp, hôm nay đã thông qua cuộc thảo luận của hội nghị thường vụ rồi, được phê duyệt rồi. Tiền này ngày mai, ngày kia sẽ được chuyển tới tài khoản của chúng ta. Diệp Phàm cười nói, còn có chuyện này nữa sao? Cung Trường Hỷ đã lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đồng chí Trường Hỷ, đây là hội nghị bộ máy lãnh đạo đảng ủy công ty Hoành Không. Lẽ nào tôi còn nói lung tung được sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Không có, không có, tôi nhất thời có chút kích động. Không ngờ rằng lòng dạ của bí thư Cái lại bao la như biển cả như vậy. Cung Trường Hỷ nói. Ha ha, lòng dạ bí thư Cái bao la như biển cả, vậy lòng dạ bí thư Diệp chúng ta lẽ nào không bằng biển sao? Dương Chấn Đông lập tức bới lông tìm vết, giọng điệu châm chọc. Lời nói này rõ ràng là nói Diệp Phàm đã bóp cổ người ta mà người ta còn đem tiền đến, người ta nghĩa khí mà. Bí thư Dương, chuyện nào ra chuyện ấy, phải vậy không? Phải hiểu rằng, trước kia bí thư Cái đã bỏ mặc Hoành Không của chúng ta như thế nào? Anh lại kéo bí thư Diệp vào là vì cái gì? Cung Trường Hỷ có chút giận dữ hỏi lại. Anh nói thử xem, đồng chí Trường Hỷ. Dương Chấn Đông có chút kỳ quái. Lòng dạ bí thư Diệp đương nhiên là bao la như biển rồi. Điểm này còn cần gì phải nói nữa, trước đây anh ta và bí thư Cái có chút xích mích. Đây chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Hôm đó chúng tôi đều nhìn thấy rồi, bí thư Diệp và bí thư Cái ở sân cỏ của Tổng Bộ Hoành Không nói chuyện rất vui vẻ. Điều này nói lên cái gì, nói lên rằng hai vị lãnh đạo đều có tấm lòng như biển cả. Cung Trường Hỷ thẳng thắn nói. Dương Chấn Đông bị chặn họng. Hơn nữa, còn một việc mà các anh có thể không biết. Đồng chí Khương Quân là từ quân đội lên cán bộ, anh ta là đội trưởng binh đoàn công binh trong quân đội ra. Là một đoàn công binh trong quân đội, chưa có công trình gì là chưa xây dựng qua, đến công việc dưới mặt đất người ta cũng làm qua rồi. Lần này rất nhiều nhân tài kỹ thuật đến đều là cấp dưới trong quân đội của đồng chí Khương Quân trước đây, cũng là quân nhân xuất ngũ. Họ tác phong vững vàng, lại am hiểu kỷ luật quân đội. Vì thế giao công ty cho đồng chí Khương Quân tôi rất yên tâm. Diệp Phàm bỗng nhiên hiện ra khí phách. Đúng vậy, nếu đến chức đoàn trưởng binh đoàn công binh anh ta cũng đã ngồi qua thì lẽ nào còn sợ một tòa nhà sao? Hơn nữa, theo tài liệu này, công ty xây dựng Thiên Mã vốn là công ty cấp 3. Hơn nữa các công việc của một công ty cấp 2 cũng làm không ít. Không phải là không nâng cấp lên, chỉ là không có tiền để nâng cấp. Tin là tất cả những điều này bí thư Diệp sớm có phương án sẵn trong đầu rồi. Một khi tiền ném qua, lập tức sẽ nâng cấp thôi, lại thêm vào sự gia nhập của các quân nhân đã xuất ngũ với tác phong vượt qua mọi trở ngại. Công ty xây dựng Thiên Mã chúng ta chắc chắn sẽ phát triển. Mà bí thư Cái cũng đã bắt tay vui vẻ với bí thư Diệp rồi.
nắm lấy 200 triệu của dự án đại lộ tinh huy này cũng không còn khó nữa. Cung Trường Hỷ dường như đang bị Dương Chấn Đông kích thích, Diệp Chấn Đông anh phản đối cái gì, tôi lập tức đồng ý cái đó, đối với điểm này Chủ tịch Diệp đương nhiên đồng ý rồi. Cuối cùng, Tào Nguyệt cùng với mọi người nói thêm vào, việc này đã định. 4 tháng 2, Dương Chấn Đông và Ngô Hồng Sơn phản đối đương nhiên cũng sẽ phải nghe theo. Mà lúc đề xuất Khổng Ý Hùng đảm nhận chức chủ nhiệm văn phòng đảng cũng không có ai phản đối, bởi vì trong lòng mọi người đều biết rõ, chủ nhiệm văn phòng đảng trước tiên là phục vụ tập đoàn. Cái này mà còn muốn ngăn cản vậy thì có chút phá hoại quy tắc trong quan trường rồi. Mà đồng chí Tào Khải Hùng lại được điều đến đảm nhiệm trưởng ban tài nguyên nhân lực, việc này đối với Tào Khải Hùng mà nói đương nhiên là việc mừng. Ban tài nguyên nhân lực của công ty này tương đương với ban tổ chức chính quyền. Béo bở nhiều hơn, quyền lực lớn hơn. Đương nhiên, Dương Chấn Đông cũng đề ra các vị trí phó, bao gồm các đồng chí như Tào Nguyệt, mỗi người đều được đề ra hai vị trí phó, Diệp Phàm đại khái cũng đáp ứng. Cái này dù sao cũng phải có chút dư thừa lại cho các đồng chí khác, nếu không hậu quả của việc ăn mảnh là nuốt không trôi. Ăn cơm chưa xong, Diệp Phàm thu dọn một chút đang nghĩ đến việc công trình xây dựng, không ngờ Tào Nguyệt đến. Thấy chị ta đeo một túi lớn, Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Bí thư Diệp, nghe nói lần này các anh xuống dưới xử lý việc của bãi Yến Nguyệt. Tào Nguyệt hỏi. Đúng vậy, đây là một chuyện quan trọng, đối phương lại là quân khu Quảng Đông, tôi không thể không đi. Trợ lý Nghiêm không thể làm một mình được. Diệp Phàm gật đầu nói. Bí thư Diệp, có thể dẫn tôi đi cùng được không? Tào Nguyệt hỏi rồi nhìn Diệp Phàm, nói tiếp. Tôi rất tự tin, nếu như thật sự đưa mảnh đất đó quy hoạch thành khu thương mại, tôi thật sự muốn thực hiện khát vọng của mình trên mảnh đất đó. Đồng chí Tào Nguyệt có tâm thế này tôi rất vui mừng, vậy được, công việc bên chỗ chị đã xử lý xong chưa vậy? Diệp Phàm hỏi. Buổi sáng sau khi họp xong tôi đã bàn giao rõ ràng rồi, tôi muốn đi Quảng Đông một chuyến. Tào Nguyệt nói rồi hai người tiến thẳng vào xe rồi đi đến Quảng Đông. Lúc đến thành phố Quảng Đông đã là buổi sáng ngày hôm sau, vệ sinh cá nhân một chút rồi ngủ. Trưa hôm sau, Nghiêm Phương Long đến báo cáo tình hình bên này. Bọn họ không đưa ra điều kiện gì nữa chứ? Diệp Phàm hỏi. Không có, điều kiện duy nhất là hẹn chúng ta phải rời khỏi trong vòng một tháng. Nghiêm Phương Long nói, bên đó có ai đã bàn bạc cùng chúng ta, không phải vẫn là vị trưởng ban Long đó chứ? Diệp Phàm hỏi, không phải, việc lớn này do đồng chí Đàm Thành Lý phó tư lệnh quân khu đến. Còn trưởng ban Long là người chấp hành cụ thể rồi, người trung gian là đồng chí Lang Phá Thiên tư lệnh quân khu tỉnh Quảng Đông. Thời gian ký kết đã được định chưa? Diệp Phàm hỏi, bọn họ thúc giục là càng sớm càng tốt, tôi nói là phải đợi anh tới đã. Nghiêm Phương Long nói, chiều nay thế nào, bọn họ e là đã chuẩn bị xong hết hợp đồng rồi. Chỉ là ký tên thôi. Sáng mai đi. Diệp Phàm hơi lắc đầu, Nghiêm Phương Long nhìn Diệp Phàm, không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Bởi vì buổi chiều Diệp Phàm phải cùng Đới Thành tiến hành khảo hạch chính thức với Điền Nhất Đao. Lang Phá Thiên cử một chiếc xe đến đón Diệp Phàm rồi chạy thẳng đến quân khu tỉnh. Xác minh về phương diện thẩm tra chính trị đã có chưa? Diệp Phàm nhìn Đới Thành hỏi. Chương 2915, đề xuất khảo hạch. Xác minh đã hoàn tất, người thành phố Cảng Cửu chính tông. Tổ tiên 8 đời đều không xảy ra chuyện gì, là người thừa kế tập đoàn mì. Phương diện này đã được thông qua, về phần thử thách võ công, có thể cũng chỉ là đi đi lại lại thôi. Chẳng qua, về phương diện đỉnh cấp thì tổ trưởng cung nói là muốn hỏi ý kiến anh. Đới Thành nói. Điền Nhất Đao có thân thủ gian đoạn đầu của thất đẳng. Tôi chỉ là bước đầu cảm giác vậy. Đến lúc đó còn cần tổng bộ tiến hành kiểm nghiệm nghiêm khắc nữa. Về phần cấp bậc công lực thì sau này có thể định. Nhưng nếu như theo quy định trong tổ trước đây thì cao thủ thất đẳng ngay lập tức có thể trao chức đại tá rồi. Tuy nhiên tôi cảm thấy vẫn còn phải sửa lại. Hơn nữa cùng với sự phát triển của xu thế quốc tế hóa, thân thủ của các tổ đặc nhiệm quốc gia ngày càng cao. Tôi cho rằng cửa nhập môn là tứ đẳng là quá thấp, nên nâng lên là ngũ đẳng. Thân thủ tứ đẳng không thể nào mà nhìn được, Đới tướng quân, anh nói xem. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này. Khai nguyên tứ đẳng mà đem ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chỉ là trợ thủ thôi. Trước mặt cao thủ không chịu nổi một trưởng. Thật ra, liên quan đến vấn đề này sớm đã có người trong tổng bộ đề xuất qua rồi. Chỉ là hiện tại khó mà tìm được cao thủ, vậy nên tổ trưởng cung còn đang do dự. Nhưng mà,
nếu như thái độ của anh kiên quyết hơn một chút thì tôi cũng góp phần. Đoán chừng là việc này tổ trưởng cung sẽ suy nghĩ một chút. Đương nhiên, việc nâng cao đẳng cấp vào cánh cửa nhập môn là một việc lớn. Nếu như sau khi chấp hành thì đồng chí tứ đẳng chỉ có thể hạ thấp xuống làm đội viên tổ chức đại loại như báo săn rồi. Đới Thành nói, đã nhập đội thì không thể hạ được, hãy để bọn họ tiếp tục làm đi, hơn nữa những đồng chí như thế này e là cũng không nhiều đâu. Nhưng phải linh hoạt một chút, ví dụ có một số nghề nghiệp đặc thù, các phân tổ không cần dùng nhiều đến võ công có thể giảm cấp đẳng vào cửa cho thích hợp. Ví dụ như tổ nghiên cứu khoa học thì không nhất định phải là khai nguyên ngũ đẳng. Tứ đẳng cũng được rồi. Cái chúng ta cần là kỹ thuật chuyên nghiệp của bọn họ chứ không phải là vũ lực. Nhưng đồng chí nào muốn điều đến phân tổ khác thì phải thăng cấp, nếu không không thể điều chỉnh được. Diệp Phàm nói. Vâng, đề nghị này rất thỏa đáng, tôi nghĩ, một khi trở thành nghị quyết thì phải báo lên với hội ủy viên chính ủy. Việc trọng đại như này phải được họ và hội ủy viên quân giới phê chuẩn mới được. Tuy nhiên còn có một biện pháp nữa. Chính là phải thúc đẩy các đồng chí hiện đang là tứ đẳng để họ cố gắng, nhanh chóng tăng lên ngũ đẳng. Đáng tiếc là thuốc kia của anh không còn nữa, nếu không đây sẽ không phải là chuyện gì khó khăn rồi. Với thân thủ của anh trước kia thì việc trợ giúp tứ đẳng đột phá lên khai nguyên ngũ đẳng sẽ cầm chắc đến 6 phần thành công. Đới Thành nói, cái này nói cũng uổng công, nhưng nếu như bên đảo hoang kia có thể đột phá, vậy thì những con rắn quý kia còn có hiệu quả hơn thuốc của tôi nhiều. Bọn họ đã xuất phát chưa? Diệp Phàm hỏi. Họ đã xuất phát rồi, đội thứ nhất qua đó cơ bản là đã lên đảo rồi. Nhiệm vụ của đội này là thăm dò, còn đồng chí Ngô Quang Bảo của tổ nghiên cứu khoa học lại muốn đi, đồng chí ấy nói là chết trên đảo cũng an tâm. Anh ta chính là người như vậy, thích mọi thứ bí ẩn, nếu như nghe nói có gì thần bí, không làm rõ ràng thì không thể ngủ được. Đới Thành có chút thổn thức. Ôi, cái đảo ấy nói ra đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy run sợ. Thật sự là quá kinh khủng, công lực của tổ trưởng Ngô lại không cao. Một khi có điều gì sơ suất vậy thì nhà nước không gánh nổi rồi. Chính mấy người ngũ đẳng chúng ta cũng không thể đổi lấy một mình anh ta. Tổ nghiên cứu khoa học quá quan trọng đối với tổ A chúng ta. Phải chú ý bảo đảm an toàn cho bọn họ. Nhưng tôi nghĩ, tổ trưởng Ngô từ trước tới giờ cũng có chút tính toán nhỏ nhặt. Diệp Phàm nói. Anh nói là anh ta muốn thăng lên trung tướng. Đới Thành nói. Đúng vậy, anh nói anh ta có phải là có chút ích kỷ cá nhân không? Thật ra cái này cũng bình thường, là một quân nhân thì ai chẳng mong chức vị ngày một cao. Theo lý lịch mà nói thì đồng chí Ngô Quang Bảo hoàn toàn có thể lên cấp trung tướng. Chỉ là đẳng cấp quá thấp mà không thể hoàn thành được tâm nguyện ấy. Cho nên lần ra đảo hoang này e là cũng có dự định gặp vận may. Diệp Phàm nói, các đồng chí trong tổ này đều hiểu rõ, chỉ có điều lực bất tòng tâm. Đây là việc cấp trên cứng nhắc định ra. Nếu như đồng chí Ngô Quang Bảo chịu đi quân đội phổ thông vậy thì anh ta lập tức có thể lên cấp trung tướng, chỉ là tổ trưởng Ngô này có chết cũng không chịu đi. Hơn nữa chúng ta cũng không nỡ để anh ta đi, không thể nào thả người được. Người không thể thả mà cũng không được thăng quân hàm. Đây là sự kiềm hãm của chế độ với tài năng, có nhiều lúc cũng không còn cách nào, vũ lực là vô cùng quan trọng với bộ đội đặc nhiệm chúng ta. Nếu như từ bỏ vũ lực vậy thì còn gì khác biệt với bộ đội phổ thông nữa? Vũ lực là bảo đảm lớn nhất của chúng ta, vì thế mà không thể thay đổi được. Chúng ta mở miệng nói giúp Ngô Quang Bảo cũng không được. Tổ trưởng cung vốn cũng rất thông cảm với tổ trưởng Ngô, có một lần đã thầm gợi ý với cấp trên. Nhưng cấp trên vẫn kiên quyết phản đối. Một câu nói, tổ A các cậu không giống với bộ đội bình thường, là tinh anh của đất nước, tuyệt đối không thể phá quy tắc được. Tổ trưởng cung cũng rất khó nghĩ, việc điều chỉnh này, ôi! Đới Thành thở dài. Diệp Phàm chỉ âm thầm kiểm tra đánh giá, còn Đới Thành lại là đại diện cho quân đội đánh giá ngoài mặt. Tuy nói chỉ là đi qua đi lại nhưng thật ra cũng tương đối phức tạp. Suốt một buổi chiều mới có thể làm xong, Lang Phá Thiên giữ Diệp Phàm ở lại ăn cơm tối, nhưng Diệp Phàm nói là có việc phải làm, không có thời gian ăn. Lang Phá Thiên cười nói chủ tịch Diệp đi ăn tiệc, Diệp Phàm cũng không phủ nhận. Lang Phá Thiên nói là muốn đi cùng, Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Hai người ngồi vào xe rồi chạy thẳng đến khách sạn Châu Giang. Vừa đến cửa thì thấy Nghiêm Phương Long cùng Tào Nguyệt sớm đã đứng ở đó chờ. Vừa thấy Diệp Phàm xuống xe, Khổng Ý Hùng và hai người họ đã vội bước đến. Đã đặt phòng chưa vậy? Diệp Phàm hỏi. Phòng số 3, nhưng mà bí thư Diệp, có thể tiết lộ một chút chúng ta mời ai không?
như thế chúng tôi cũng có thể quyết định xem dùng món gì phù hợp. Khổng Ý Hùng hỏi. Không sao, tôi và anh thì tùy ý thôi, đến lúc đó mỗi người chọn một suất là được rồi. Diệp Phàm cười, xua xua tay rồi đi đến phòng số 3. Là bạn của anh sao? Lang Phá Thiên cười hỏi. Không phải, có chút thân thích. Diệp Phàm cười nói. Không phải vậy chứ, anh ở đây mà cũng có họ hàng sao? Không đúng, để tôi đoán xem. Lang Phá Thiên cười nói, Nghiêm Phương Long nhìn thấy Lang Phá Thiên thấy anh ta và Diệp Phàm thất thân thiết, trong lòng có chút khiếp sợ. Anh ta cùng Tào Nguyệt đi phía sau, Tào Nguyệt thấy mặt anh ta có chút biến sắc liền nhìn về phía Lang Phá Thiên rồi hỏi. Người kia là ai vậy, xem ra rất cao to lực lưỡng, hình như trên người còn có chút hơi người lính. Nhân vật lớn, tư lệnh quân khu tỉnh Quảng Đông, ủy viên thường vụ tỉnh. Thảo nào! Tào Nguyệt có vẻ hiểu ra. Tôi nghĩ cũng đúng, lần này chúng ta cầm chắc bãi Yến Nguyệt rồi. Vừa rồi chị cũng đi dạo qua một lần rồi, có phải chúng ta phát tài rồi không? Nghiêm Phương Long hỏi. Hoàn toàn kiếm đủ rồi, nếu đồng thời đem đi bán đấu giá thì chúng ta cũng có thể kiếm được số tiền bấp 3-4 lần. Đoán chừng là tất cả đều là do Lang Tư lệnh dẫn đường. Nhưng mảnh đất này là của quân khu Quảng Đông đấy, quân khu tỉnh này chỉ đơn vị trực thuộc của họ thôi. Lang Tư lệnh có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ảnh hưởng đến ban lãnh đạo quân khu được. Bất kỳ chức phó nào trong đại quân khu cũng đều là sếp của Lang Tư lệnh. Tào Nguyệt có chút nghi ngờ. Vai trò thúc đẩy của Lang Tư lệnh chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng e là ở đây bí thư Diệp còn có nhiều mối quan hệ. Chị không biết đấy chứ, ban đầu thái độ của họ rất cứng rắn. Lúc đến đàm phán còn đem theo rất nhiều người, đến các đồng chí trong ban bảo vệ cũng đến. Bày ra một cảnh tượng như kiểu anh không đồng ý thì cũng phải đồng ý vậy. Nhưng bí thư Diệp vẫn đàn áp thành công. Cuối cùng, tôi cũng thật sự không thể nghĩ rằng lại có kết quả như vậy. Việc này là do một tay bí thư Diệp xử lý. Ban lãnh đạo quân khu Quảng Đông không phải là kẻ ngốc. Việc rõ ràng là bị thua thiệt nhưng họ vẫn nhận. Nếu như không có quan hệ vững chắc thì không thể nắm bãi Yến Nguyệt như vậy được. Nghiêm Phương Long trong ánh mặt toát lên vẻ khâm phục. Đi vào đến phòng đầu tiên là uống trà và ăn điểm tâm. Không lâu sau đó có người gõ cửa, Diệp Phàm đi đến tiếp đón. Thân gia, lâu rồi không gặp, ha ha ha. Diệp Phàm cười rồi bắt tay với Tô Thanh Vân. Là anh à? Lang Phá Thiên có chút bất ngờ. Lang Tư lệnh cũng ở đây sao, khách quý rồi. Tô Thanh Vân bắt tay với Lang Phá Thiên. Tào Nguyệt, Phương Long. Vị này là đồng chí Tô Thanh Vân, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông kiêm bí thư thành ủy Quảng Đông. Diệp Phàm cười rồi giới thiệu tiếp. Hai người họ là ở công ty tôi. Tào Nguyệt là phó chủ tịch, đồng chí Nghiêm Phương Long là trợ lý chủ tịch, đều là một trong những thành viên chủ chốt của công ty. Hai bên trò chuyện một lát thì đôi mắt ưng của chủ tịch Diệp phát hiện ra rằng ánh mắt của Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long đang run lên. Tuy nhiên trong lòng hai đồng chí này lại có chút nghi ngờ với Tô Thanh Vân, người mà Diệp Phàm gọi là thân gia. Ở đây không ngờ lại có đến hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cái này nói lên điều gì, nói lên rằng họ đều là nể mặt Diệp Phàm mà tới. Diệp Phàm được mọi người nể mặt như vậy chứng tỏ rằng anh ta có năng lực rất lớn. Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long có chút run rẩy là vì vậy. Sau khi uống vài chén rượu, Tô Thanh Vân nói. Bí thư Diệp, có gì anh cứ nói thẳng. Chúng ta là người nhà, cũng không có gì khách sáo cả. Tôi muốn dò hỏi một chút về việc xây dựng bãi Yến Nguyệt ở khu Mã Đông Thành trung tâm thương mại rốt cuộc tiến hành đến đâu rồi. Hiện tại có rất nhiều tin đồn nhảm, mà trên TV và báo cũng đều đã nói qua. Nhưng chính phủ vẫn chưa có câu trả lời cho việc này. Vì thế nên mọi cái đều có nguyên do của nó, mà mảnh đất Yến Nguyệt kia đã được nhà máy phi không ở Quảng Đông của chúng tôi đổi về. Vì thế... Việc có liên quan đến vấn đề cơm ăn áo mặc của 2.000 cán bộ công nhân viên ở nhà máy phi không chúng tôi không thể không thận trọng mà hỏi một chút về chuyện này. Diệp Phàm hỏi. Đổi lại rồi à, nghe nói mảnh đất đó vốn là của quân khu Quảng Đông. Đất của quân đội làm, sao mà các anh nói đổi là đổi được? Đầu tiên anh phải cho tôi một đáp án rõ ràng, có phải thật sự là đổi được rồi không? Tô Thanh Vân nói, vẻ mặt rất trang trọng. Có Lang Tư lệnh ở đây. Anh nói tôi có thể nói dối sao? Hơn nữa, tính cách của tôi anh là người rõ nhất. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, tôi không thể không nói, anh thật có cách. Bởi vì chuyện có liên quan đến mảnh đất bãi Yến Nguyệt kia, chúng tôi sớm đã bàn bạc qua với bên quân đội bọn họ rồi. Giá chúng tôi đưa ra đã đạt 500 triệu rồi,
nhưng mà vẫn không thể đàm phán được. Ở đây tôi phải nói thẳng với anh là ban đầu ý của ủy ban thành phố chúng tôi là sau khi nắm được mảnh đất đó trước tiên thu về, sau đó sẽ quy hoạch để bán đấu giá. Tô Thanh Vân nói đến đây thì dừng lại một lúc. Chương 2916, giao dịch trên bàn rượu. Bãi Yến Nguyệt tuy nói là ở ven biển, nhưng phong cảnh rất đẹp, dùng vào việc xây khách sạn thì không gì có thể tốt hơn. Ví dụ lợi dụng bãi biển để kinh doanh khu du lịch biển, còn có thể khai thác rất nhiều dự án biển. Ví dụ như du thuyền, chèo thuyền, đua thuyền buồm. Bởi vì mảnh đất bãi Yến Nguyệt rất rộng, hiện tại ước tính là có rất nhiều các nhà đầu tư đang nhòm ngó mảnh đất trống kia. Một khi tin tức về trung tâm thương mại do chính quyền thành phố làm chính thức công bố, giá trị mảnh đất này ước tính sẽ tăng gấp nhiều lần. Bí thư Diệp, các anh đúng là đã có trong tay một kho báu đấy. Tô Thanh Vân không hề che giấu đi nỗi ghen tị trong lòng mình. Vậy nghe anh nói, trung tâm thương mại này đã được định rồi. Nhưng không biết là đến khi nào thì thông báo ra. Nếu thời gian quá dài thì chúng tôi không thể đợi được, nhà máy phi không của chúng tôi có đến hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên. Chuyển đến đây không biết đến đâu mà lấp đầy được, hơn nữa, thời gian này nhà máy cũng không còn hoạt động, thu nhập mỗi ngày là con số không chứ chưa nói đến việc mỗi ngày phải phát lương cho nhân viên. Điều Diệp Phàm quan tâm nhất đương nhiên là vấn đề thời gian. Cái này quả thật là một vấn đề lớn, những 2.000 công nhân. Mỗi ngày đều mất đi mấy chục nghìn tệ. Lang Phá Thiên gật đầu, anh ta liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói. Như này đi, quân khu tỉnh chúng tôi có một doanh trại công binh, chi bằng tôi sắp xếp công việc mấy ngày cho họ làm, gọi bọn họ đến bãi Yến Nguyệt giúp các anh dọn dẹp một chút, chí ít cũng có thể rút ngắn một ít thời gian giúp các anh, coi như là hậu lễ mà tôi tặng anh đi. Vậy thì tốt rồi, nhưng nếu đã làm thì san bằng chỗ đó ra luôn đi. Máy xúc, máy ủi các anh đều có, coi như là một lần huấn luyện, chẳng phải là rất tốt hay sao? Diệp Phàm cười nói. Tôi nói này Diệp Phàm, anh tham đến nỗi hiện lên cả mặt rồi kìa. Thời gian mấy ngày cũng là khá lắm rồi, lại còn san bằng toàn bộ, vậy thì chẳng phải vài tháng nữa sẽ làm xong sao? Nào tiền xăng, hao tổn máy, còn công nhân nữa, mất một số tiền lớn đấy, hơn nữa các anh cũng chưa quy hoạch xong. Nếu như làm loạn thì giúp cũng bằng thừa rồi. Lang Phá Thiên hừ nói. Tôi nói này anh Lang, từ lúc nào mà anh đã tính toán chi li như vậy rồi? Việc này cứ định như vậy đi, ít ra là san bằng. Về phần quy hoạch, không vấn đề gì, san bằng rồi lẽ nào lại sợ không quy hoạch được. Cái này anh làm không ra ngô ra khoai gì ngược lại lại thấy khó chịu. Hơn nữa, tôi cũng không bắt các anh đào giếng đóng cọc đúng không? Doanh trại công binh của các anh dù sao cũng đều cần huấn luyện. Hơn nữa, bình thường có việc gì cũng sẽ ra tay giúp địa phương giải đường, kiến thiết các công trình cơ bản đúng vậy không? Diệp Phàm cười nói. Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ, được rồi, làm người tốt thì làm tới cùng, huấn luyện thì huấn luyện. Lang Phá Thiên không hài lòng trừng mắt nhìn Diệp Phàm nói. Thật ra, anh Diệp, dựa vào năng lực của anh, chỉ cần anh chịu thì tôi có thể đáp cầu dắt mối anh với Trương Tư lệnh. Bên bọn họ, nhân lực quân đội làm kiến thiết cũng không ít. Cái này chỉ cần anh chịu mở mồm thì Trương Tư lệnh cũng chịu mở mồm. Còn không phải là vấn đề một câu nói. Thôi, tôi làm gì có bản lĩnh ấy. Diệp Phàm mặt mày nghiêm nghị nói. Thôi vậy, anh tự xem rồi làm. Không chừng Trương Tư lệnh vui lên lại còn cho anh ít xi măng làm nửa cái móng cũng nên, anh coi như đại phát rồi. Lang Phá Thiên nói. Bí thư Diệp, thật ra, tôi có một đề xuất nhỏ. Lúc này, Tô Thanh Vân nói. Bí thư Tô mời nói. Diệp Phàm nói. Mảnh đất bãi Yến Nguyệt của các anh rất lớn, thật ra không cần phải dùng toàn bộ vào việc làm xưởng đóng tàu. Mảnh đất ấy mà dùng vào việc xây dựng xưởng đóng tàu thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, nếu như dự án trung tâm thương mại lớn này thật sự được phê duyệt thì dự án xây dựng xưởng của các anh cũng không có khả năng được duyệt. Bởi vì, xưởng đóng tàu dù sao cũng có lượng ô nhiễm nhất định. Mà vùng đất kia lại là khu thương mại, không thích hợp với xây dựng xưởng đóng tàu. Tô Thanh Vân nói. Việc này tôi cũng đã nghĩ qua rồi, e là dựng xưởng đóng tàu cũng không thực hiện được. Xây dựng nhà hàng, khu du lịch nghỉ dưỡng thích hợp hơn. Như anh nói, ví dụ như làm về du lịch, thuyền buồm đều được. Quảng Đông là một thành phố tràn trề sức sống. Một khi trung tâm thương mại lớn được phát triển, những tinh anh của giới thương mại, những người giàu có cũng sẽ cần nơi thư giãn, giải trí. Mà khu nghỉ dưỡng của chúng ta lại nằm trong khu trung tâm thương mại, thuận tiện cho họ đi lại.
Hơn nữa, có thể xây dựng những cái này thì đã tạo ra một sự tương trợ lớn cho vẻ đẹp khu thương mại. Diệp Phàm gật đầu nói. Nhưng mà xưởng đóng tàu vẫn phải làm, cái này thì có chút khó khăn rồi. Không có nơi nào để xây dựng. Đất thì có, chỉ là vắng vẻ hơn một chút. Hơn nữa, giá mảnh đất đó cũng không đắt lắm, không bằng giá của mảnh đất bên nhà máy phi không. Tôi nghĩ dù sao mảnh đất bãi Yến Nguyệt kia của chúng ta cũng dùng không hết. Chỉ bằng cắt ra một phần nửa để bán đấu giá. Còn tiền đấu giá thu được sẽ dùng vào việc xây dựng xưởng. Như vậy thì các anh không cần phải bỏ tiền ra rồi. Trương Tư Lệnh quả thật là đã tặng anh một lễ vật lớn đấy. Tô Thanh Vân ghen tị vô cùng. Ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Nếu như Tô Thanh Vân chịu ra mặt thì việc tìm một khu đất sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Huyện Ô Sơn, mảnh đất này tôi đã đi qua. Chỉ cách thành phố có một tiếng ngồi xe, xây dựng xưởng đóng tàu cũng không phải là xây dựng khách sạn. Không cần thiết phải chọn vùng đất rộng, chỉ cần có nước có đất là được rồi. Trước kia huyện Ô Sơn này vốn là muốn dùng mảnh đất ấy để xây dựng một bến tàu, điều này nói lên là mực nước có lẽ cũng ổn. Nhưng sau đó dự án này bị huyện lân cận cướp mất nên đã từ bỏ. Còn hiện tại, mảnh đất này đang thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Ô Sơn, bởi vì khi đó bọn họ quyết tâm rất lớn, đã vay ngân hàng để lấy mảnh đất này. Mảnh đất đó rộng gấp 2 lần nhà máy phi không, xây dựng xưởng đóng tàu là quá đủ rồi. Hơn nữa, cách thôn gần nhất những mấy km, cũng không phải giải phóng mặt bằng gì cả. Lúc ấy huyện Ô Sơn vì làm bến tàu nên đã xây dựng đường nhựa đi ngang qua, chỉ là không lấy được dự án, mảnh đất ấy sớm đã thành mảnh đất hoang rồi. Vì địa điểm rất hẻo lánh nên không bán đi được, hiện giờ, mỗi năm Ủy ban Nhân dân huyện còn phải đem một khoản tiền đến trả cho ngân hàng, khổ không thể tả. Vấn đề này bọn họ cũng báo lên thành phố rồi, tôi cũng đã đi xem qua, quả thật không tồi, hơn nữa giá cũng không cao. Mảnh đất kia chỉ cần 5-60 triệu là có thể mua lại được rồi. Mảnh đất Yến Nguyệt kia nếu cắt ra một ít để bán đấu giá thì cũng có thể mua được mảnh đất kia rồi. Hơn nữa, nếu như các anh thật sự muốn thì tôi có thể ra mặt đánh tiếng cho các anh. Thủ tục các loại có thể gọn nhẹ hơn. Cho nên, nếu như có thể mua lại được thì đại doanh công binh của Lang Tư Lệnh có thể trực tiếp đến mảnh đất kia làm rồi. Có lẽ không đến 10 ngày đã có thể san bằng xong. Việc này anh cần chuẩn bị sớm đi. Qua một thời gian nữa chúng tôi cũng sẽ đưa lên thảo luận vấn đề này. Hiện tại, nói ra cũng không nhiều người biết mảnh đất đó. Nếu như để lộ ra thì giá có thể sẽ tăng lên đấy. Đối với các anh mà nói thì là tổn thất. Tô Thanh Vân cười ha hả. Được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người qua đó đo đạc trước. Nếu như thích hợp xây xưởng đóng tàu thì chúng tôi sẽ mua lại. Nhưng bí thư Tô, anh phải đánh tiếng mạnh một chút. Hơn nữa. Mảnh đất chúng tôi mua lại cũng vì cống hiến cho Trấn Ô Sơn. Đến lúc đó, nhà máy phát triển rồi, thu nhập thuế chẳng phải là các anh được lợi sao. Tuy nhiên, trước mắt huyện Ô Sơn phải đề ra một số chính sách thuận lợi đã. Ví dụ như 3 năm miễn thuế, về phương diện cho vay cần ra sức ủng hộ. Diệp Phàm cười một tiếng. Anh ấy à, sắp thành tinh rồi, chiếm ưu thế rồi, không ngờ lại còn muốn miễn thuế, việc này phải được huyện Ô Long đồng ý mới được. Tôi cũng không thể cứng nhắc mở miệng được, phải thế không? Ha ha ha! Tô Thanh Vân cười có phần quỷ dị. Diệp Phàm sững sờ, trong lòng nghĩ tên này hình như không tận lực giúp đỡ. Xem ra, anh ta phải mở miệng để nắm được chút gì đó. Báo quốc cũng ở Quảng Đông, e là anh không biết đúng chứ? Lúc này, Tô Thanh Vân lại cười. Ha ha, bác tôi là như vậy, rất ít liên hệ với tôi, nhưng ông đang yên ổn ở Đức Bình, vậy đến Quảng Đông này làm gì? Không phải là đặc ý đến thăm người anh sao? Diệp Phàm cười, đôi mắt chim ưng của anh ta phát hiện thấy Nghiêm Phương Long và Tào Nguyệt đang lắng tai nghe. Tự nhiên trong lòng anh ta giật mình. Tào Nguyệt hiện có ý dựa vào mình, còn Nghiêm Phương Long không rõ ràng. Nếu như có thể kéo hai người này vào phe của mình thì trong hội nghị ban lãnh đạo công ty sẽ có hai phiếu chắc chắn. Làm thế nào để không lộ ra dấu vết thân phận kiều báo quốc mới là trọng tâm? Ông ta không có lòng như vậy đâu. Tô Thanh Vân hừ một tiếng. Lẽ nào là đến làm việc, tỉnh Nam Phúc và Quảng Đông khoảng cách không gần đâu. Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ hỏi. Chẳng phải là trước kia ông ta là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy sao, cho nên muốn đến để kéo chút quan hệ. Ví dụ cùng một thành phố phát triển trực thuộc Quảng Đông hợp tác xây dựng. Chẳng qua là muốn đến kiếm chút tiền thôi. Tô Thanh Vân cười nói. Tìm được mục tiêu chưa? Diệp Phàm hỏi, trong lòng giật mình.
thầm nhủ, chẳng lẽ Tô Thanh Vân đến cầu mình? Cái này hình như là không phải vậy, chỉ cần Tô Thanh Vân mở miệng thì có việc gì không giải quyết được. Có lẽ là mấy chủ tịch phía dưới muốn cùng thành phố Đức Bình xây dựng. Không thể nào, hiện tại việc này không đơn giản. Trình độ phát triển kinh tế của thành phố Đức Bình không thể so sánh với bên chúng ta. Người ta xây dựng cùng anh chẳng phải là uổng phí tiền của sao. Hơn nữa, không phải là 10.000, 20.000, một lần viện trợ không có đến mấy chục triệu thì không thể ra tay được. Nếu lâu dài thì chẳng phải là 100-200 triệu, tiền này đặt trong túi áo người ta thoải mái, tại sao còn đưa cho anh tiêu đúng vậy không? Tô Thanh Vân cười nói, anh ta liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Trước kia chẳng phải là anh đã ở Ngư Đồng sao, quan hệ với bên Ngư Đồng cũng không tồi. Có thể nói với báo quốc không, tôi thấy Ngư Đồng hoàn toàn có thể tương trợ hữu nghị cho thành phố Đức Bình. Ha ha, bí thư Tô, lời này của anh khách khí rồi. Báo quốc cũng là bác tôi, nhưng mà tôi rời khỏi Ngư Đồng cũng mấy năm rồi. Hiện tại người đi trà nguội, e là lãnh đạo Ngư Đồng đều đổi rồi. Không quen với công việc trước kia thì có tác dụng gì, không bằng anh mở miệng là có thể thành công rồi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không chủ động ôm gánh nặng này. Không đơn giản như anh nói đâu, tôi có cái khó của tôi. Việc này cụ thể thế nào thì tôi không tiện nói. Nhưng lần này anh phải giúp báo quốc rồi. Tô Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc. Vậy được, đợi xong việc ký kết ngày mai, và sau khi việc bên huyện Ô Sơn ổn thỏa thì tôi sẽ đến Ngư Đồng một chuyến. Nhưng mà người đứng đầu thành phố Ngư Đồng này có những ai? Diệp Phàm nói. Chương 2917, tư lệnh chương mời khách. Chủ tịch thành phố là Ngư Toàn Tân, anh có thể không biết chứ? Nhưng chắc chắn anh biết đồng chí bí thư thành ủy Trương Minh Trọng chứ? Tôi còn nhớ ngày trước cậu ở Việt Đông nhận chức phó trưởng ban tổ chức, khi đó trong ban tổ chức cuộc giao lưu các cán bộ khắp nơi cậu còn làm người chủ trì đúng không? Mà khi đó đồng chí Trương Minh Trọng còn giúp cậu trong công tác triển khai. Tô Thanh Vân cười nói. Đúng vậy, tôi còn tưởng là ai? Chúng tôi vẫn thế. Diệp Phàm không phủ nhận, ngày trước còn giúp đỡ Trương Minh Trọng. Chút thể diện này có thể bán được rồi. Sau khi ăn cơm xong, Lang Phá Thiên nhận được điện thoại liền vội vàng cười nói với Diệp Phàm. Chúng ta cùng đi, tôi có việc muốn nói với anh. Diệp Phàm cũng liền nói với Nghiêm Phương Long và Tào Nguyệt để hai người họ về trước. Vừa vào trong xe, Lang Phá Thiên đã cười nói. Tư lệnh Trương mời anh đi uống rượu đó. Có chuyện tốt như vậy sao, sao không nói sớm. Đến lúc đó có uống hết 5 bình ngũ lương thì thật vui. Diệp Phàm cười nhìn Lang Phá Thiên sau đó hỏi. Tôi nói này lão Lang, đây có phải là tiệc hồng môn không? Ha ha, chẳng lẽ anh sợ rồi sao? Lang Phá Thiên cười thật là đều. Nghe điệu cười của anh chắc chắn là tôi đã đoán đúng rồi. Diệp Phàm nói. Tiệc hồng môn thì không phải, nhưng người ta là tư lệnh lại cho các anh chỗ tốt như thế, anh cũng phải thể hiện chút chứ đúng không? Lang Phá Thiên cười nói. Tôi nói anh nghe này, không phải là anh đã bán đứng tôi rồi chứ? Bằng không, một doanh nghiệp nghèo đến chỉ có chiếc quần đùi như chúng tôi đây, thì có gì tốt cho tư lệnh Trương chứ? Diệp Phàm cười nhìn Lang Phá Thiên, có cảm giác bị chơi đều. Ông ấy biết tổ A của chúng ta, bởi vì chuyện về núi Sương Bối và địa đạo núi Đại Hùng cũng là ông ấy giúp. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp ông ấy nhanh chóng giúp đỡ, nhưng thân phận của anh là bí mật nhất trong tổ A. Tôi nào dám nói cho ông ấy biết, nếu biết chắc chắn là bị kỷ luật rồi. Nhưng ông ấy thấy quan hệ của chúng ta thân mật như vậy. Hơn nữa, lần trước chuyện quân cảng cũng dễ dàng thành công, lại kịp thời được phê duyệt. Thực ra hình như ông ấy cũng đã đoán được chủ ý của đồng chí Cung Khai Hà rồi. Sau đó đã liên lạc với anh, có thể người ta đã đoán ra anh là người của tổ A, đương nhiên đoán cũng chỉ là đoán thôi, chứ chúng ta cũng không rõ mà ông ấy cũng giả vờ không biết gì. Lang Phá Thiên nói. Nhưng, mặc dù biết tôi là người của tổ A thì cũng không thể biết được tôi làm cụ thể những gì phải không? Chỉ là ông ấy muốn tôi giúp gì, đừng chỉ nhìn thấy bãi yến nguyệt chúng ta đã làm điều tốt. Nhưng để có được phê chuẩn, Diệp Phàm này cũng hy sinh nhiều lợi ích. Đây là giao dịch giữa tôi và đồng chí Cung Khai Hà. Ông này đúng là quá keo kiệt, không có chút lợi nào thì sao ông ấy giúp mình được. Cho nên, xem như là huề nhau thôi, không thể nói là ai nợ ai được. Diệp Phàm nói, chuyện này đương nhiên tôi biết, có thể tư lệnh Trương cũng có thể đoán ra. Việc phê duyệt quân cảng cũng là chuyện lớn, đồng chí tư lệnh này suýt nữa nhảy gãy chân mà cũng không làm được. Diệp Phàm anh chỉ đề nghị có một câu mà đã xong.
không có giao dịch có thân thế thì sao có thể hoàn thành thuận lợi được như vậy có phải không? Điều này chứng tỏ cái gì, Tư lệnh Trương người ta đã thấy được bối cảnh của anh rồi, bằng không ông ta không thể khách sao mà lại giao du với ông chủ của một doanh nghiệp nghèo nát đâu. Người ta rõ ràng là người sáng suốt, tiệc yến nguyệt này đáng giá bao nhiêu chứ, thằng ngốc cũng có thể đoán ra được. Lang Phá Thiên nói, họ hiện đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi, mới đến quân khu tỉnh thôi, chúng ta tiếp đãi ở nhà khách là được rồi. Lang Phá Thiên cười nói, Diệp Phàm coi như là tam tiến cung rồi. Tư lệnh Trương Thành Cao là người gầy, nhìn thì cũng không cao, cũng chỉ là chú lùn trung bình thôi. Ngại quá Tư lệnh Trương, chúng tôi không đến tiếp đón ông được. Lang Phá Thiên ra vẻ khách khí nói, tiếp đón gì chứ, tôi cũng vừa đến mà, trước đó cũng không thông báo với các anh. Trương Thành Cao cười nói, hai mắt liếc nhìn Diệp Phàm. Xin chào Tư lệnh Trương, tôi là Diệp Phàm của Hoành Không. Diệp Phàm giơ hai tay ra chào, Trương Thành Cao chỉ giơ ra một tay bắt tay Diệp Phàm, cười nói. Anh đúng là có khí phách của vị chủ tịch doanh nghiệp đó. Khí phách, nào dám nói ra hai từ đó trước mặt Tư lệnh Trương chứ? Ông chỉ nói đùa thôi. Diệp Phàm cũng khiêm tốn nói lại. Anh cũng đã khiến cho Tư lệnh Đàm và trưởng ban Long của chúng tôi suýt nữa phải gọi là mẹ rồi. Tư lệnh Trương cười nói. Tôi đâu có lợi hại như thế, Tư lệnh đúng là biết đùa rồi. Diệp Phàm lại khiêm tốn nói. Đi, đi, chúng ta ăn chút gì đã. Tư lệnh Trương cười nói. Mấy người tiến vào phòng tiếp đón. Cũng chắc có nhiều người, có trưởng bạn hậu cần Long của quân khu, Tư lệnh Đàm thành lý, còn có Tư lệnh Trương cộng đem Diệp Phàm và Lang Phá Thiên như vậy là 5 người. Nhưng trên bàn tiệc lại có đến 6 đôi đũa, Diệp Phàm cười nói. Còn có vị khách quý nào nữa chưa tới ạ? Kiều Thế Hào, lập tức đến rồi. Tư lệnh Đàm cười nói, mấy người đều đã ngồi xuống, không lâu sau thì Kiều Thế Hào nhễ nhãi mồ hôi bước vào. Em rể, cậu đến đây lúc nào vậy? Kiều Thế Hào vừa lau mồ hôi vừa nói. Mới đến ạ, Tư lệnh Trương mời thì không thể đến muộn được phải không? Diệp Phàm cười nói. Vậy tốt, tôi rất ít được dùng bữa cơm của Tư lệnh Trương. Đây là lần đầu tiên vậy. Kiều Thế Hào cười nói. Đồng chí Thế Hào, sư đoàn Hồng Kiếm của anh là bộ mặt của quân khu. Hàng năm quân khu đều rót cho các anh một khoản bằng 3-4 lần so với các đơn vị cung cấp. Lẽ nào ngay cả cơm cũng không có mà ăn sao? Trưởng ban Long cười nói. Ha ha ha. Nhưng chúng tôi làm công việc của cả 3-4 sư đoàn. Việc của họ chúng tôi làm được, nhưng việc của chúng tôi họ không làm được. Kiều Thế Hào phản lại nói. Mới nói anh có hai câu mà anh đã bắt đầu rồi. Tư lệnh Trương nói. Không dám. Kiều Thế Hào cười nói. Thế Hào, cuộc thi võ trong quân đội do Tổng Tham Mưu tổ chức, sư đoàn Hồng Kiếm của cậu là người đi đầu, nhất định phải lấy giải vàng về. Bằng không tôi sẽ đánh vào cái mông này cho coi đấy. Tư lệnh Trương uống ngụm trà nói. Đúng vậy Thế Hào, lần này phải xem anh đó. Trận này nhìn thì lớn nhưng thực chất cũng là một cuộc thi đấu lựa chọn thôi. Tư lệnh Đàm nói. Cuộc thi lựa chọn, chọn gì, lẽ nào có hoạt động lớn sao? Kiều Thế Hào trừng hai mắt, hứng thú hỏi. Xem anh kìa, vừa mới nói đến hành động thôi đã máu như gà trọi rồi. Tư lệnh Đàm cười nói tiếp. Nói thực với anh lần này thi đấu là để tuyển chọn ra 3 người để tham gia vào đại hội thi đấu quốc tế. Trận đấu lần này được tổ chức trong rừng rậm châu Phi, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, nếu không có tố chất cứng rắn thì chắc chắn sẽ mất thể diện cả nước. Bởi vì chỉ có 3 người nên quân khu, hải quân, không quân đều rất chú ý đến. Tất cả mọi người đều cố gắng để lọt vào top 3. Nếu như có thể lọt vào thì sẽ là niềm vinh dự cho quân khu rồi. Lần này Tư lệnh Trương đã quyết tâm rất lớn, quân khu chúng ta ít nhất phải có được một người lọt vào. Bằng không đúng là mất mặt quân khu. Vì chuyện này mà Tư lệnh Trương cũng đã đánh cuộc với đồng chí Trần Khải Việt Tư lệnh quân khu Lam Kinh. Nên anh cũng nên biết thế. Chuyện này khó đấy, Tư lệnh Trương đã gây áp lực cho tôi thế. Sư đoàn A của quân khu Lam Kinh không thèm so với sư đoàn Hồng Kiếm của chúng ta đâu. Những cuộc thi trước chúng ta hình như chẳng bao giờ giành được gì. Mà đội A đó gần đội báo săn Vịnh Lam Nguyệt, nên người ta gần quan được ăn bổng lộc mà. Đội báo săn như thế nào thì mọi người ngồi đây đều biết, bao gồm cả đồng chí Diệp Phàm cũng biết, rất là có thực lực, là đỉnh cao đó. Không phải tôi đang hạ thấp bản thân, mà đúng là áp lực trước giờ chưa từng có, huống hồ sư đoàn trưởng đội A lại là đồng chí Trần Trung Lương.
Anh ta là nhân vật thế nào, mọi người ngồi đây đều biết. Mà sân luyện tập của đội báo săn là sân luyện tập với những thiết bị tiên tiến nhất, kỹ thuật cao nhất, hiệu quả cao nhất, là một sân tập mạnh nhất. Chúng ta muốn vào đó luyện một lần cũng không dễ dàng. Một năm cũng không đến đó được một lượt, nếu có may mắn đến được đó tập thì cũng chỉ vài ngày. Mà đội A không giống thế, họ đến đó tập cứ như về nhà vậy. Mẹ kiếp, so sánh như thế có phải là tức điên lên không? Chúng ta mà so sánh với bọn họ thì cũng tức mà chết thôi. Kiều Thế Hào vẻ mặt cay đắng nhìn Diệp Phàm. Bởi vì Trấn Trung Lương là con của Trấn Đông Hải, tuy Trấn Đông Hải đã hy sinh nhưng các đồng chí trong tổ A đều quan tâm đến Trấn Trung Lương. Anh ta yêu cầu gì họ cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Bao gồm cả việc anh ta đào tạo nhân tài. Ôi, Thế Hào nói đúng là sự thực, cả nước chỉ có một Vịnh Lam Nguyệt là có sân luyện tập nổi tiếng như thế. Nếu so với thế giới thì cũng được lọt vào top 3. Mà cùng với việc kéo dài thời gian, thì càng có nhiều thiết bị kỹ thuật được trang bị vào sân luyện tập của đội báo săn. Ngay kinh phí hàng năm cũng đã là 300 triệu rồi. Trên trời, hay dưới nước, hay trong lòng đất họ đều có thể luyện tập. Những thứ mà chúng ta còn chưa nghĩ đến thì họ cũng đã nghĩ đến rồi. Nên quân khu nào mà không nhòm ngó đến nơi đó, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với hiện thực thôi. Nếu không có sân tập như vậy lẽ nào chúng ta không tập luyện sao? Chúng ta vẫn phải kiên trì luyện tập, hơn nữa còn phải bỏ ra nhiều thời gian để luyện tập hơn cả họ. Chăm chỉ mới được, chúng ta không thể than trời trách phận được, như vậy sẽ không làm nên chuyện gì được. Mà không phải sân tập của chúng ta cũng đang từng bước cải thiện sao? Tư lệnh Trương nói, em rể, trước kia cậu cũng đã nhận chức phó tư lệnh ở Vịnh Lam Nguyệt. Nên rất hiểu về nơi đó. Có thể chào hỏi một tiếng với thủ trưởng bên đó không, trước khi đến cuộc thi có thể cho chúng tôi một tuần để luyện tập ở đó được không? Tôi không yêu cầu cao, chỉ là một tuần thôi. Kiều Thế Hào đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Có thể trước đại hội thi đấu sẽ rất bận. Diệp Phàm nói, bận thì đúng là bận rồi, các quân khu khác, rồi hải quân, không quân kể cả nhị pháo cũng đang nhăm nho chỗ này. Thời gian này độ khó càng cao. Lang Phá Thiên nói. Đương nhiên anh ta biết chỉ cần Diệp Phàm mở miệng là ok rồi. Nhưng việc này cũng phải đẩy mạnh độ khó của nó, đợi tư lệnh Trương mở miệng mới thấy quan trọng. Nếu như dễ dàng quá thì lại không có tính khiêu chiến rồi. Ha ha, Chủ tịch Diệp, anh xem đi, dù gì thì anh cũng đã công tác ở đó, có thể nói với lãnh đạo vài câu được không? Quả nhiên tư lệnh Trương đã lên tiếng. Việc này để tôi thử xem sao, nhưng tôi không đảm bảo là có thể sắp xếp được đâu nhé. Giờ còn bao nhiêu ngày nữa là đến cuộc thi? Diệp Phàm hỏi. Một tháng. Kiều Thế Hào nói. Chương 2918, mượn quân. Một tháng, thế thì khó đấy. Anh lại còn yêu cầu những một tuần, toàn thể quân ở đại lục mà xếp lên thì mỗi đội hai ngày cũng đã không đủ rồi. Mà người trong đội quân báo săn cũng cần phải luyện tập chứ. Cộng thêm cả đội A gần quan được ăn bổng lộc, có thể để 7, 8 ngày cho quân đội cả nước cũng không tệ rồi. Anh lại còn muốn chiếm toàn bộ 7, 8 ngày, việc này thực sự là rất khó. Diệp Phàm cố tình trao mày nói. Ha ha, bãi Yến Nguyệt của chúng ta cũng là khoảng đất tốt mà. Tư lệnh Đàm không nhịn được chen vào nói. Như vậy đi, 7 ngày tôi không thể đảm bảo nhưng 2 ngày thì tôi có thể đảm bảo được. Nhưng tư lệnh Trương, tôi muốn trong vòng 1 tháng các anh phải chuyển phi không đi, thời gian này cũng quá vội vàng rồi. Diệp Phàm bắt đầu ra điều kiện. Thời gian không thể kéo dài được, một tháng chúng tôi đã đưa ra rồi. Tốt nhất trong vòng 20 ngày có thể chuyển xong là tốt nhất. Tư lệnh Trương nói, 20 ngày, sao có thể làm chứ? Phi không của chúng tôi không phải nhỏ, còn bao nhiêu thiết bị nữa? Mà có những thiết bị rất nặng, phải dùng đến xe cẩu mới có thể di chuyển đi được. Bằng không thế này, tư lệnh Trương, quân khu của ông chắc chắn có bộ đội chuyên về phương diện này. Ví dụ như bộ đội công binh. Có thể giúp chúng tôi chuyển không? Địa điểm mới 2 ngày sau chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh. Các anh bỏ ra vài người và chút máy móc để giúp chúng tôi bước đầu thực hiện việc này, thế nào? Diệp Phàm nói. Chủ tịch Diệp, anh tính như vậy quả là lớn. Cho chúng tôi có 2 ngày mà lại yêu cầu chúng tôi cho người, cho máy móc ra giúp các anh. Chủ tịch Diệp, làm người cũng phải biết đối nhân xử thế tí chứ. Tư lệnh Đàm ra vẻ đùa nói. Nhưng những lời châm chọc đó đều có chút ý vị, ai cũng có thể nhận ra. Ha ha, việc này còn chưa định mà. Không chừng việc các anh làm cho chúng tôi sẽ khiến họ cảm động. Lãnh đạo đội báo săn hứng thú lên,
ha ha, có cho các anh 5, 6 ngày đều được. Diệp Phàm bộ dạng cười đùa nói. Chúng tôi giúp các anh chuyện của Phi không, thì có liên quan gì đến lãnh đạo của báo săn chứ? Tủ lệnh Đàm cười nói. Ha ha ha, Diệp Phàm chỉ cười mà không nói gì. Việc này tôi đồng ý. Đúng lúc đó tư lệnh Trương đột nhiên lên tiếng, ông ấy nhìn Diệp Phàm, nói. Nhưng ngoài ra còn một điều kiện nữa. Tư lệnh Trương có gì xin cứ nói ạ. Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Anh phải hỗ trợ cùng với sư đoàn Hồng Kiếm để có thể nhận ít nhất được một vị trí trong top 3 này. Tư lệnh Trương nghiêm túc nói. Cái này có thể nghĩ cách, nhưng tôi muốn xem họ thế nào đã mới có thể kết luận được. Diệp Phàm nói. Thế Hào, người của cậu có cùng đến không? Tư lệnh Trương hỏi. Đã đến rồi, họ đang tập luyện ở sân bên kia núi. Kiều Thế Hào nói. Thế nào bí thư Diệp, chúng ta đi xem chứ? Tư lệnh Trương nói. Đi. Rượu này cũng đã uống say nửa rồi, đi xem thế nào. Diệp Phàm nói, một đoàn người bắt đầu đến sân luyện tập. Cách thành phố Việt Châu khoảng 5.000 mét có một sân luyện tập, lại được xây dựng trên sườn núi. Nhưng địa thế tương đối rộng rãi, nhưng bao quanh nó toàn là những cây đại thụ. Mà sân huấn luyện cũng thấp thoáng dưới bóng cây đó. Bên trong đã có 8 người, rất cao to, khỏe mạnh. Họ chính là 8 hổ tướng của tôi. Kiều Thế Hào nói rất tự hào. Lão Lang, anh lên thử xem. Diệp Phàm nói, Lang Phá Thiên liền tiến nhanh, nói với những người kia. Các anh lên hết cho tôi, dùng hết sức của các anh mà đánh tôi. Ra tay là không được nể tình, Lang Phá Thiên này không thích tình cảm ở đây. Người nào có thể hạ được tôi ở đây tôi sẽ bảo đảm trước mặt các vị ở đây, sẽ cho người đó thăng lên một quân hàm nữa. Nhưng vẫn chẳng có ai trong 8 người kia nhúc nhích, ai nấy cũng đều nhìn Kiều Thế Hào. Thế nào? Sao lại không động tĩnh gì? Lang Phá Thiên trừng mắt nói. Anh ta là tư lệnh lang của quân khu tỉnh, các anh không cần phải lo lắng gì. Có bao nhiêu sức lực cứ dốc hết ra, nghe cho rõ đây, nếu làm mất mặt tôi thì liền cút đi. Kiều Thế Hào quát. Lên. Một trong 8 người đó hình như là thượng úy, liền lên tiếng, xông lên trước. Đột nhiên mấy người đằng sau cũng theo đó mà xông lên. Bốp bốp bốp. Lập tức trên sân tập mấy người đã lao vào nhau. Lang Phá Thiên đúng như con cá đang bơi lội, xuyên qua những người kia. 8 người này tuy nói là mạnh mẽ nhưng thực lực còn kém xa, đến áo của lão lang còn chả động phải. 8 người đã tức giận rồi, ban đầu còn sợ làm thương tư lệnh của tỉnh, giờ thì ra tay không nể tình nữa rồi. Giơ quyền ra là như uy vũ, nhưng kết quả đúng là rất xấu hổ. Kiều Thế Hào đứng bên chỉ trỏ mắt cũng đều đỏ cả rồi. Anh ta hận không thể tiến lên được. Trương Thành Cao cũng nghiêm túc nhìn. Tư lệnh Đàm cùng cười cứng nhắc, còn trưởng ban Long cũng sầm cả mặt. Các anh chơi đủ rồi chứ, để tôi ra tay. Lang Phá Thiên chán chơi rồi, lập tức ra vài chiêu thế là cả 8 người kia ngã nhào hết xuống dưới đất. 8 người này cũng rất hung hãn, nhảy phốc từ dưới đất lên nhưng đã bị Diệp Phàm gọi lại. Là mấy người đó sao, lại còn là bát hổ tương. Tôi thấy nếu để họ tranh top 3 thì chắc chắn là khó. Lang Phá Thiên phủi nắm tay của mình. Chẳng hề nể mặt Kiều Thế Hào gì cả. Đi. Tư lệnh Trương hừ nói một tiếng rồi quay người đi. Cả đoàn người lại vội vàng về phòng nghỉ của sân tập. Tư lệnh, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đó là những cao thủ đã được chọn lựa trong quân khu. Đúng là không bột đố gột nên hồ rồi. Quân khu của chúng ta chẳng có ai cả. Kiều Thế Hào xấu hổ, nghiêm chỉnh như vẻ mặt nhận tội. Bí thư Diệp, anh thấy thế nào? Tư lệnh Trương không thèm để ý đến anh ta. Quay sang hỏi trực tiếp Diệp Phàm, lúc này muốn ra hiệu chút cũng không có cơ hội. Trong 8 người này có một người là tứ đẳng, còn lại là tam đẳng. Chúng ta cũng không biết tình hình của quân khu khác. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, 8 người này có năng lực cao nhất cũng không đánh lại được những đồng chí bên đội A của quân khu Lam Kinh. Ngày trước tôi đã gặp những cao thủ của đội A, công lực của họ đúng là cao hơn các anh rất nhiều. Ví dụ không cần vị trí thứ nhất. Nếu có tranh đoạt vị trí thứ 3 thì cũng không biết của quân khu khác như thế nào. Diệp Phàm nói. Có thể là không được, tôi đã tìm hiểu rồi nghe nói cao thủ của đội A đã cùng so tài với các quân khu khác. Được biết hai quân khu khác cũng có cao thủ bất phân thắng bại với họ. Tư lệnh Đàm đứng bên cạnh chau mày nói. Như thế lần này hy vọng của các anh đúng là rất nhỏ. Diệp Phàm chau mày nói, hắn ta phát hiện ra người có năng lực cao nhất cũng chưa qua giai đoạn đầu của tứ đẳng. Nếu như bản thân hắn có giúp thì cũng chỉ giúp anh ta nên một bậc nhỏ,
có thể cũng chẳng có tác dụng gì. Tư lệnh, tôi đã phụ sự kỳ vọng của các anh rồi. Xin các anh cứ trừng phạt tôi. Kiều Thế Hào đỏ bừng mặt không dám làm gì. Phạt anh thì cũng có ích gì. Việc này cũng không phải là trách nhiệm của anh. Chỉ có thể nói vận may của chúng ta không tốt thôi, không có được cao thủ. Tư lệnh Trương hừ nói. Trong phòng lập tức im bặt. Mãi lâu sau, ông ấy mới đột nhiên đập bàn một cái, nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, nếu như anh có cách nào để giúp chúng tôi chuyện này thì Trương Thành Cao tôi đây sẽ đồng ý hoàn thành việc của Phi không cho anh, mà còn xây dựng cho anh một bến tàu nữa. Lời này là thật chứ? Diệp Phàm nghiêm mặt nhìn ông ấy nói. Trương Thành Cao tôi lúc nào nói không tính toán gì đâu. Trương Thành Cao nói. Ha ha, không phải là không có cách nào. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Bí thư Diệp, mời cứ nói. Tôi đang lo lắng lắm rồi. Tư lệnh Đàm ngồi không yên nói. Mượn người đi. Diệp Phàm cười nói. Mượn người, mượn ở đâu được chứ? Đây là cao thủ chứ có phải là rau xanh, củ cải đâu, không phải chỗ nào cũng tùy tiện tìm được. Tư lệnh Đàm liền nói. Tư lệnh Lang, anh còn nhớ Điền Nhất Đao chứ? Diệp Phàm cười nói. Sao, anh muốn mượn anh ta sao? Lang Phá Thiên đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, vỗ tay nói. Kế này rất hay, ha ha. Thân thủ Điền Nhất Đao rất cao hay sao? Tư lệnh Trương lập tức hứng thú. Ha ha, tám người họ chắc chắn là dễ dàng giải quyết. Diệp Phàm cười nói. Người này hiện đang ở nơi nào, nhưng anh ta có đồng ý tham gia quân đội không? Nếu đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp đón mà đãi ngộ bên quân đội cũng có thể thương lượng, cho một chế độ đặc biệt có được không? Tư lệnh Trương hỏi. Tư lệnh Trương có thể đưa ra đãi ngộ đặc biệt không? Diệp Phàm muốn xem khẩu vị của ông ta. Điền Nhất Đao là người của tổ A, không thể để quân khu Việt Châu lấy mất được. Nhưng hiện giờ anh ta vẫn chưa chính thức vào tổ, để vào đây trước cũng được. Một là lên chức úy, nếu như có thể giành được một vị trí trong top 3 sẽ lên chức chung, quân khu sẽ tặng 200.000. Nếu như có thể lọt vào danh sách top 6 của cuộc thi quốc tế thì quân khu sẽ tặng cho 500.000. Tư lệnh Trương nghiêm mặt nói. Cái này người ta không thèm. Điền Nhất Đao là tổng giám đốc của hiệu mì đao tước của thành phố Cảng Cửu, lẽ nào còn thiếu tiền sao? Nhưng nếu tư lệnh Trương đã đồng ý giúp chúng tôi thì việc này tôi sẽ giúp. Nhưng việc này phải nói rõ ràng. Các anh có thể gọi anh ấy đến ngay lập tức nhưng một khi cuộc thi quốc tế kết thúc các anh phải trả người. Ý của tôi tư lệnh Trương rõ chứ? Diệp Phàm hỏi. Trả người, anh có ý gì? Tư lệnh Trương hỏi. Anh ta đã là người của đơn vị khác, chỉ là mượn cho các anh chút thôi. Hoàn toàn là vì danh hiệu của các anh thôi. Diệp Phàm ám chỉ nói. Được, nhưng bí thư Diệp, chúng tôi giúp anh không ít, Điền Nhất Đao làm việc xong sẽ đi. Nhưng anh nhất định phải đào tạo cho chúng tôi một hay hai đồng chí có thế lực để có thể lọt được vào top 3 các trận đấu toàn quốc. Ít nhất cũng phải có một đồng chí có thực lực như thế, bằng không sang năm, năm sau nữa cũng sẽ không được gì. Thế chẳng phải là càng mất thể diện sao? Tư lệnh Trương đưa ra điều kiện. Tôi đồng ý đào tạo một người, nhưng việc này không cần tôi phải đích thân làm. Đồng chí Phá Thiên có thể làm được, anh ấy cũng là tổng huấn luyện viên của quân khu các anh. Đây cũng là chức trách của anh ấy đúng không? Diệp Phàm cười nói. Chương 2919, hàng second hand. Tôi nói này anh Diệp, anh đã đồng ý với điều kiện của tư lệnh Trương rồi, sao lại còn lôi tôi vào chuyện này nữa? Không được, không được. Tôi có thể đồng ý với anh đào tạo một người nhưng không có những nền tảng cơ bản thì không được. Ít nhất, anh cũng phải chọn ra được một người lục đẳng để vào quân khu. Bằng không tôi không có cách nào mà dạy được đâu. Lang Phá Thiên lập tức phản đối. Lục đẳng, việc này khó quá. Hơn nữa nếu là lục đẳng rồi thì chắc chắn bên kia cũng đã trông chờ rồi. Diệp Phàm nói. Ha ha, bí thư Diệp anh chắc chắn có cách mà. Lang Phá Thiên cười nói. Việc này tôi cũng nói, cũng không thể thu vớt một mẻ cao thủ trong cả nước được đúng không? Dù sao cũng phải tạo ra mầm giống cho quân khu chứ. Tư lệnh Trương không ngờ nói ra những lời thô tục. Diệp Phàm ngay lập tức gọi điện cho Đới Thành, Đới Thành hình như do dự một hồi rồi nói phải được tổ trưởng cung đồng ý mới được. Diệp Phàm cũng không có cách nào đành phải gọi điện cho đồng chí cung Khai Hà, nói lại một lượt chuyện này. Chuyện này không có gì để giấu, cũng không thể giấu giếm được. Không được. Không được, nếu cho anh ta mượn thì ít nhất cũng là nửa năm. Chúng ta không thể đợi được. Mà đến lúc đó Trương Thành Cao lại chơi trò quyệt nợ thì chắc chắn chúng ta phiền phức rồi.
việc như thế này không phải là đã không xảy ra lần nào. Trước kia vốn có mấy đồng chí của quân khu đã có ý kiến với cao thủ trong tổ của chúng ta rồi. Đến lúc đó lại gây áp lực thì đúng là phiền phức. Nhân tài mà ai mà chẳng muốn giữ. Cung Khai Hà chẳng nghĩ gì đã lập tức bác bỏ. Việc này tôi đã cùng với tư lệnh Trương ký một bản hiệp nghị địa hạ rồi, tin chắc rằng đồng chí này cũng không thể nói xuông được có phải không? Diệp Phàm nói, hiệp nghị thì có tác dụng gì, không chừng đến lúc đó Trương Thành Cao lại phủi mông mà chạy, người mới đến lại không thừa nhận bản hiệp nghị đó. Không được, việc này tuyệt đối không thương lượng được. Thái độ Cung Khai Hà rất cương quyết, không dễ dàng gì có được một cao thủ thất đẳng, làm sao có thể để cho nó bay đi được như thế. Thủ trưởng Cung, thật sự không được phải không? Diệp Phàm cũng tức giận rồi, giọng có vẻ nặng nề hơn. Không được là không được. Cung Khai Hà hừ nói. Không được vậy được, độc trên người Điền Nhất Đao còn chưa giải hết ra được, ha ha, đến lúc đó. Diệp Phàm cười nói. Anh đang uy hiếp tôi có phải không? Giọng điệu Cung Khai Hà cũng rất nặng nề. Chưa đến mức uy hiếp, tôi cũng chẳng còn cách nào cả. Nếu như tổ có thể làm cho phi không chúng tôi một bến tàu thì việc này tôi đã không cần lo đến. Hơn nữa, tôi còn nợ tư lệnh Trương một ân tình. Mà tôi nhất định phải trả, nếu không trả thì đến ngủ cũng không yên. Diệp Phàm nói, yêu cầu này của anh rất vô lý, tổ không thể đồng ý được. Cung Khai Hà nói, thế tôi cũng chẳng có cách nào khác. Diệp Phàm bắt đầu giở trò chí phèo. Anh, Cung Khai Hà tức giận đến nỗi không nói được ra, mãi lúc sau mới nói. Anh muốn mượn cũng được nếu đến lúc đó mà đồng chí Trương Thành Cao muốn ỉ lại, không trả về thì anh phải tìm một cao thủ bát đẳng thay cho tôi. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu vô lý này của anh, chỉ có lần này là ngoại lệ, không có lần sau nữa đâu. Được, tổ trưởng Cung, ông còn độc ác hơn cả Diệp Phàm này. Diệp Phàm chọc tức. Nói ra những lời cũng ghê gớm. Ha ha, thế mới được chứ. Không phải lo lắng gì, tôi tin rằng đồng chí Trương Thành Cao cũng là người trọng chữ tín. Mà các anh cũng đã ký bản hiệp nghị địa hạ có phải không? Bí thư Diệp đến cả thủ doanh nhỏ cũng không có sao. Mà nói ra thì cũng phải là lùi một bước tiến ba bước, Điền Nhất Đao không quay lại thì anh cũng có mạng lưới cao thủ nơi khác mà. Đồng chí Diệp Phàm anh hiện là bá nhạc trong tổ, không phải là có cơ hội để gặp cao thủ sao? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cung Khai Hà đột nhiên vui vẻ, dùng những lời khi nãy Diệp Phàm nói để nói lại hắn ta. Ông đúng là cao thủ. Diệp Phàm nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Nhưng vì bảo hiểm một chút Diệp Phàm cũng yêu cầu Trương Thành Cao ký hiệp định địa hạ. Lang Phá Thiên và Tư lệnh Đàm là những người chứng kiến. Ha ha, chúng ta về uống rượu tiếp đi. Hôm nay đúng là rất vui, Bí thư Diệp, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Thành Cao cười nói, uống gì chứ, tôi còn cả núi việc đây, xin đi trước. Diệp Phàm có chút buồn bực, cáo từ. Yên tâm, một khi nhà máy mới của các anh hoàn thành, anh nói với đồng chí Lang Phá Thiên. Quân khu chúng tôi sẽ cho binh đoàn đến để giúp các anh. Trương Thành Cao tôi đã đồng ý chuyện xây bến tàu nhất định chúng tôi sẽ làm, nhưng quy hoạch của các anh phải làm tốt, bằng không hồ đồ xây dựng sẽ tổn thất đó. Trương Thành Cao nói đằng sau lưng Diệp Phàm. Yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, tiến vào trong xe rồi đi mất. Anh Diệp, lần này chắc chắn anh đã kiếm lời rồi. Lang Phá Thiên vừa lên xe đã tếu táo. Lão Lang, tôi đang nghi ngờ anh và Lão Trương cùng một phe. Sao lại có thể nói chỉ mình tôi kiếm lời, sao anh không nói là việc này khó làm lắm? Diệp Phàm cười nói. Khó cái khỉ gì, chẳng phải là anh chỉ tốn tí nước bọt đấy thi. Nước bọt của anh đúng là đáng giá đó. Lão Lang này đến phục anh, phục sát đất rồi. Lang Phá Thiên hừ nói. Nhưng các anh còn chưa khởi động vốn thì cũng là chuyện khó phải không? Đúng vậy, bãi Yến Nguyệt kia chắc chắn đã được bán đi một phần. Nhưng phải đợi đến khi Ủy ban Nhân dân thông báo mới có thể bán được, bằng không cũng không kiếm được là bao. Thời gian này chắc chắn là khó kiếm rồi. Diệp Phàm nói. Khó gì chứ, tình nhân của anh không phải là bà tỷ phú sao, bảo cô ấy đầu tư. Mà bãi Yến Nguyệt anh nói sẽ làm mô hình nhà khách chắc chắn là kiếm được tiền đó. Đến lúc đó những nhân sĩ dũng mãnh các nơi sẽ đến đó, lão Diệp anh đếm tiền cứ gọi là mỏi tay. Lang Phá Thiên cười nói. Anh đang nói cái gì thế, tôi làm gì có tình nhân nào. Diệp Phàm cũng có chút tức giận. Không phải là đồng oanh oanh của Hoàng Triều Đế Đô sao? Người ta đúng là lợi hại,
còn trẻ hơn cả anh, thế mà đã là quý bà bạc tỷ rồi. Thật là đáng phục. Lang Phá Thiên cười nói. Lão Lang, chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Ngày trước tôi phá án của nhà họ nên mới biết cô ấy, chứ chúng tôi không có quan hệ gì. Diệp Phàm nhanh chóng phủ nhận. Anh em chúng ta thì cần gì phải giấu nữa. Lão Lang này sẽ không mang chuyện này ra ủy ban kỷ luật đâu. Mà trái lại còn phải phục anh nữa. Cô nương đó đúng là to. Lão Lang này không có cái phúc phận đó, thật là buồn. Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, hay là để tôi giới thiệu cô ấy cho anh. Diệp Phàm cũng cười nói. Thôi đi, tôi không thèm chơi hàng second hand. Lang Phá Thiên nói ra một câu khiến Diệp Phàm nghẹn ngào. Anh mới là hàng second hand đấy. Diệp Phàm tức giận mắng. Đúng rồi, anh điều tra cho tôi anh cha đồng nhiên của Đồng Oanh Oanh đang làm gì. Làm gì, khi nãy vừa nói là không có quan hệ gì, giờ lại quan tâm đến ông cậu làm gì. Lang Phá Thiên hừ nói. Có việc dùng, Đồng Oanh Oanh hiện giờ trưởng thành rồi. Nghiễm nhiên là người con gái mạnh mẽ trong giới thương nhân. Lần trước cô ấy cũng đã nói đến chuyện hợp tác làm xưởng tàu. Nhưng cũng rất keo kiệt, chẳng hề để ý đến ân cứu mạng trước. Diệp Phàm buồn bực nói. Anh muốn ra tay với anh ta sao? Lang Phá Thiên là người thông minh vừa nghe là đã hiểu liền. Đúng, trước kia anh ta làm ở trong tỉnh ủy, nhưng đều bị thất bại sau đó tôi đã giúp anh ấy một lần. Giới thiệu cho anh ấy phó chủ tỉnh thường vụ Lâm Phong. Và anh ta đã trở thành thư ký của ông ấy, nhưng đã mấy năm rồi không biết phó chủ tịch Lâm còn ở Việt Đông hay không. Diệp Phàm nói, doanh trại Thiết Đả đã có binh lính đi ra, thời gian mấy năm rồi không có đồng chí nào muốn thay đổi. Trừ tôi ra, Lâm Phong có phải là loại người đó không? Lang Phá Thiên hỏi, năm ấy ông ấy vừa 50 đến bây giờ khoảng 55, 56, đối với cán bộ cấp bậc thế này tuổi 55, 56 được gọi làm thời đại hoàng kim của ông ấy. Mà đứng sau ông ấy chắc chắn là phải có uy thế lắm, đó chính là đồng chí Uông Bác Minh phó bí thư thường vụ chính ủy quốc gia. Diệp Phàm nói, không phải Uông Bác Minh đã nghỉ hưu rồi sao? Nếu như đã về hưu rồi thì chắc chắn tiền đồ của Lâm Phong cũng không thể sang dọi được. Như cán bộ như thế, một khi đã về hưu, ông ấy muốn lên thêm một bước thì cũng khó như lên trời. Lang Phá Thiên nói, tôi cũng đã gọi điện thoại rồi, việc này chủ nhiệm Chánh văn phòng chắc chắn cũng đã nghe nói đến chút. Dù sao tôi cũng còn treo chức ủy viên thường vụ mà. Lang Phá Thiên dừng xe lại dưới một gốc cây rồi gọi điện thoại, một hồi. Rồi. Quay lại nói với Diệp Phàm. Lâm Phong đã bị điều đi rồi, hình như có chuyện gì xảy ra nên ông ta có liên quan, điều đến chức phó chủ tịch tỉnh, không vào được. Còn về phần bí thư đồng nhiên, nghe nói khi đồng chí Lâm Phong đi đã sắp xếp cho ông ấy một vị trí, hình như là đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện rồi. Nhưng có lẽ đối thủ của Lâm Phong cũng không ra sao, đồng nhiên cũng đã bị liên lụy. Kết quả là phó chủ tịch này còn chưa ngồi yên được nửa năm mà đã phải bỏ đi rồi. Sau đó đoán chừng là Đồng Oanh Oanh đã ra tay, nên mới bảo vệ được đồng nhiên. Nhưng cũng chỉ là chức cán bộ nhàn tản. Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Kim Mã trực thuộc thành phố Hải Châu. Việc này còn làm gì nữa? Đồng nhiên mới bao nhiêu tuổi, mới 30 chứ mấy. Nhưng tôi cũng thấy lạ. Đồng Oanh Oanh có tiền có thế lực như vậy sao lại không giúp anh mình? Vì sao đồng nhiên đến chết mà vẫn ôm thân phận viên chức công vụ chính quyền? Từ chức mà đi theo con đường kinh doanh có phải là hứng thú không? So với chức ở chính quyền mà bị người ta khinh thường, hầu hạ các vị lãnh đạo cũng nhiều rồi. Đồng nhiên đúng Lang Phá Thiên có tính cách này, anh ta thích làm việc trong chính quyền. Tiền thì không thiếu, người này như một gân cây. Ngày trước nhà họ Đồng có khí khăn gì thì Đồng Oanh Oanh khuyên anh ta. Nhưng anh ta không nghe. Nói là ghét làm thương nhân, chết cũng chỉ làm trong chính quyền thôi. Diệp Phàm cười nói. Đồng Oanh Oanh là người phụ nữ mạnh mẽ trong giới thương nhân, để anh một chức trong kinh doanh chắc chắn là không khó đúng không? Lang Phá Thiên có chút không hiểu. Việc này cũng không nhất định, Đồng Oanh Oanh đúng là mạnh nhưng Lâm Phong cũng không kém đúng không? Diệp Phàm cười nói. Cũng đúng, có thể đọ sức với đồng chí Lâm Phong chắc chắn cũng phải là chức phó ban tỉnh ủy. Nhưng người có cấp bậc như vậy chắc cũng lực bất tòng tâm mất. Lang Phá Thiên gật đầu nói. Việc này phải giúp đồng nhiên mới được, có thể nên điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng việc này chắc chắn là Đồng Oanh Oanh cũng biết. Diệp Phàm nói. Chương 2920, Thiên Kim xuất thế. Vậy để tôi liên lạc cho Đồng Oanh Oanh hỏi xem tình hình ra sao rồi nói,
đến lúc đó anh thực sự muốn giúp cô ấy thì ít nhất cô ấy cũng phải nợ anh một ân tình. Mà bố mẹ cô ấy cũng mất rồi, chỉ còn có một người anh này. Như vậy chuyện hợp tác sau này cũng là tình nguyện rồi. Chẳng lẽ cô ấy lại chấp nhận nhìn anh mình lại thất bại thế sao? Hơn nữa, anh có cách mà, kể cả để cho cô ấy tình nguyện lên giường cũng được mà. Đến lúc đó, kim khố của cô ấy không phải anh tùy ý lấy được sao? Lang Phá Thiên cười nói. Lời này mà anh cũng nói được ra sao, tôi lại cứ nghĩ anh đạo mạo, anh quân tử. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, anh chỉ là kẻ sói đội lốt người mà thôi. Diệp Phàm nói. Đấy là tôi nói chủ ý của anh mà, anh thấy không được thì thôi. Lại còn nói tôi, đúng là. Lang Phá Thiên nói. Thôi đi, chủ ý của anh quá khốn nạn rồi. Diệp Phàm khua tay nói. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Phàm đổ chuông, vừa nhìn đã thấy là số điện thoại của Vương Nhân Bàng, anh ta hét lớn. Diệp Phàm anh lập tức về tiểu khi hồng viên của Việt Châu đi. Làm gì, có chuyện gì cấp bách sao? Tôi đang nói chuyện phiếm với lão Lang đây. Diệp Phàm cười nói. Anh không về thì đừng có hối hận, nhanh lên, quay về luôn đi. Vương Nhân Bàng nói rất nghiêm túc, Diệp Phàm cũng thấy hứng thú hỏi tại sao mà anh ta không nói, nên chẳng còn cách gì, đành phải cùng Lang Phá Thiên lao thẳng về tiểu khu. Tiểu khu Hồng Viên là nơi hẻo lánh, nhưng cũng chính vì hẻo lánh nên giá đất ở đây không đắt như ở thành phố. Vì thế mà môi trường ở đây rất tuyệt, lại còn nằm bên sông Trúc Giang. Diện tích khu này không hề nhỏ, có thể ở được hàng chục nghìn người. Mà bên cạnh còn có cả trường học, bệnh viện, khu mua bán, mọi phương tiện đều có cả. Một số những đại gia cũng thích nơi này, nên muốn chuẩn bị thiết bị rồi mô hình hoa viên để làm. Vốn không thể tùy tiện vào được nên Lang Phá Thiên rất tức giận, đưa ra cả thẻ quân nhân mà cũng không được, suýt nữa muốn đánh cho mấy tên bảo vệ ở đây một trận. Thấy lão Lang đi mãi xa mấy tên kia mới lấy lại tinh thần được cầm trong lòng thầm nghĩ mấy người này là người nào thế không biết. Anh này, sao mà phải nóng giận với mấy cậu bảo vệ đó làm gì? Diệp Phàm cười nói. Không chừng trị bọn họ không được, chúng ta ở đây không có người quen, người ta không cho vào thì biết làm sao. Lang Phá Thiên cười nói, hai người đi một hồi cuối cùng đã tìm thấy đồng thứ 8. Mẹ kiếp, đây còn là biệt thự liên thể, bình thường cũng có thể ở được mấy trăm nghìn người đó. Hay là đây là chỗ ở giấu vàng, giấu người đẹp của Vương Nhân Bàng nhỉ? Lang Phá Thiên ngắm nhìn đồng thứ 8, cười với vẻ mặt dâm đãng. Cũng chẳng thể nào nói chính xác được. Gần đây anh ta quá là thảm mà. Nghe nói hiện giờ thập lục cũng ghê gớm lắm. Diệp Phàm lại nhún vai nói. Sao thế, tôi thấy thập lục vẫn nhẹ nhàng mà. Anh xem, cô ấy đối với chúng ta tốt thế mà. Không phải là giả tạo chứ? Lang Phá Thiên sửng sốt, hỏi. Đó là đối với chúng ta thế thôi, còn đối với Vương Nhân Bàng thì như sư tử Hà Đông. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha, đồng chí Nhân Bàng đúng là có phước. Có thể lấy được cô vợ như thế, đúng là phúc. Lang Phá Thiên cười nói, nhìn Diệp Phàm nói. Nghe nói ngay từ đầu trong Mê Cung Tử Thần anh ta đã đột nhiên có tình ý với thập lục và làm cả chuyện ấy luôn. Cái đó cũng không thể trách Nhân Bàng được, anh ta đúng là bị mê hoặc rồi mà thập lục cũng thế, làm một cái mà được cả thai long phượng, đúng là có bản lĩnh, mẹ kiếp. Diệp Phàm này làm bao nhiêu lần mà đến giờ vẫn chưa được gì. Đúng là quá buồn bực. Diệp Phàm nói. Sao lại nói thế chứ, không phải Viên Viên đang mang bầu sao, nếu thông thường thì đã sinh rồi, nhưng cái thai của anh lại kỳ lạ, có phải là thai lạ không? Lang Phá Thiên cười nói. Ôi, thôi đừng nói chuyện này nữa. Diệp Phàm nghĩ đến chuyện này mà buồn bực. Hai đồng chí, đang nói chuyện gì thế? Tiếng của Vương Nhân Bàng truyền đến. Quái lạ anh đang bê ai thế, có phải là con riêng của anh không? Lang Phá Thiên chỉ vào đứa bé trên tay Vương Nhân Bàng nói. Đứa bé thật là đáng yêu, để lão Lang bế cái nào. Đừng có làm bừa, để Diệp Phàm bế anh không được, còn chưa có con để cho anh ta lây tí. Vương Nhân Bàng đưa cho Diệp Phàm, Diệp Phàm hỏi, trai hay là gái? Thiên Kim. Vương Nhân Bàng cười nói. Thiên Kim là tốt rồi, nhìn rất là xinh, sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống Viên Viên. Diệp Phàm vừa nói vừa cười, ba người đi vào bên trong. Hoa hoa. Đứa bé bỗng nhiên khóc. Lang Phá Thiên khịt khịt mũi nói. Không phải là đái chứ? Ôi xong rồi, quên không đóng bỉm rồi. Anh Diệp, quần áo của anh kìa, ha ha. Vương Nhân Bàng cười nói, mặt đúng là rất khoái chí. Không việc gì, về thay ra giặt là được. Nước đái trẻ con rất tốt đấy,
các anh đúng là không có cái phúc này rồi. Nhìn thấy không, đứa bé rất là thích tôi đấy. Vừa thấy tôi đã tè luôn không cần nhân bàng. Tôi nhận đứa con gái này. Diệp Phàm cười nói. Tôi cũng muốn thế, tôi nhận làm cha nuôi đấy nhé. Lang Phá Thiên cũng muốn cướp người rồi. Tiểu Diệp Thiên đừng khóc nữa, anh nhân bàng bế nó vào đây đi. Một âm thanh ở bên trong vọng ra. Diệp Phàm vừa nghe đột nhiên ngây người. Trong lòng thầm nghĩ không phải là Lạc Tuyết Phiêu Mai chứ. Diệp Phàm tiến vào trong thì ra là đúng thật. Lạc Tuyết sao em lại ở đây? Diệp Phàm hỏi, Lạc Tuyết Phiêu Mai vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã đỏ cả mặt. Cái gì, anh Diệp Phàm không phải chứ? Tiếng của Lang Phá Thiên ở đằng sau kinh ngạc thốt lên, âm thanh đó khiến cho đèn ở trên trần cũng phải rơi xuống. Hai anh làm cái gì thế? Diệp Phàm không vừa ý liếc nhìn hai anh. Anh Diệp không phải là của anh chứ? Vương Nhân Bàng chỉ vào bé gái nói. Lạc Tuyết, chẳng nhẽ lại là thật sao? Diệp Phàm thật sự kích động. Không phải của anh thì là của ai? Lạc Tuyết Phiêu Mai hừ nói, mắt trừng lên nhìn Diệp Phàm. Ha ha ha, tôi đã có con rồi, có con rồi. Diệp Phàm nhấc bổng đứa trẻ lên vui sướng nhìn hai người Vương Nhân Bàng cười nói. Thế nào anh thấy Diệp Phàm tôi có lợi hại không? Lợi hại, đúng là rất lợi hại, một phát trúng liền. Vương Nhân Bàng và Lang Phá Thiên giơ ngón tay cái lên. Nhẹ thôi, đừng làm nó sợ. Lạc Tuyết Phiêu Mai bảo Diệp Phàm bỏ đứa trẻ xuống. Hoa hoa hoa. Khóc gì, gọi bố đi. Diệp Phàm không nỡ bỏ đứa bé ra, ôm đứa bé rất là vui sướng. Nó còn chưa biết nói mà, xem anh kìa đúng thật là. Lạc Tuyết Phiêu Mai giành lấy đứa bé đưa cho bà vú bên cạnh để thay quần áo. Anh Diệp chúng tôi về trước đây. Tối gặp nhau ở khách sạn Hắc Thiên Nga nhé, không gặp không về, anh mời không được. Vương Nhân Bàng và Lang Phá Thiên quỷ quái ra đứng ngoài cửa còn nói. Còn nữa, hai chúng tôi làm cha nuôi là chắc chắn rồi nhé, cứ quyết định thế đi. Mỗi người 100 triệu không được thiếu đồng nào, làm cha nuôi của Thiên Kim nhà chúng tôi không dễ làm đâu. Diệp Phàm nói, anh đi chết đi. Lang Phá Thiên và Vương Nhân Bàng chửi một câu giận dữ. Lạc Tuyết. Em đã đặt tên cho con chưa? Diệp Phàm ngồi lên ghế sofa nói. Đặt tên rồi, mẹ đặt tên đấy, Mai Diệp Thiên. Xin lỗi, việc đặt tên này vốn là của người làm cha như anh đặt. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Mai Diệp Thiên, tên rất hay, anh rất thích nghe. Diệp Phàm cười nói cũng chẳng có gì là không vui cả. Bởi vì ngày trước Mai Thiên Tuyết cũng đã nói rồi, đứa con đầu tiên sẽ mang họ Mai, để sau này kế nghiệp sự nghiệp nhà họ Mai. Mà trong tên còn có cả chữ Diệp nữa mà, đúng là rất hay. Điều này như thể hiện suy xét chu đáo của Mai Thiên Tuyết. Sao em lại chuyển đến đây, em thuê nhà sao? Diệp Phàm hỏi. Mẹ nói anh là cán bộ chính quyền không được để ảnh hưởng đến anh. Cao thủ võ lâm thì không cần đến danh nghĩa, thân phận nào, chỉ cần có cơ hội qua lại là được rồi. Không nhất thiết phải so đo gì trên pháp luật, mà anh còn có Viên Viên, mẹ có thể hiểu cho anh. Vì thế mẹ đã chuyển hộ khẩu sang Cảng Cửu rồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Lạc Tuyết, việc này. Diệp Phàm cũng cảm kích, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lạc Tuyết. Không sao, em không so đo những chuyện này, chỉ cần trong lòng anh có em, thỉnh thoảng đến với em là được rồi. Nơi này là mẹ mua đó, từ sau khi anh đến Thiên Vân, mẹ cũng đã điều tra công ty của anh. Biết rằng các anh cũng khó khăn, mà ở thành phố Việt Châu này anh cũng có nhà máy gọi là Phi Không. Nghe nói đã sửa thành nhà máy đóng tàu rồi, nên mẹ và em đã đến đây. Mẹ không ở Vu Sơn Cung rồi, bà ở Cảng Cửu cũng có lúc đến ở với em. Mà những thứ có giá trị ở trong cung mẹ đã bán đi rồi, ngay trước còn có một công ty là công ty Bát Phẩm Đường Thành. Thực ra đó chính là một tòa nhà, là tòa nhà hòa hợp với việc làm văn phòng và kinh doanh. Lần này đến đây mẹ muốn đầu tư vào nhà xưởng của anh. Tòa nhà đó mẹ đã bán đi rồi, tất cả cũng được 300 triệu. 300 triệu này anh cầm đi, làm gì cũng được. Nhưng công ty Bát Phẩm Đường Thành sẽ đầu tư với công ty anh. Còn nói về cổ phần thì anh để bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói, Diệp Phàm thấy thật áy náy. Em không sợ anh đến lúc anh bị thua lỗ mà mất cả chỉ lần trải sao? Diệp Phàm hỏi. Sợ cái gì chứ, anh đã làm chuyện gì mà không thành chưa? Lạc Tuyết Phiêu Mai ra vẻ sùng bái Diệp Phàm nói. Được. Anh cũng đang cần tài chính, 300 triệu này có thể đầu tư vào hai nơi.
một là thương nghiệp Hoành Đô, bên anh cũng có miếng đất gọi là Bãi Yến Nguyệt. Còn có nhà xưởng phi không cũng có thể đầu tư được. Nhưng Lạc Tuyết, anh ngó ngày trước em đã tốt nghiệp đại học có muốn đi làm không? Diệp Phàm hỏi. Em không quản được xưởng đóng tàu, nhưng bát phẩm đường thành trước là tòa nhà thương mại. Nếu có thể làm nghiệp vụ như khách sạn, nhà hàng thì em có thể làm được. Ngày trước khi học đại học cũng liên quan đến chuyên ngành này ạ. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Chương 2921, hai ông cha nuôi. Em chỉ có 300 triệu thôi, nếu như muốn đầu tư vào công ty anh mới thành lập thì chắc là khó. Bởi vì bên anh đang có kế hoạch bán đi 1/3 bãi đất Yến Nguyệt đó. Còn lại ít nhất cũng phải đầu tư 400 triệu. Bên anh là dùng đất để góp cổ phần, em có thể góp bằng tiền mặt. Nếu như vậy nhiều nhất em cũng chỉ có thể chiếm 49% cổ phần thôi. Diệp Phàm nói. Hay là anh chuyển 200 triệu từ công ty anh của anh sang cho em. Xem như là món quà anh tặng cho Diệp Thiên của chúng ta, em bên này bảo mẹ cho người để làm cho hợp lý là được. Ví dụ như những đồ cổ của em bán cho tập đoàn Bàn Đế đều được. Mặt này đều rất dễ làm, mà cũng không thể lộ ra cái gì được. Cứ như vậy, công ty mới hợp tác em cũng có thể khống chế cổ phần được rồi. Không cần đâu, anh khống chế cổ phần thì bên anh làm. Dù gì thì chỉ cần là một công ty con của Hoành không là được. Có anh đảm nhiệm thì khác, nếu như để em là chủ tịch thì quá rõ ràng rồi. Làm phó chủ tịch cũng được mà. Em sẽ giúp anh quản lý nhân sự là được rồi. Mà còn về tiền thì em không nghĩ gì cả. Đủ dùng là được rồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Như thế sao được, con gái của bố ra đời vậy sao lại không có quà tặng chứ, đúng là không thể được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Vậy tùy anh muốn tặng gì cũng được, anh không cần phải áy náy gì đâu. Mẹ đã nói rồi, biệt này vốn là bà ép anh, nên không cần anh phải gánh trách nhiệm gì, anh cũng biết đó, mẹ là người thẳng thắn nói một là một, bằng không bà đã không vui rồi. Ôi, mẹ đúng là rất cô đơn. Lạc Tuyết Phiêu Mai lắc đầu nói. Vậy được, để anh nghĩ kỹ rồi nói. Diệp Phàm gật đầu, thấy thái độ của Lạc Tuyết kiên quyết thế nên cũng thôi, hỏi. Em có hỏi về chuyện của bố em chưa? Biết đâu ông còn sống trên đời thì sao? Cái này em cũng không biết, nhưng theo số tuổi, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là còn sống. Mẹ cũng chừng chưa đến năm mấy, nghe nói cha em cũng tầm đấy thôi. Nhưng việc này mẹ cấm không nói ra. Không cho phép ai được nói chuyện gì, nhưng em cũng biết cha em không có người thân nào ở thành phố cả, chỉ ở đập Phi Bình. Chỉ có điều là cách gọi của mấy chục năm trước, giờ còn gọi thế hay không thì cũng không biết. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói, đập Phi Bình, anh chưa từng nghe thấy bao giờ cả, nhưng em yên tâm, thời gian này anh về thành phố sẽ bảo anh Thiết điều tra xem sao. Chỉ cần đất đó chưa thay đổi thì có thay đổi tên thế nào cũng tìm ra được. Diệp Phàm nói, anh cứ âm thầm điều tra là được rồi, để tránh làm mẹ tức. Lạc Tuyết nói, ừ, anh sẽ bí mật làm cũng được. Diệp Phàm gật đầu nói, à đúng rồi anh Diệp, con của chúng ta có vẻ rất kỳ lạ. Lạc Tuyết Phiêu Mai nói, con của chúng ta đương nhiên là kỳ lạ rồi, nó là kết quả của hai đại cao thủ đó. Diệp Phàm đắc chí cười, em nói nghiêm chỉnh với anh đó. Lạc Tuyết nói, kêu bà Vũ bế đứa bé ra, sau đó chỉ vào cánh tay trái của đứa bé, nói. Anh có thấy gì không? Có dấu à, sao lại thế? Diệp Phàm cũng ngây cả người. Em cũng không rõ, ngay từ khi sinh ra trên tay trái của con đã có hình như hình con rơi. Có phải là cái bớt không? Em còn nhớ cũng có lần có con rơi bay ra từ lòng bàn tay anh, lẽ nào nó cũng di chuyển được sao? Lạc Tuyết nói. Cái này khó nói lắm, cứ để sau xem thế nào đã. Có thể cũng còn phát triển đó. Diệp Phàm cũng không chắc chắn, nhưng cũng đến 80% nghĩ là sư phụ đang làm động tác kỳ quái nào đó. Nhưng con rơi nội lực làm sao có thể di chuyển được, cái này Diệp Phàm đúng là thấy kinh ngạc. Hắn ta dùng một luồng khí nhỏ đẩy vào trong người đứa bé, thăm dò xem sao, Lạc Tuyết Phiêu Mai đột nhiên hét lên. Anh xem kìa, hình như con rơi đang động đậy. Bà Vú cũng rất hiếu kỳ bèn nói. Cô à, đúng là con rơi đang động đậy. Ha ha, đó là báu vật nhà họ Diệp chúng ta, không phải lo lắng. Sau này không chừng còn có thể bay ra đó. Diệp Phàm đã biết được rồi. Đây đúng là con rơi nội lực đã di truyền lại rồi. Sau này nó chính là vật báu hộ pháp cho bé gái này. Lạc Tuyết, em cứ từ từ dạy bảo con bé. Con gái của chúng ta chắc chắn là cao thủ. Diệp Phàm cười nói.
Cái này còn cần anh nhắc sao, mẹ chắc là vui lắm, cứ muốn bế búp bê này, nhưng tiếc là hồ trong sơn cung anh đã dùng hết rồi. Bằng không bà đã để Diệp Thiên trong hồ rồi, nhưng hiện giờ sơn cung cũng không còn. Lạc Tuyết Phiêu Mai có chút đau buồn. Sao lại không có? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Tất cả mọi người đều đã dọn đi cả rồi, giờ chỉ còn lại hai người đang xử lý. Như thế có khác nào là không có đâu. Lạc Tuyết nói. Không sao, có thời gian chúng ta sẽ về đó nghỉ hè. Diệp Phàm cười an ủi. Buổi tối, trong một phòng nhỏ tại khách sạn Hắc Thiên Nga có mấy người. Lang Phá Thiên, Vương Nhân Bàng rồi Lạc Tuyết Phiêu Mai, cả vú em nữa. Vương Nhân Bàng còn là anh kết nghĩa với Lạc Tuyết Phiêu Mai, giờ lại thành cha nuôi của Mai Diệp Thiên, đúng là hai thân phận quan trọng. Ôi, con gái yêu của chúng ta, người làm cha nuôi như ta nhất định phải có quà tặng đúng không? Nhưng tạm thời giờ cha chưa nghĩ nên tặng gì mới được, thật là khó đây. Vương Nhân Bàng cười nói. Không cần, chỉ cần anh có tấm lòng là được rồi. Lạc Tuyết cười nói. Ai nói thế, làm cha nuôi này không phải chỉ là danh nghĩa đâu nhé. Quà chắc chắn là phải có rồi, hơn nữa không đặc sắc thì không nhân, tôi đang nghĩ, hay là thế này, đồng chí Vương Nhân Bàng, anh đưa nhu cực đao của anh tặng cho con gái tôi là được rồi. Diệp Phàm cười khan một tiếng nói. Cái này mà anh cũng dám nghĩ sao, tôi nói anh Diệp, đó là cái kiếm cơm của Vương Nhân Bàng này đó. Vương Nhân Bàng suýt nữa đã nói to tiếng. Anh làm cha nuôi mà tốt như vậy sao? Không phải chỉ là một con dao sao, cho là cho. Làm người không phải là quá keo kiệt rồi không? Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, lão Lang, anh cũng là một người cha nuôi đó. Hay là anh tặng kéo vàng kia của anh cho Diệp Thiên đi? Vương Nhân Bàng cũng cười khanh khách nói. Đó là vật báu duy nhất mà sư phụ cho tôi. Đừng nghĩ chỉ là cái kéo, đó là kéo vàng, có cả tên của sư phụ tôi đó. Đáng tiếc là công lực tôi không đủ, sư phụ nói phải là thập nhất đẳng mới có thể sử dụng được. Nếu đã sử dụng được có thể lấy đầu của hàng trăm người đó. Kéo kia cứ rắc một tiếng là lại có đầu rơi xuống. Tiếc là đến cả sư phụ tôi còn không dùng được, giờ không biết ông ấy ở phương trời nào rồi, cũng mấy năm không gặp rồi. Mẹ kiếp sư phụ thế thì nói làm gì, giúp một chút cũng không xong. Lang Phá Thiên vừa nói ra mà Diệp Phàm cũng suýt nghẹn họng. Mẹ kiếp, sư phụ nuôi anh từ nhỏ đến lớn, còn tặng cho anh cả kéo vàng nữa mà anh lại còn oán hận người ta. Lão Lang anh có lương tâm không vậy? Diệp Phàm mắng mỏ. Ha ha, anh thấy tôi giống người không có lương tâm không? Lang Phá Thiên cười nói. Tôi thấy cũng giống. Vương Nhân Bàng bên nói chen vào. Ông em, có phải là ngứa tay ngứa chân không thế? Chúng ta ra bãi đỗ xe xem sao nhé? Lang Phá Thiên đuổi Vương Nhân Bàng nói. Anh chỉ được cái là ức hiếp tôi thôi, có bản lĩnh thì cứ tự tìm đến anh Diệp đi. Nhưng đến lúc đó công lực tôi cao hơn anh. Lúc đó, anh Lang cứ chờ xem tôi sẽ thu nạp anh thế nào. Vương Nhân Bàng nói lời chọc tức. Ức hiếp anh, ai bảo anh ngang bướng. Lang Phá Thiên hừ nói. Anh. Vương Nhân Bàng bị nghẹn họng, tức dương mắt nhìn. Ha ha, hai vị, chuyện quà tặng còn chưa xác định được kia kìa. Diệp Phàm lại quay về chủ đề cũ. Hai anh nhìn tôi nhìn lại, sau đó chỉ đành cười nói. Tạm thời xin khất. Trong vòng nửa năm cam đoan là có quà đặc biệt. Được, nửa năm. Diệp Phàm cười nói. Ồ, đây không phải là chủ tịch Diệp sao? Đột nhiên ngoài cửa có tiếng quen vọng đến, khi nãy có phục vụ mang đồ ăn vào, vừa mới ra khỏi cửa thì đã gặp Đồng Oanh Oanh. Là chủ tịch Đồng à, xin chào, cô cũng đến đây ăn tối à? Diệp Phàm cười, chào hỏi. Nhưng hôm nay đáng nhẽ là Đồng Oanh Oanh không nên đến. Vì thế mà Diệp Phàm cũng không có ý mời cô ta ngồi xuống. Vâng, tôi cũng có mấy người bạn ở đây, nhưng nghe nói các anh đã có được bãi yến nguyệt nên tôi muốn tìm anh để bàn chuyện làm ăn. Nếu như có thể chúng ta cùng ngồi dùng bữa cùng nói chuyện được không? Đồng Oanh Oanh nói nhưng ánh mắt lại đặt lên người Lạc Tuyết Phiêu Mai. Đoán là cô ta cũng đang nghĩ gì đây? Việc này, hôm nay, Diệp Phàm có chút do dự, từ chối thì cũng không hay. Không từ chối cũng không được. Mà Diệp Phàm cũng muốn tìm hiểu xem ý tứ của Đồng Oanh Oanh ra sao. Nếu như không tiện thì thôi vậy, nhưng có thể ngày mai tôi đi Mỹ một chuyến, đi bao lâu cũng khó mà nói được. Đồng Oanh Oanh ép, đưa ra thế trận dồn người, thực ra chân còn chưa chuyển. Ha ha, chủ tịch Đồng, đến đây uống chén trà đã. Lúc này thấy Diệp Phàm đưa mắt nhìn nên Vương Nhân Bàng đã lên tiếng nói.
Chúng ta vào đây uống chén trà đã. Chủ tịch Đồng đúng là không khách khí, không đẩy, nhanh chóng bước vào trong. Mà cô còn tùy ý ngồi cạnh Lạc Tuyết Phiêu Mai, nhìn cô ấy một cái rồi cười nói. Đứa bé thật đáng yêu, là con của cô à? Nói xong cô liền tháo ngay chiếc vòng ngọc trên cổ xuống nói. Đúng lúc quá, cô tặng cho bé nhé. Chiếc vòng này cô đã mời cả đại sư mài đó, có thể tránh được tà ác, có phúc đó. Cảm ơn, chúng tôi không thể nhận món quà quý báu thế này của chủ tịch Đồng được. Lạc Tuyết Phiêu Mai từ chối nói. Đó là em họ của tôi, hôm nay chúng tôi làm lễ ăn mừng cháu bé đã được chào đời. Vương Nhân Bàng giải thích. Vị này là... Đồng Oanh Oanh không biết Vương Nhân Bàng. Anh ấy là bạn của tôi, làm việc trên thủ đô. Diệp Phàm Tiện nói. Nhận lấy đi mà, quà nhỏ, tấm lòng là chính. Đồng Oanh Oanh nói thêm nhưng Lạc Tuyết Phiêu Mai vẫn kiên quyết không lấy. Chủ tịch Đồng, món quà này của chị không phải nhỏ, quá quý giá rồi. Hay là để lần khác cho cháu nó món đồ chơi là được rồi. Hơn nữa, đứa bé đeo cái này cũng quá nặng mà. Diệp Phàm cười nói. Vậy được, món quà này tôi nhất định gửi. Đồng Oanh Oanh thu tay lại, nhưng mắt ưng của Diệp Phàm liếc trên người Lạc Tuyết Phiêu Mai không khỏi run lên. Trong lòng thầm nghĩ cô ta sao lại nhạy cảm thế, lẽ nào đã có ý gì với hắn, chứ không sao lại đột ngột thế. Đúng là lạ. Chương 2922, hai người phụ nữ cùng làm trò. Chủ tịch Diệp, anh đúng là lắm tiền rồi, bãi đất Yến Nguyệt đó cũng có thể mua lại được. Đồng Oanh Oanh đã lấy lại bình tĩnh, nói. Không có gì, chỉ là vận may mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Vận may, anh đúng là cướp thịt trong miệng hổ, tôi thật không hiểu, chủ tịch Diệp làm thế nào mà có thể có được nó. Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô nhà chúng tôi đã nhắm mảnh đất đó lâu rồi, ban đầu bỏ ra 500 triệu mà họ còn chưa chịu. Hôm nay đi tìm họ họ nói rằng đã thuộc về tập đoàn Hoành Không rồi. Vì thế tôi mới biết là chủ tịch Diệp có khoản tiền không nhỏ rồi. Không ngờ có thể khiến cho đối phương phải nhường cho, thật là khâm phục. Đồng Oanh Oanh lộ ra vẻ mặt khâm phục, nhưng trong lời nói đó chắc chắn là có vị ghen ghét rồi. Ha ha, chỉ tịch Đồng dù sao cũng muốn hợp tác với chúng ta, tôi có được thì cũng khác gì nhau đâu. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp đúng là biết nói chuyện, hợp tác là hợp tác. Nhưng mảnh đất đó sẽ trở thành trung tâm thương mại. Việc xây dựng xưởng đóng tàu có lẽ thành phố sẽ không phê duyệt. Chỉ bằng các anh bán lại chỗ đất đó cho chúng tôi trả anh 500 triệu. Còn xưởng đóng tàu bên anh hoàn toàn có thể đổi địa điểm khác mà. Nếu cứ xây trên mảnh đất đó e là tiếc quá, mảnh đất đó quá đẹp. Làm một xưởng đóng tàu không nhất thiết phải ở vị trí bắt mắt như thế. Mà anh còn có 500 triệu, còn sợ không kiếm được chỗ sao. Đến lúc đó có thể dùng 300 triệu để xây dựng xưởng. Lại còn là xưởng mới, lại kiếm được tiền. Các anh đúng là may mắn rồi. Đồng Oanh Oanh mồm mép liến thoáng nói. Hợp tác thì có thể, còn mua thì không. Việc xây dựng xưởng đóng tàu chắc chắn thành phố không cho phép rồi. Và trung tâm thương mại Hoành Đô cũng sắp được thành phố công bố. Nên thành ý của chủ tịch Đồng sẽ nhân cơ hội này mà sớm hợp tác với chúng tôi. Bằng không đến khi thành phố có công bố, chắc chắn các đối tác đến Hoành Không chúng tôi hợp tác phải dẫm lên nhau đó. Diệp Phàm tự cho mình như bảo bối. Ha ha ha. Liên tiếp những tiếng cười trong phòng, Đồng Oanh Oanh nhìn Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp, anh cũng quá đề cao Yến Nguyệt rồi. Việc xây dựng trung tâm Hoành Đô chỉ là tin đồn thôi, đến giờ vẫn còn chưa phê duyệt. Nếu như nó không được phê duyệt thì chắc là mảnh đất kia có giá 300 triệu cũng không ai muốn mua. Cho nên chúng tôi bỏ ra 500 triệu cũng là có tâm lý đánh cuộc đó. Trong đó có nhiều mạo hiểm. Việc này anh cứ nghĩ kỹ đi. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác đâu. Bát phẩm đường thành của chúng tôi đã bỏ ra mấy trăm triệu để hợp tác với Hoành Không rồi. Hoành Không bỏ đất còn chúng tôi bỏ tiền, có mấy trăm triệu cũng có thể làm ra một sông núi rồi. Không ngờ Lạc Tuyết Phiêu Mai lại đột nhiên xen vào. Trong lòng Diệp Phàm thầm sửng sốt, nghĩ là biểu hiện của Lạc Tuyết lại kỳ lạ thế. Lẽ nào hai người phụ nữ này lại đang tấu kịch sao? Quả nhiên, Đồng Oanh Oanh liếc nhìn Lạc Tuyết Phiêu Mai cài. Hừ nói. Cái gì mà bát phẩm đường thành, chưa hề nghe qua. Hoàng Triều Đế Đô của chúng tôi là doanh nghiệp nổi tiếng ở Việt Đông, tổng vốn đầu tư lên đến mấy tỷ. Không biết công ty của chị tài sản được bao nhiêu. Không nhiều như các chị, nhưng cũng có được mấy trăm triệu. Chúng tôi ở thủ đô, còn về phía nam này chúng tôi cũng mới đến thôi.
Lạc Tuyết Phiêu Mai hừ nói. Chủ tịch Diệp, bát phẩm đường thành bên họ đầu tư bao nhiêu? Đồng Oanh Oanh hỏi. Sao, các cô phải bỏ ra nhiều hơn chứ, vậy thì tôi liệt nhiệt hoan nghênh rồi. Họ bỏ ra 300 triệu. Diệp Phàm cười nói. Chỉ có 300 triệu mà muốn làm mảnh đất đó. Đúng là nằm mơ hồ. Đồng Oanh Oanh đúng là kẻ giàu hoạt, chỉ chê Lạc Tuyết Phiêu Mai ra giá thấp chứ bản thân cũng không ra giá. Người phụ nữ này đúng là ghê gớm, muốn cô ta rơi vào bẫy chắc chắn không dễ dàng. Thế bà chủ như chị đưa ra 1 tỷ là được rồi. Chứ ở đây mà khua môi múa mép thì được ích gì. Tiền phải bỏ ra mới là thực, ai biết được Hoàng Triều Đế Đô nhà chị có phải là công ty giả không? Mấy tỷ này, giờ các công ty mấy tỷ ảo cũng nhiều lắm. Lạc Tuyết Phiêu Mai dùng ngôn từ sắc bén nói. Ha ha, bãi Yến Nguyệt trừ phi là chúng tôi có được bằng không sẽ không hứng thú gì. Nhưng nếu nói về đầu tư, các cô đúng là không có thực lực, không được, còn chúng tôi hợp tác với Chủ tịch Diệp làm xưởng đóng tàu. Bỏ ra số tiền chắc chắn là hơn các cô rồi, cô yên tâm cứ đợi mà xem. Đồng Oanh Oanh cũng khiêu khích. Vậy tôi nhất định phải dương mắt ra xem rồi. Lạc Tuyết Phiêu Mai đột nhiên cười nói. Đúng là bộ dạng thùy mị đến Đồng Oanh Oanh cũng hơi sửng sốt. Cảm thấy người phụ nữ này như có khí chất khiến cho đàn ông phải chết. Bởi vì Lạc Tuyết Phiêu Mai là thân thủ ngũ đẳng, đương nhiên có khí chất rồi. Cô sẽ thấy thôi. Đồng Oanh Oanh đương nhiên không chịu khuất phục, cô nhìn Diệp Phàm rồi cười nói. Chủ tịch Diệp, địa thế anh đã tìm được chưa? Việc xây dựng này chúng ta không thể kéo dài được nữa. Đất à, có, mai hoặc ngày kia là có thể biết được rồi. Bên cô cứ chuẩn bị đi, chúng tôi bỏ ra đất, bên cô bỏ tiền. Diệp Phàm nói. Còn một vấn đề mà anh chưa nói đến chính là quản lý về cổ phần. Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô của chúng tôi sẽ quản lý cổ phần. Bằng không việc hợp tác này sẽ không thể tiến hành. Đồng Oanh Oanh lại nhắc đến chuyện này. Việc này đợi bên tôi lo xong việc đất đai rồi tính tiếp, tối nay không nói đến chuyện này. Diệp Phàm nói. Bất luận là bên anh có đất hay không thì tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của tôi. Đồng Oanh Oanh kiên quyết, Lạc Tuyết đã thấy không vừa mắt. Đang muốn lên tiếng thì Vương Nhân Bàng lại cười nói. Chủ tịch Đồng, cô đúng là quá cố chấp rồi, bên cô quản lý cổ phiếu hay bên ấy quản thì đâu có khác nhau, đều là kiếm lời như nhau mà. Họ không thể quản lý cổ phần được bởi vì họ là doanh nghiệp nhà nước. Bệnh của doanh nghiệp nhà nước tôi đều biết rồi. Đến lúc đó công ty làm ăn thua lỗ, họ đã có nhà nước hỗ trợ còn chúng tôi bị thiệt hại thì phải tìm đến ai, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Đồng Oanh Oanh Vân kiên quyết. Không hề nhượng bộ. Tôi thấy nói đến những chuyện này đúng là phiền phức. Chúng ta đang ăn cơm không phải là bàn đàm phán. Anh Diệp, không nói đến những chuyện này nữa có được không? Lang Phá Thiên có chút phiền phức nói. Người này là... Đồng Oanh Oanh nhìn Lang Phá Thiên, không vui vẻ gì hỏi. Anh ấy là bạn của tôi, Tư lệnh Lang. Diệp Phàm giới thiệu. Tư lệnh Lang, Tư lệnh ở đâu? Vẻ mặt Đồng Oanh Oanh ngạc nhiên nói. Là tư lệnh mới đến của quân khu Việt Đông. Diệp Phàm nói. Là tư lệnh Lang, Oanh Oanh có mắt mà như mù rồi, thất lễ thất lễ. Đồng Oanh Oanh nhanh chóng đứng dậy chào. Người này là anh Vương, là đại gia ở thủ đô đúng không? Đồng Oanh Oanh muốn thăm dò. Anh ta là đại gia gì chứ, chỉ là một anh vệ sĩ thôi. Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, đó không phải là nghề trước của anh sao? Vương Nhân Bàng cũng châm chọc nói. Làm vệ sĩ cũng không tồi mà, nói thế chắc chắn là thân thủ của anh Vương đây rất đặc biệt rồi, hay là đến công ty tôi đi, người phụ trách đội vệ sĩ của chúng tôi cũng mới điều đi rồi. Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha ha. Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên cười phá lên. Cười gì thế hả hai ông tướng? Vương Nhân Bàng hung hăng nhìn hai anh chàng kia đang cười đều, rồi nói với Đồng Oanh Oanh. Không biết là bên cô yêu cầu gì không, còn nữa lương lậu tính ra sao? Đó còn phải xem năng lực anh thế nào, ví dụ như ngày trước vệ sĩ của chúng tôi là thân phận sở trưởng sở an ninh đó. Đạp một cái có thể khiến ba tảng gạch xanh kia vỡ vụn, anh ta nói là khí công mạnh nào đó. Tay luyện công đến nỗi chai lì cả da rồi. Tôi thấy anh Vương da mềm thế này, không giống với người luyện công. Việc này, trừ thử ra bằng không khó mà định được tiền lương bao nhiêu. Nhưng anh là bạn của Chủ tịch Diệp thì chúng tôi cũng có thể ưu tiên chút. Đồng Oanh Oanh nói ra một câu suýt nữa khiến Lang Phá Thiên và Vương Nhân Bàng tức trắng mắt ra. Ưu tiên là bao nhiêu? Lang Phá Thiên nhịn cười hỏi. Một tháng khoảng 5.000 tệ,
đấy bằng với tiền lương của phó tổng giám đốc bên tôi rồi. Đồng Oanh Oanh nói. Ha ha, đồng chí Nhân Bàng, có hứng thú không, 1 tháng 5, 6.000 tệ đó. Còn cao hơn cả lương tư lệnh tôi đây, tôi tháng mới có 2.000 thôi à. Lang Phá Thiên cười nói. Vậy anh có thể bỏ cái chức này mà đến Hoàng Triều Đế Đô đi, tôi tin rằng họ sẽ trả cho anh 10.000 tệ một tháng đó. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Tư lệnh Lang là tôn thần, chúng tôi chỉ là miếu nhỏ, không mời được về. Đồng Oanh Oanh cười nói. Chủ tịch Đồng, anh Vương đây cũng là tôn thần, có lẽ công ty cô cũng không mời được đâu. Tuy chỉ là vệ sĩ nhưng người ta lại là vệ sĩ cao giá đến kinh người đó. Lang Phá Thiên cười nói. Lại còn có cả vệ sĩ lương cao như vậy ư, lương mấy trăm nghìn là cao chứ gì. Đồng Oanh Oanh tỏ ra không phục. Ha ha, anh ấy là vệ sĩ của văn phòng trung ương đó, cô nói có mời được không? Lang Phá Thiên nói ra khiến Đồng Oanh Oanh lập tức kinh hoàng, hỏi. Anh Vương, anh làm việc ở văn phòng trung ương sao? Cũng chỉ là một vệ sĩ thôi mà, có điều nơi trụ không giống nhau mà thôi. Đồng chí Vương Nhân Bàng đắc chí nói. Oanh Oanh lại thất lễ rồi, xin kính anh một chén. Đồng Oanh Oanh nói, rồi uống hết chén rượu, nói. Bạn tôi ở bên kia, tôi xin phép qua bên đó. Nói xong Đồng Oanh Oanh như con bướm lượn đi mất, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Cô nàng này quả là rất lợi hại. Lang Phá Thiên tức giận nói. Không lợi hại sao có thể cai quản được cả tập đoàn đến 2 mấy tỷ sao? Diệp Phàm nói. Nếu họ khăng khăng đòi quản lý cổ phần thì anh phiền rồi. Vương Nhân Bàng nói. Không sao, tôi có cách khiến họ không có quyền đó. Diệp Phàm thần bí cười nói. Ngồi trên xe về nhà Lạc Tuyết Phiêu Mai không hề nói gì, mãi sau rồi cũng lên tiếng. Cái cô Đồng Oanh Oanh đúng là rất dịu dàng. Dịu dàng thì có liên quan gì đến anh? Diệp Phàm giả bộ ngốc. Anh lại còn giả bộ. Lạc Tuyết Phiêu Mai đã nhéo lên đùi của Diệp Phàm một cái, đau đến nỗi không lên tiếng được. Người phụ nữ này tuy ngoài thì không so đo nhưng chắc chắn trong lòng cũng thấy đố kỵ, ghen ghét rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, trước kia anh có giải quyết vụ án khiếp sợ ở Ngư Đồng, chính là vụ án của nhà cô ấy. Cô ấy chỉ là cảm kích anh tôi, con người mà luôn có ân tình đúng không? Diệp Phàm cười nói. Anh đắc chí nhỉ, cô ấy đền ơn, có lấy thân trả ơn không? Lạc Tuyết châm chọc nói. Chương 2923, lấy được mảnh đất. Cô muốn người nào vậy, người ta là tỷ phú bà sẽ coi trọng kẻ thô như lão Diệp tôi đấy. Diệp Phàm nói. Anh không thô, vóc người không phải hết sức tốt sao, anh lại là cao thủ hơn nữa thân phận của anh, khí chất đó đi ra. Chỉ cần thế nhất định là có hàng đàn phụ nữ chờ trước cửa. Tuy nhiên, tuy tôi nói mặc kệ chuyện của anh, cũng không so đo danh phận gì, nhưng tôi hy vọng anh không cần làm tình không cần làm nhiều lắm, mệt người. Lạc Tuyết nói. Trước mặt chỉ có cô và Viên Viên hai người, tình cảm của tôi rất trung thành đấy. Diệp Phàm nói dối, sau đó nói thêm, được, anh ôm một cái, cô gái của anh, ha ha ha. Đương nhiên, ban đêm Diệp Phàm dùng phép chế thuật thiếu chút nữa biến Lạc Tuyết Phiêu Mai thành một con chó cái mới làm cho cô mềm người. Anh Diệp, Đồng Oanh Oanh nói có lý, chỉ dựa vào 300 triệu của em không thể nào biến khu Yến Nguyệt lớn như vật thành một khu du lịch của Việt Châu. Các anh còn phải đầu tư ít nhất 300 triệu mới đủ. Khoản tiền này anh lấy ở đâu? Cả người toàn mồ hôi, sau khi thỏa mãn cực độ Lạc Tuyết cứ để cả người trần truồng như vậy bám vào ngực Diệp Phàm giống như một con bạch tuộc. Đây là vấn đề lớn, tuy nhiên, tôi nghĩ, một khi chuyện kinh doanh của Hoành Đô công bố ra ngoài, chúng ta có thể dùng khu đất Yến Nguyệt để vay vốn. Hoặc là cùng người thứ ba góp vốn, như vậy là được. Hơn nữa, cổ phần khống chế vẫn là trong tay tập đoàn Hoành không có phải không? Không phải anh nói muốn đem bãi đất Yến Nguyệt phân thành 3 khu bán đấu giá sao, có lẽ có thể bán được 200 triệu, khoản tiền này có phải là để các anh đầu tư xây dựng xưởng đóng tàu mới không? Lạc Tuyết hỏi. Đúng là quyết định như vậy, mảnh đất trống ở huyện Ô Sơn kia theo giá đất giá trị đến 100 triệu. Đồng Oanh Oanh đưa 400 triệu, cổ phần khống chế phải đổi chủ. Tuy nhiên, tôi sẽ không cho cô ấy cổ phần khống chế. Cô nắm cổ phần khống chế thì hơn 2.000 cán bộ công nhân viên của nhà máy phi không một nữa sẽ bị cô đá. Đến lúc đó, gánh nặng lớn này tập đoàn Hoành không chúng tôi không có khả năng đảm đương được. Đương nhiên, một khi xây dựng thành công khu Yến Nguyệt, có thể đem người của nhà máy phi không đào tạo sau đó chuyển sang một bộ phận. Nhưng, khu Yến Nguyệt không có khả năng nuốt được 1.000 người,
500 là hết sức. Diệp Phàm nói, không cho cô nắm cổ phần khống chế người ta đầu tư nhiều tiền hơn các anh. Trừ phi anh có thể đầu tư nhiều tiền hơn người ta. Chỉ có thể là trông cậy vào việc bán đấu giá đất khu Yến Nguyệt. Lạc Tuyết nói, bán đấu giá bãi đất Yến Nguyệt 200 triệu tôi muốn thu về nhà máy, bên kia cũng là một trong những nhà máy quan trọng của bọn anh, không thể đánh mất. Nếu không, có lẽ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân cũng không đồng ý. Cùng em tập trung trọng tâm của tập đoàn Hoành Không chuyển Việt Đông. Lãnh đạo Việt Đông đương nhiên hoan nghênh, nhưng Thiên Vân chính là mất đi một số lớn nguồn thu từ thuế. Làm lãnh đạo chủ quản của Hoành Không, bọn họ sẽ không để cho chúng ta đem một khoản tiền lớn quăng sang bên này. Việc này cũng là muốn duy trì cân bằng. Diệp Phàm cũng có chút buồn rầu. Ôi, chuyện của anh phức tạp nhiều lắm, không bằng công tác ở cơ quan hành chính nhà nước, không phiền toái như vậy. Quan trọng là hiện tại anh nhậm chức ở tập đoàn Hoành Không một cục diện rối rắm. Đáng tiếc là bọn em không thể lấy ra nhiều tiền hơn. Lạc Tuyết nói. Ha ha, không việc gì, anh sẽ nghĩ cách. Nhà máy thiết bị điện lực bên kia có tập đoàn Chính Hà. Bên kia còn có 800 triệu, vậy là đủ rồi. Tuy nhiên họ cũng muốn nắm cổ phần khống chế, ôi mẹ ơi, bây giờ tất cả mọi người đều muốn làm anh cả. Diệp Phàm giận dữ nói. Em không muốn làm anh cả, mãi mãi muốn làm người thứ hai của anh. Lạc Tuyết như cười như không nói. Ha ha. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm đại diện tập đoàn Cơ Điện Hoành Không cùng quân khu Việt Châu ký kết hợp đồng. Điền Nhất Đao cũng đã đến Việt Châu, việc giải độc thật ra không thể làm khó Diệp Phàm. Đương nhiên, Diệp Phàm làm rất bí mật. Bên ngoài là dùng thuốc của cao thủ tổ đặc nhiệm A, trên thực tế Diệp Phàm đang dùng thuốc. Tư lệnh viên Đàm ký tên xong lập tức bắt tay vào việc đặc biệt, gọi Điền Nhất Đao nhập ngũ, vì có tư lệnh viên Trương bật đèn xanh. Việc này gần 2 ngày sẽ quyết định xuống. Buổi chiều cùng ngày, Diệp Phàm cùng Bao Nghị đến thẳng huyện Ô Sơn. Có lẽ là trước đó Tô Thanh Vân đã nói qua trước. Cho nên, Diệp Phàm vừa đến. Bí thư huyện ủy Ô Sơn Điền Khải cùng chủ tịch huyện Chu Vân Sơn nhiệt tình tiếp đón chủ tịch tập đoàn Hoành Không đến đầu tư. Bí thư Điền, chủ tịch huyện Chu, hay là chúng ta đến Vịnh Hồi Long xem xét. Nếu thích hợp chúng ta hy vọng càng sớm càng tốt mua đất lại đây. Diệp Phàm cười nói. Vậy được, chúng ta cùng đi xem. Điền Khải cười gật đầu nói nếu Tô Thanh Vân có thể thận trọng chào hỏi trước như thế, chứng tỏ vị tổng giám đốc Diệp này quan hệ rất thân với nhà họ Tô. Mà Điền Khải là tâm phúc của Tô Thanh Vân tất nhiên có thể làm cho vị tổng giám đốc Diệp này vui vẻ, cũng là có thể khiến cho bí thư Tô vui vẻ. Cho nên, Điền Khải cũng tự mình cùng tổng giám đốc Diệp đến Vịnh Hồi Long. Vịnh Hồi Long kỳ thật chính là một vịnh vô cùng lớn, có lẽ phải đến 5-6 dặm. Phía trong vịnh còn có một khu đất trống dựa vào một khu đồi thấp. Nhìn địa điểm rất thích hợp để xây dựng xưởng đóng tàu. Tuy nhiên, chỉ là độ sâu chưa được khảo nghiệm. Tuy nhiên, vấn đề này Diệp Phàm đã sắp xếp. Vẫn là ăn bớt của Lang Phá Thiên rồi, là Lang Phá Thiên dặn dò mấy thợ lặn đã đến thăm dò ở Vịnh Long hồi từ trước. Diệp Phàm cũng đã sắp xếp một số chuyên gia thiết kế quy hoạch đi theo họ. Cho nên, khi mấy người Diệp Phàm đến thì họ đang tiến hành thăm dò. Thợ lặn bộ đội là cao thủ, chỉ cần chỉ định địa bàn, 6 người phân nhau làm việc. Khi Diệp Phàm đến, việc thăm dò đã không sai biệt lắm. Buổi tối Diệp Phàm ở tại nhà khách huyện ủy. Nghiêm Phương Long bước vào báo cáo là theo kết quả khảo sát bước đầu thì đây hoàn toàn phù hợp với quy hoạch xưởng đóng tàu. Việc này, Tào Nguyệt, Nghiêm Phương Long, ngoài ra có Diệp Phàm, đã chiếm 3 người trong bộ máy đảng ủy tập đoàn. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Dương Trấn Đông, ông ta cũng đồng ý, việc này cứ như vậy quyết định. Sáng ngày thứ hai, tập đoàn Hoành Không với Tào Nguyệt và Nghiêm Phương Long đại diện tiếp hành đàm phán hợp đồng mua bán với Ủy ban Nhân dân huyện Ô Sơn. Bởi vì Tô Thanh Vân nói trước, bí thư huyện ủy Điền Khai rất ủng hộ, khi ông ta tăng cường sức ép thì chủ tịch huyện Chu Vân Sơn cũng không chống đỡ nổi. Cuối cùng định tổng giá trị là 60 triệu. Hợp đồng được ký kết xong, buổi chiều ngày hôm sau Diệp Phàm hẹn gặp Đồng Oanh Oanh. Đồng Oanh Oanh mặc chiếc váy màu đen trang trọng lịch sự mà tao nhã. Hơn nữa, trang điểm rất đẹp, thoạt nhìn như không phải đến bàn công việc mà đến gặp Diệp Phàm nói chuyện phiếm vậy. Đồng Oanh Oanh trẻ đáng sợ. Hôm nay có lẽ mới 2425 tuổi. Đích thật là có thể nói một người con gái mạnh. Nhưng Đồng Oanh Oanh không giống với người phụ nữ bên ngoài mạnh mẽ, nhìn ngoài rất mềm mại phong tình. Có lẽ trên thương trường có khi thay đổi. Khu đất trống ở Vịnh Hồi Long của huyện Ô Sơn không tồi. Đồng Oanh Oanh câu đầu tiên cười nói. Việc này tôi biết giấu không được cô, theo dõi có phải không?
Diệp Phàm cười nói. Chúng ta là đồng bọn hợp tác trong tương lai, tìm hiểu một chút cũng là bình thường, sao có thể nói là theo dõi. Nói vậy rất khó nghe. Đồng Oanh Oanh cười nói. Mảnh đất trống đó cô định giá nhiều hay ít? Diệp Phàm cười nói. Không phải các anh đã mua 60 triệu sao? Đồng Oanh Oanh hỏi ngược lại. Ha ha, đó là giá của chúng tôi và huyện Ô Sơn. Giờ mảnh đất trống đó thuộc tập đoàn Hoành Không chúng tôi rồi. Hiện giờ giá không giống thế. Diệp Phàm cười nói. Tại sao lại không giống với lúc trước? Các anh nhận lại khu đất chưa được bao nhiêu thời gian đã muốn thay đổi giá rồi. Tổng giám đốc Diệp làm việc cũng không thể như vậy. Chúng ta đều là đồng bọn hợp tác, đương nhiên phải thẳng thắn thành khẩn với nhau. Nếu không, không có niềm tin thì nói gì chuyện hợp tác. Đồng Oanh Oanh lợi hại. Trước kia khác nay khác rồi, có lẽ cô cũng nhìn ra điểm đầu mối. Nếu là chúng tôi các cô thử một chút, nếu 60 triệu có thể mua được chúng tôi tính phần đầu cho các cô. Diệp Phàm nói, rất bình tĩnh. Việc này đương nhiên tôi biết các anh dùng một ít quan hệ. Tổng giám đốc Diệp trước kia đã từng là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Việt Đông. Giao tiếp nhất định có được mạng lưới quan hệ. Điểm này chúng tôi thừa nhận, nhưng, giá cả các anh đưa ra nhiều nhất cũng chỉ khống chế ở trên dưới 5 triệu. Nếu trên đó thì không phải nói rồi, việc hợp tác của chúng ta liền không thể nói tới. Đồng Oanh Oanh một tấc cũng không rời, hơn nữa là từng bước ép sát. Ha ha, quan hệ này nhưng rất đáng tiền. Nói thật với cô, không có 100 triệu. Chúng tôi sẽ không đồng ý. Diệp Phàm nói. 100 triệu, các anh thật đúng là cướp tiền. Ngày hôm qua ký kết hợp đồng 60 triệu, mới qua một buổi tôi, các anh đã kiếm được 40 triệu. Kia chỉ là giá cả các anh đưa ra, cũng không được đồng ý. Như vậy đi, chúng ta mời công ty chuyên nghiệp đến đánh giá một chút. Bọn họ nói nhiều hay ít tôi cũng không nói hai lì thì thế nào. Đồng Oanh Oanh cười nói. Cô nói vậy không được, chúng ta tiến hành thăm dò quy hốt, những vấn đề này phải được tính thành tiền. Một công trình lớn, chỉ thiết kế thăm dò cũng đã mấy trăm thậm chí hơn 1 triệu, chẳng lẽ chúng tôi làm không công hả? Diệp Phàm nói. Cho nên, chúng tôi cho các cô một giá khống chế ở 5 triệu, giá này tuyệt đối hợp lý. Hơn nữa, tôi biết, Tổng Giám đốc Diệp có năng lực, thợ lặn là quân khu tỉnh cử xuống. Tổng Giám đốc Diệp nhiều nhất là mất ít tiền lì xì, có phải Tư lệnh Lang giúp không? Điểm này tôi không thể không nói, Đồng Oanh Oanh tôi không bằng anh nhưng anh cũng không thể lấy việc nhỏ để đánh giá dự án lớn như vậy. Vừa tăng đã là 40 triệu, tập đoàn Hoành Không cũng qua có dã tâm phải không? Đồng Oanh Oanh thái độ kiên quyết phản đối. Tổng Giám đốc Đồng, chúng ta không nói chuyện này trước. Trên thực tế mảnh đất kia đáng bao nhiêu tiền cô và tôi đều biết rõ, chúng ta không cần vòng vo ở đây. Tuy nhiên, tôi muốn nói với cô một chuyện khác, Diệp Phàm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.